Vạn cổ đệ nhất tông chương 1676, Xích Ngục Giới. Xích Ngục Giới, nhất cái khoảng cách thượng giới hơi gần vị diện, nơi này khí trời nóng bức, đại địa cùng nham thạch đều là xích hồng sắc, nhìn qua tựa như địa ngục, cho nên liền dùng Xích Ngục làm tên, sinh hoạt tại Xích Ngục giới võ giả chủ tu hỏa hệ, nhưng nhận hạn chế thiên địa thuộc tính, cảnh giới mạnh nhất bất quá hạ vị tầm chân cảnh, cho nên từ vị diện cấp độ đến xem, hiển nhiên cùng thượng giới có không nhỏ chênh lệch, kỳ thật thượng giới cũng không yếu. Tinh linh giới hạm đội thứ ba xâm phạm lúc từng dùng chuẩn nhị đẳng hình dung, cái này nói rõ còn có tam đẳng, tứ đẳng thậm chí thấp hơn đây này. Hưu, ngày nào đó, một đạo lưu quan lặng yên không tiếng động xuyên qua không gian hàng rào, rơi vào tựa như hỏa diễm thiêu đốt sơn hà giang, không phải người khác, chính là quân thường tiếu. Hắn không có mở ra thập nhất tàu chiến hạm nghênh ngang bay vào, dù sao, dạng này rất dễ dàng nhường bản địa dân sinh ra hiểu lầm, từ đó đem tự mình định nghĩa vì người xâm nhập. Hưu, linh niệm thả ra ngoài, tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm, chật chật, Quân thường tiếu nói, nơi này hỏa hệ thuộc tính càng mãnh liệt. Hệ thống nói, cái khác thuộc tính thì tương đối yếu kém, phải cùng cực nóng hoàn cảnh có quan hệ, chỉ sợ rất khó ứng dụng huyền thạch loại hình võ đạo tài nguyên. Quân thường tiếu ánh mắt nổi lên vẻ thất vọng tới, chưa hẳn. Hệ thống nói, thuộc tính đơn nhất hóa thế giới, thường thường hội sinh ra cực đoan hóa khoáng thạch hoặc tài nguyên, có đạo lý. Quân thường tiếu dán lên dịch dung mặt màng, mặc vào một bộ áo bào xám, rất nhanh liền hóa thân thành tẩu giang hồ lão thần côn, sau đó thẳng đến ngàn dặm có hơn một tòa thành trì hắn hiện tại muốn làm, đúng là hiểu rõ cái này vị diện, cùng phải chăng có thể dùng cho làm khu động nhiên liệu tài nguyên, lựa chọn dịch dung cũng là sợ tự mình tuyệt thế mỹ nhan hội dẫn phát quanh động to lớn, ha ha, hệ thống cười khang một tiếng, sát, sát, đi tới vài trăm dặm về sau, bên tai truyền đến tiếng trống giận dữ, quân thường tiếu linh niệm phóng thích, phát hiện nơi xa có mấy chục vạn đại quân chia hai đội, ngay tại trên chiến trường anh dũng chém giết, máu tươi khiến cho mặt đất càng đỏ, trong không khí phiêu đã mùi hôi thối, tham chiến binh sĩ cảnh giới không cao, từ thấu phát khí tức đến xem tự hồ mới có thể so với võ thánh cấp độ quân thường tiếu nói cái này vị diện đẳng cấp khẳng định không cao mấy chục vạn võ thánh quy mô quân đội đặt ở hạ giới hoàn toàn chính xác đáng sợ nhưng ở thượng tầng trong vũ trụ liền lộ ra phi thường nhỏ bé thậm chí tùy tiện từ tông môn phái ra một tên đệ tử đều có thể dễ dàng giải quyết hết quân thường tiếu không hứng thú đi quan sát thái điểu lẫn nhau mổ tiếp tục hướng tỏa định thành trì tiến đến nhưng mà đi một đoạn lộ trình lại phát hiện hai nhóm quân đoàn tại đối chọi cái này vị diện ưa thích làm khung quân thường tiếu ánh mắt nổi lên kinh ngạc dùng chăm chú tâm tính phóng thích linh niệm trực tiếp tràn ngập hơn phân nửa xích ngục giới cuối cùng bắt được hình tượng là to to nhỏ nhỏ chiến trường to to nhỏ nhỏ chém giết tối thiểu trên trăm cái hoàn cảnh vốn là có chút ác liệt bản địa dân lại là đầy đất đồ đánh nhau hỗn loạn như thế thế giới có thể dựng dục ra cường hãn võ đạo tài nguyên sao ai cẩu thẳng lắc đầu nói chỉ sợ đi một chuyến uổng công không bao lâu hắn đứng tại sớm tỏa định thành trì trước cổng chính bởi vì chỉnh thể dùng xích hồng khoáng thạch rèn đúc cho nên cao ngất tường thành nhìn qua tựa như hỏa diễm đang điên cùng thiêu đốt và và ra ra vào vào võ giả tại trò chuyện bởi vì ngôn ngữ hệ thống khác biệt quân thường tiếu một câu nghe không hiểu cần phiên dịch sao ngươi cứ nói đi hưu đột nhiên quân thường tiếu trong thức hải hiện lên quang mang các loại dấu hiệu khoa tay cùng với con số điên cuồng tràn vào đợi hết thảy khôi phục lại lại nghe những người đi đường tất cả nói hoa hạ nói đại thiên vương quốc thiết bi quân lại cầm xuống vài tòa thành trì theo ta thấy Sư nguyên vương quốc chỉ sợ muốn bị diệt ai đã từng cường đại đến quét ngang bát hoang vương quốc cuối cùng vẫn đi hướng xuống dốc thịnh cực mà suy vĩnh hằng bất biến vương quốc quân thường tiếu sờ lên cái cầm, nói thế giới này dùng quốc gia làm chủ khi hắn thuận tay từ người qua đường trong ngực sờ tới một cái thân phận lệnh bài thành công lẫn vào tên là tôn vũ thành thành trì nghe được người qua đường tất cả nghị luận chiến tranh lại càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán không sai xích mục giới là nhất cái dùng quốc gia làm chủ đạo vị diện nơi này có gia tộc có quý tộc có vương thất, có hoàng thất, chính là không có tông môn, phân tích ra được, hệ thống nói, nơi đây tên là xích ngục giới, nhân khẩu 60 tỷ, vạn năm trước xuất hiện một tên cái thế anh hùng, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, cuối cùng thống nhất toàn bộ thế giới, thành lập thương lan đế quốc, sau đó thì sao, thương lan đế quốc thống trị xích ngục giới gần vạn năm, đến sau nội bộ phát sinh mâu thuẫn, lần lượt có vương quốc thoát ly, làm theo ý mình, tương hổ chinh phạt, thương lan đế quốc từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, có hay không võ đạo tài nguyên, nhất cái đế quốc hưng suy quân thường tiếu không có hứng thú, có, hệ thống nói, thế giới này thừa thải một loại tên là hỏa thạch, võ đạo tài nguyên, cũng là trước mắt thường thấy nhất thông dụng tiền tệ, ẩn chứa cực kỳ bàn bạc hỏa hệ thuộc tính, có thể có thể dùng tới làm nguồn năng lượng khu động, kỳ thật nó không giải thích, quân thường tiếu cũng đã đoán được, bởi vì từ đường phố chính cùng nhau đi tới, phát hiện rất nhiều cửa hàng đều dùng 20 xích thạch cửa hàng tới mệnh danh, vũ thương xích thạch điếm, tôn vũ thành bên trong quy mô lớn nhất cửa hàng. Quân thường tiếu vừa đi vào đến, liền cảm nhận được nội bộ tồn tại hỏa hệ thuộc tính so bên ngoài mạnh hơn, cho nên càng thêm hiếu kỳ hỏa thạch đến cùng có bàn bạc hỏa hệ thuộc tính. Vị khách quan kia, một tên mỹ mạo nữ tử phụ trách nghênh đón, cười nói, cần mua hỏa thạch sao? Không sai, mời vào trong. Nữ tử biểu hiện từ đầu đến cuối rất khách khí rất lễ phép, cũng không có bởi vì cậu thẳng mặt phổ thông mà cố ý vắng vẻ, có thể thấy được tiệm này làm ăn, thật đem khách hàng trở thành thượng đế. Khách quan, ta chủ cửa hàng doanh nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng hỏa thạch, ngài cần loại nào? Còn phân cấp cấp, Quân thường tiếu này thoại nói ra, nữ tử dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, hỏa thạch phân chia đẳng cấp, mọi người đều biết, lẽ nào trên đời còn có nhân không biết, Ê, quân thường tiếu cũng ý thức vấn đề, xấu hổ giải thích nói, quân mổ từ nhỏ ở sơn giả lớn lên, đối với ngoại giới sự tình quá ít giải, nữ tử tỉnh ngộ, kiên nhẫn giải thích nói, hỏa thạch tổng cộng chia làm tam đẳng, nhất đẳng phẩm chất tốt nhất, tam đẳng phẩm chất kém cỏi nhất, khẳng định nhất đẳng, khách quan cần mua nhiều ít, ách, có thể lấy trước suốt một viên nhường quân mổ nhìn xem sao, được rồi, xin chờ một chút nữ tử đứng dậy rời đi sơ qua cầm nhất cái hộp đi tới đặt ở trước bàn nhẹ nhàng mở ra một viên cùng loại quả táo lớn nhỏ xích sắc thủy tinh hiện ra mặt ngoài thậm chí quanh quẩn mắt trần có thể thấy hỏa hệ thuộc tính quân thường tiếu lặng yên phóng thích linh niệm cho đến dung nhập nội bộ cảm nhận được cực kỳ tinh thuần hỏa hệ thuộc tính thầm nghĩ trong lòng cái này chủng hỏa hệ thuộc tính cực kỳ táo bạo nếu như dùng để làm nguồn năng lượng hẳn là có thể thay thế đạo thạch từ chỉnh thể tới nói hỏa thạch so ra kém đạo thạch dù sao thuộc tính đơn nhất hóa nhưng bên trong chiến hạm khu động trang bị, càng ưa thích táo bạo năng lượng, dạng này mới có thể mang đến mạnh hơn lực trùng kích. Khách quan, nữ tử cười nói, cần mua nhiều ít, Ê, quân thường tiếu đứng người lên, phủi mông một cái nói, ta liền tùy tiện nhìn xem, cáo từ, dứt lời, nghênh ngang rời đi. Nữ tử lăng thần một hồi lâu, mới ở trong lòng nói thầm, người này có phải bị bệnh hay không nha, xích ngục giới nhất đẳng hỏa thạch, phi thường thích hợp làm nguồn năng lượng khu động, nhưng quân thường tiếu cũng không có mua sắm, bởi vì không có tiền, cố nhiên, đạo thạch so hỏa thạch càng toàn diện nhưng thế giới này chủ tu hỏa hệ võ đạo lấy ra hối đoái người ta khẳng định không có thèm cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tới kiếm lấy kỳ thật dùng quân thường tiếu thực lực trực tiếp ăn cướp trắng trợn đừng nói tôn vũ thành coi như toàn bộ xích ngục giới đều không ai có thế ngăn cản nhưng là cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào đoạn đường này đi tới quân thường tiếu hoàn toàn chính xác đoạt không ít thứ nhưng có thể rất thẳng thắn nói một câu chưa từng làm qua tự dưng đi làm cướp bóc sự tình đến có thỉnh nêu ví dụ nói ra chính ta phong thư không viết có nhân có thể sẽ cầm cấm địa tới làm ví von nhưng mà đây chẳng qua là vật vô chủ chính là thiên địa ẩn dục không phải chính thức tổ chức xuất tiền kiến tạo công cộng công trình ta bằng bản sự lấy đi có vấn đề gì đâu nếu như cấm địa tính tài sản chung như vậy các loại khoáng mạch có tính không các đại tông môn cũng không thể đi đoạt còn muốn hay không phát triển huống chi cấm địa nguy chi hiểm tiếng thập giả chết sáu bảy quân thường tiếu đem nó phá đi mặc dù nhường phần lớn người mất đi tu luyện hoàn cảnh nhưng tương tự cũng trong lúc vô hình cứu vớt rất nhiều sinh mệnh đi làm bươm bướm cầm hiện đại tam quan tới yêu cầu hắn tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong tam quan hủy cấm địa cứu sống linh có tính không chính đương nhiên quân thường tiếu bản ý là cường hóa tông môn không nghĩ lấy cứu chúng sinh nhưng sở tác sở vi hoàn toàn chính xác phòng ngừa rất nhiều võ giả tại về sau vẫn lạc cấm địa đây là không thể phủ nhận không thể chất vấn cẩu thạng xưa nay không đem mình làm một người tốt tỉ như vị diện chiến trường điên cuồng đe dọa đại lục võ giả hành vi nhìn như quá phận kỳ thực để bọn hắn dùng tiền tài đổi an toàn, có thể thuận lợi trở về gia viên cùng thân nhân gặp nhau. Ngươi tốt, ta tốt, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Lẽ nào nhất định phải đem quân thường tiếu tạo nên nhất cái vì dân vì nước hiệp chi đại giả, làm bất cứ chuyện gì không màn hồi báo loại kia? Có, tinh linh giới hạm đội thứ nhất xâm phạm, không có nhiệm vụ, còn không phải đứng ra, thậm chí bởi vì tại Long tộc vận dụng hệ thống chi lực, đem Cố Thiên Tinh vợ chồng dẫn dắt đến thượng giới, từ đó tránh khỏi thế giới hạo kiếp, nhìn chung quân thường tiếu tự tin vẫn đại lục phát triển đến thượng giới, mỗi khi gặp đại nạn đều là hắn cùng vạn cổ tông ngăn cơn sóng dữ không phải hiện tại ma tổ còn cùng thập đại tiên tông đấu ngươi chết ta sống có lẽ đã bị tinh linh giới diệt đi trở thành bụi bặm vũ trụ đừng ở nói cẩu thẳng tam quan bất chính trừ miệng tiện thích cười khằng khặc quá dị bên ngoài chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý ta cũng hy vọng bộ phận độc giả bảo trì một viên thuần chân nhã rảnh chi tâm mà không phải nhã rảnh quá mức đưa vào tự mình trong suy tưởng không cách nào tự kềm chế đem quân thường tiếu nhìn thành từ đầu đến đuôi ác nhân đối với hắn như vậy tới nói là không công bằng một trung họ độc giả hắn là nhất thứ cặn bả nam tác giả một rất tốt có động lực quân thường tiếu hoàn toàn không biết liên quan tới chính mình tam quan vấn đề dĩ nhiên trình bày nhiều như vậy chữ giờ phút này con mắt lấp lóe quan trạch tới từ thượng giới xuất phát đến tinh linh giới trong đó muốn vượt qua không ít tinh hệ nguồn năng lượng vấn đề nhất định phải giải quyết nếu không bay lên bay lên liền không có dầu mắc cạn tại vô tận vũ trụ liền lúng túng bất quá làm sao kiếm tiền đâu quân thường tiếu chẳng có mục đích đi trên đường phố bắt đầu cân nhắc như thế nào thu hoạch nhất đẳng hỏa thạch oanh oanh nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng cuộn sóng nhiệt gào thét mà tới thành nội không phải cấm trận đánh nhau sao quân thường tiếu phóng thích linh niệm phát hiện cuối con đường một tên đầu bù loạn phát võ giả hội tụ hỏa hệ thuộc tính ngay tại điên cùng vây đánh người qua đường hai con ngươi xích hồng phản phất lâm vào điên ai bên cạnh trung niên nhân lắc đầu nói lại điên rồi nhất cái lại quân thường tiếu hiếu kỳ hỏi bằng hữu người này có phải là bị bệnh hay không không có bệnh không có bệnh làm sao điên rồi trung niên nhân dò xét hắn một chút phát hiện trang trí một mạc lại tức giận nói thu lấy hỏa thạch vỏ giả ai cũng có khả năng lâm vào điên ngươi chẳng lẽ không biết quân thường tiếu trầm mặt chết chết cuối con đường tên kia hai mắt xích hồng vỏ giả tựa như trâu điên đồng dạng tại đường đi mạnh mẽ đâm tới người qua đường mặc dù nhao nhao né tránh nhưng vẫn như cũ tránh không được thụ trọng thương không muốn chết nhanh né tránh trung niên nhân không lạnh không nhạt nhắc nhở nhưng cũng đã ở cách xa xa trong khoảng thời gian ngắn, cả con đường võ giả tất cả đều tránh đi, trên mặt tuy có bối rối, nhưng không quá rõ ràng, chủ yếu là kinh lịch nhiều hơn, đã nhìn quen không quen, đồng thời biết, không lâu sẽ có cấm vệ quân xuất hiện, đem điên chi nhân đánh chết tại chỗ. Chờ một chút, cái kia mặc hôi áo dài da hỏa vì sao không tránh? Sớm nấp kỹ người đi đường nhau nhau nhìn về phía đứng tại chỗ bất động quân thường tiếu, có nhân muốn thiện ý nhắc nhở, nhưng sợ kinh động điên võ giả, cho nên chỉ có thể đem nói ngẹn trở về. Chết, chết, nỗi điên chi nhân trên đường phố tìm không thấy mục tiêu trực tiếp chạy quân thường tiếu giết tới ông ông vạn cổ hào màn sáng bên trên phát sinh ở tôn vũ thành trên đường phố thời gian thực hình tượng hiện ra tôn bất không quân thường tiếu thanh âm vang lên người này có phải là bị bệnh hay không tôn bất không vội vàng đi qua xem kỹ trả cố ý đem hình tượng mở rộng điên võ giả lông mũi đều nhìn thấy rõ ràng nhưng không đợi đánh giá ra cái một hai đến ngồi ở bên cạnh uống trà miêu tái phượng mở miệng nói người này trúng hỏa độc một khắc đồng hồ sau hẳn phải chết hỏa độc quân thường tiếu nói nhưng có giải cứu chi pháp loại độc này cũng không đáng sợ, chỉ có tích lũy tháng ngày hạ mới có thể hình thành, lại chút ít sẽ không chí tử, nếu như tích lũy tới trình độ nhất định bộc phát, thần tiên cũng khó cứu. Quân thường tiếu bó tay rồi, bất quá, miêu tái phượng lại nói, công chủ có hỏa hồn chi linh, hẳn là có thể cưỡng ép tiêu trừ, minh bạch, quân thường tiếu lấy xuống cùng chiến hạm liên hệ đặc thù kính trâm, nhìn về phía sông tự mình đánh tới điên võ giả, nói, gặp được ta, tính ngươi tốt số, xoát, hắn động, ba, hắn bắt lấy điên võ giả, oanh, hắn tay trái nhất cái động tác chậm đem đối phương nhấn trên mặt đất tay phải nhất cái động tác chậm đẩy ra miệng đem viên đang dược ném vào a à a à. điên võ giả kêu thảm vừa rồi trung niên nhân kia kinh ngạc nói gia hỏa này có chút năng lực nha người qua đường cũng nhao nhao nghị luận lên hiển nhiên không nghĩ tới nhìn như yếu đuối gia hỏa dĩ nhiên có thể tùy ý chế phục một tên lâm vào phát cùng võ giả quả nhiên cao thủ tại dân gian a nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ chính là bị đặt ở trên mặt đất gào thảm điên võ giả ánh mắt dần dần khôi phục bình thường táo bạo hỏa hệ chi lực tiêu tán một mặt ngốc trẻ nói ta không phải tại tu luyện sao ta làm sao lại trên đường hắn thanh tĩnh hắn dĩ nhiên thanh tĩnh trên đường phố người đi đường nhao nhao kinh hô lên quân thường tiếu đem khôi phục bình thường võ giả nâng đỡ bày ra nhất cái ra vẻ đạo mạo thần cung bộ dáng nói ngươi vừa rồi kịch độc phát tác trước hội đánh mất lý tính sau sẽ làm trường chết bất đắc kỳ tử quân mổ bỉnh lấy thượng thiên có đức hiếu sinh cho nên liền dùng độc môn đang dược vì ngươi triệt để trị tận gốc đến rồi hệ thống nói quân đại lắc lư nổi điên võ giả khôi phục ý thức cũng không phải là viên đang dược nguyên do mà là quân thường tiếu sớm đem một sợi hỏa hồn chi lực dung nhập trong đó sau khi phục dụng thành công tịnh hóa tả hữu tư duy cùng thần kinh hỏa độc tuyên bố chỉ là rất phổ thông viên đang dược không phải từ trong ngực xoa ra dược hoàng cẩu thẳng không bẩn như vậy đương nhiên được khen ngợi một cái miêu tái phượng đối triệu chứng trúng độc chẩn bệnh cùng trị liệu thậm chí so tôn bất không còn mạnh hơn chuyên chú độc đạo người giải độc thượng tự nhiên có một tay mà cứu điên võ giả về sau quân thường tiếu cũng trong nháy mắt ý thức được đây tuyệt đối là cái đại thương cơ từ vừa rồi trung niên nhân khẩu bên trong biết được loại này hỏa độc tại xích ngục giới phát bệnh dẫn rất cao mình đã có thế tùy tiện hóa giải hoàn toàn có thể giúp bọn hắn chữa bệnh đến kiếm lấy hỏa thạch quả nhiên đứng tại đầu đường một trận lắc lư những người đi đường tin hoàn toàn điên võ giả khỏi hẳn đây là chân thực phát sinh ở chuyện trước mắt dung không được bọn hắn đi chất vấn huống chi được cứu trị giả là thành nội người địa phương đối với hắn có hiểu rõ hàng xóm đều biết lúc trước tự cấu kết bệnh dấu hiệu không tồn tại cố ý chơi giật dây thần y đây là thần y a à. trong lúc nhất thời có quan hệ đi người bệnh không chết bất đắc kỳ tử bị trị tốt tin tức tại tôn vũ thành truyền ra thậm chí kinh động đến thành chủ đại nhân vào lúc ban đêm tự mình đến đây khách sạn bái phỏng quân thường tiếu muốn hay không khoa trương như vậy quanh năm nghiên cứu xích ngục giới lịch sử độc giả cần phải đều hiểu loại này hỏa độc chi bệnh tồn tại vĩnh cửu chỉ cần mắc liền sẽ bị định nghĩa vì bệnh nan y, trừ phi đột phá cảnh giới cực cao, nếu không không có bất kỳ cái gì trị liệu chi pháp. Công Vũ Thành thành chủ họ Vương, tuổi chừng năm 60 tuổi, Thái Dương đã trắng bệch, hắn đi vào khách sạn sương phòng về sau, hạ thấp tư thái, chắp tay nói, quân tiên sinh, khuyển tử cũng nhiễm lên bệnh nan y, còn có thể cứu tế cho viện thủ, chăm sóc người bị thương, chúng ta trách nhiệm, quân thường tiếu cần bằng nhanh nhất thời gian khai hỏa nổi tiếng, từ đó cứu chữa càng nhiều người bệnh, đương nhiên sẽ không để chảy mất cơ hội này, thế là, vào lúc ban đêm tiến về thành chủ phủ gặp được bị giam tại u ám trong phòng thành chủ chi tử người này khi thì nhếch miệng cười ngây ngô khi thì nói một mình giống như bệnh tâm thần người bệnh tông chủ thân ở vạn cổ hào miêu tái vượng thông qua đặc thù kính mắt đưa tới hình tượng nói người này hẳn là trúng độc sơ kỳ ở vào tinh thần thất thường trạng thái nếu như không chiếm được cứu chữa sớm muộn điên chết bất đắc kỳ tử mà chết tôn bất không chảy ra nước mắt chữa bệnh loại chuyện này vốn nên mình am hiểu kết quả lại bị miêu đường chủ đoạt tình thế vương thành chủ Quân thường tiếu lấy một bộ thần y bộ dáng cẩn thận quan sát về sau, nói, lệnh lan bệnh, chỉ cần một viên đang dược liền có thể giải quyết. Vương thành chủ nghe vậy mừng rỡ trong lòng, bất quá, quân thường tiếu nói, viên đang dược dược liệu cần thiết cực kỳ quý giá, cho nên, vương thành chủ dù sao cũng là trải qua chiến trường lão giang hồ, không chờ hắn đem lời nói chơi, liền sản khoái nói, quân tiên sinh, đang dược vương mổ mua, ngài cứ nói giới, mười khỏa nhất đẳng hỏa thạch, quân thường tiếu cũng không phải quanh co lòng vòng người, hắn chính là thèm xích một giới nguồn năng lượng hắn chính là thấp hèn vương thành chủ ngạc nhiên sao thế ngại muốn nhiều vương thành chủ biến sắc không vui nói quân tiên sinh đang dược nếu như có thể trị hết quyển tử bệnh nan y cấp 10 khỏa nhất đẳng hỏa thạch chính là tại kinh nhờn ngài dạng này thần y cho nên tối thiểu được nhất ngàn khỏa quân thường tiếu khóe miệng kịch liệt run rẩy 10 khỏa cùng một ngàn khỏa trên lệch siêu cấp đại a hệ thống nhịn không được nhã rảnh nói tại sao ta cảm giác cái này giống như là tác giả đang cố ý cấp túc chủ tẩy trắng vương thành chủ rất hào phóng hứa hẹn cấp ngàn khỏa nhất đẳng hỏa thạch nhưng là tiền đề được xây dựng ở có thể chữa khỏi ái tử bệnh nan y nếu không liền sẽ coi là thần côn nhốt vào nhà tù ăn cơm tù cũng không phải là vô tình mà là từ xưa đến nay rất nhiều người đánh lấy bao trị hỏa độc danh hào tại xích ngục giới giả danh lừa bịp đương nhiên quân thường tiếu có bản lĩnh thật sự hắn từ trong ngực lấy ra một viên sớm dung nhập hỏa hồn chi lực viên đang dược ném vào thành chủ chi tử khẩu trung ước chừng thời gian qua một lát đối phương liền dần dần từ suy si ngốc trạng khôi phục bình thường nói cha ta thế nào con ta thanh tĩnh vương thành chủ lập tức nước mắt tuôn đầy mặt hắn mặc dù thê thiếp thành đàn nhưng chỉ có như thế một cái nghi tử bảo bối bây giờ gặp nó ánh mắt thanh tịnh cử chỉ bình thường cảm xúc khẳng định khống chế không nổi quân tiên sinh vội vàng hướng quân thường tiếu cúi đầu nói thật là thần y đấy quân thường tiếu thì dặn dò lệnh lan bệnh nặng vừa mới khỏi thân thể suy yếu cần tỉ mỉ điều dưỡng mấy tháng minh bạch minh bạch vương thành chủ một bên nói một bên hướng vài cái cùng đi thầy thuốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau vội vàng đi nâng công tử thừa cơ chẩn bệnh nội thể, truyền âm nói, thành chủ đại nhân, công tử thể nội táo bạo chi lực đã bị triệt để loại trừ. Vương công tử bệnh nan y bị chữa trị, thành chủ phủ lập tức náo nhiệt lên, được xưng là thần y quân thường tiếu, tự nhiên không thể thiếu được an bài một trận. Trên ghế, vương thành chủ dân lên ngàn khỏa nhất đẳng hỏa thạch, nâng chén nói, loại tuyệt chứng này bối rối xích ngục giới nhiều năm, tiên sinh có thể đem chữa trị, chắc chắn công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Vương thành chủ quá khen, quân thường tiếu khiêm tốn nói, quân mổ bất quá là một cái hương giả bác sĩ, chỉ hy vọng dựa vào bản thân chút sức mọn đi cứu trợ càng nhiều người bệnh cũng không thèm để ý cái gọi là công danh lợi lộc nếu không phải nhìn hắn lấy tiền tốc độ nhanh như thiểm điện vương thành chủ kém chút liền tin quân tông chủ loại tuyệt chứng này phát bệnh dẫn cực cao nhất là lấy quan to hiển quý là nhất ngài có chữa trị năng lực tương lai nhất định lên như diều gặp gió quân thường tiếu mặt ngoài không thèm để ý trong lòng thì đắc ý bệnh nhân càng nhiều chính mình mới kiếm tiền a à. quân thường tiếu tạm thời ở tại thành chủ phủ trời tối người yên lúc bước ra cồn từ không gian giới chỉ lấy ra một viên nhất đẳng hỏa thạch nói nhìn xem hiệu quả như thế nào soát xếp bằng ngồi dưới đất linh niệm phóng thích nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói quân thường tiếu cũng thuộc về hỏa tu dù sao có thánh viêm chi thể có hỏa hồn chi linh loại này hỏa hệ thuộc tính cực cao võ đạo tài nguyên hoàn toàn có thể đem ra thu lấy hưu hưu từng sợi hỏa hệ năng lượng bay vào đan điền dần dần cùng năng lượng hạch dung hợp từng đột nhiên quân thường tiếu lông mày nhăn loại này đến tự hỏa thạch năng lượng mặc dù cực kỳ tinh thuần nhưng trong đó vậy mà pha tạp lấy một tia táo bạo chi lực hẳn là cậu thẳng suy đoán nói xích ngục giới võ giả thân mắc bệnh nan y nguyên nhân ngay tại ở trường kỳ thu lấy hỏa thạch góp gió thành bão sau gây nên bệnh phát loại tuyệt chứng này phát bệnh vẫn cực cao nhất là lấy quan to hiển quý là nhất vương thành chủ lúc trước tại trên ghế nói lời ở bên tai vang lên nhưng hắn có thể khẳng định cần phải tám chín phần mười quan to hiển quý thu hoạch hỏa thạch khẳng định nhẹ nhõm thu lấy thượng cũng xa cao người bình thường cho nên trở thành phát bệnh chủ yếu đám người tự rất dễ lý giải chật chật quân thường tiếu cảm khái nói đây là bệnh nhà giàu nha hưu tâm niệm vừa động hỏa hồn chi lực tràn ngập đem tồn tại đang điền bên trong một tia táo bạo chi lực tịnh hóa hạ gây nên nguyên nhân gây bệnh nhân tìm được quân thường tiếu sờ lên cái cầm nói nếu như có thể nghiên cứu ra ngăn chặn táo bạo chi lực dự phòng thuốc đến mình há không muốn một đêm chợt giàu rồi miêu đường chủ quân thường tiếu lấy truyền âm thuật dò hỏi loại này hỏa độc có thể dự phòng sao có thể miêu tái phượng nói bất quá cần tông chủ cung cấp hỏa hồn chi lực cùng cần một khoảng thời gian, bao lâu, nhanh thì dăm 3 tháng, chậm thì 3 năm năm. Loại này hỏa độc bệnh nan y chỉ có từ căn nguyên trên dưới tay mới có thể giải quyết vấn đề, cho nên giao cho ngươi, cần phải mau chóng nghiên cứu ra dự phòng thuốc tới. Quân thường tiếu tại thành chủ phủ liên tiếp ở vài ngày, làm thành chủ chi tử khỏi hẳn tin tức truyền ra, cũng lần lượt lý do môn vọng tộc mang người bệnh đến trị liệu, cũng nhau nhau chuẩn bị hơn ngàn khỏa nhất đẳng hỏa thạch. Nói thật, hỏa độc bệnh nan y, thật sự là bệnh nhà giàu. Quân thường tiếu chữa trị nhiều như vậy người bệnh, hoàn toàn chưa từng gặp qua thân phận phổ thông, có thể thấy được khó mà thu lấy hỏa thạch, cơ hồ sẽ không nhiễm bệnh. Quân tiên sinh, một ngày, từ bên ngoài dạo phố trở về, vương thành chủ thần sắc bối rối đi tới, nói nhỏ, có quý nhân tới bái phỏng ngài, quý cỡ nào, thương lan đế quốc hoàng thất, trong phủ thành chủ viện ba bước một tốt năm bước một trạm, hầu như đề phòng xâm nghiêm, quân thường tiếu đi theo một gã khôi ngô tướng quân đi đến, nhìn xem đứng đầy binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, trong lòng thầm nhũ nói, không hổ là hoàng thất, trận thế chính là lớn, vương thành chủ thông tri hắn, đế quốc hoàng thất thăm hỏi hắn còn có chút kinh ngạc ni dù sao tại xích ngục giới trị bệnh cứu người mới mấy ngày thời gian làm sao lại truyền đến cách xa nhau rất xa đế đô đi hẳn là cũng có người bệnh a à, nghĩ đến loại này càng thu lấy hỏa thạch tựu càng dễ dàng nhiễm lên bệnh nhà giàu quân thường tiếu lập tức minh bạch quân tiên sinh tướng quân vừa đi một bên nhắc nhở xin đừng nên đem thăm hỏi sự tình truyền đi minh bạch quân thường tiếu nhìn ra được thành nội võ giả như thường ngày bàn sinh hoạt nói rõ đế quốc hoàng thất là lén lúc tới đạp tướng quân đứng tại bên ngoài gian phòng chắp tay nói, công tử, quân tiên sinh tới, cho mời, hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền tới, quân thường tiếu mặc dù không hiểu y đạo, nhưng cũng có thể đánh giá ra, người nói chuyện khẳng định có bệnh, mời, tướng quân khoát tay, quân thường tiếu không khách khí đẩy cửa đi vào, liền gặp bên trong chỉ có một gã tướng mạo ôn nhu nữ tử, nàng ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng gian nan gạt ra mỉm cười, nhìn qua làm cho người ta sinh thương, đây là thương lang đế quốc hoàng thất. Quân thường tiếu ở trong lòng nói thầm, đột nhiên thăm hỏi, Nữ tử nói, còn xin quân tiên sinh thứ lỗi, thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng ăn nói gian thấu phát cao quý, có thể thấy được không chỉ có thân phận, còn có cực cao văn hóa giáo dưỡng. Quân thường tiếu ngồi tại rõ ràng vì chính mình chuẩn bị trên ghế, chắp tay nói, cô nương xưng hô như thế nào, du phi nhã, nữ tử tự hồ nói chuyện có chút tốn sức, giảng hóa lễ nghi phiền phức, rất thẳng thắn lưu loát tự giới thiệu mình, thương lan đế quốc trưởng công chúa, công chúa, thân phận này có chút đại, quân thường tiếu đứng dậy, giả bộ cung kính nói, thảo dân quân siêu soái, gặp qua công chúa đại nhân, tại người ta địa bàn lên, tự nhiên phải đi chương trình, huống chi, có thể hay không kiếm nhiều tiền, liền dựa vào loại này hoàn thất khách hàng lớn, biểu hiện khiêm tốn một cái cũng không có vấn đề gì, khiêm tốn tự khiêm tốn thôi. Hệ thống gầm thét lên, tại sao muốn gọi quân siêu soái vui lòng, Du Phi nhã mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, ta thương lan đế quốc đã mặt trời lặng hoàng hôn, không đáng quân tiên sinh dạng này kỳ nhân dị sĩ hành lễ mà bái, quân thường tiếu ngạc nhiên. Thương Lan Đế quốc mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng dù sao vẫn là bên ngoài trưởng khống giả. Bây giờ ngay cả trưởng công chúa chính mình cũng xem thường mình, vậy cái này hoàng thất thật đúng là đủ quốc ức, công chúa đại nhân. Quân thường tiếu nói, ngài là đến chữa bệnh, không sai. Du Phi Nhã nói chuyện càng ngày càng phí sức, cho nên nói suốt hai chữ dừng lại một hồi mới tiếp tục nói, nghe nói quân tiên sinh có thể trừ tận gốc hỏa độc tuyệt chứng, cho nên chuyên tới để cầu y. Quân thường tiếu nói, công chúa đại nhân tự hồ cũng không nhiễm lên hỏa độc tuyệt chứng, đó là bởi vì ta lấy đặc thù nào đó đang dược áp chế, mặc dù ngăn chặn độc tố lan tràn, nhưng làm hậu quả, chính là quanh năm thân hư người yếu. Du phi nhã đạo, thì ra là như vậy, quân thường tiếu minh bạch, lúc này lấy ra một viên viên đang dược, cứu người như cứu hỏa, mời công chúa nhanh chóng ăn vào, triệt để thoát khỏi hỏa độc tra tấn, có quan hệ loại này thần kỳ đang dược, du phi nhã đã sớm nghe nói qua, đã từ đế đô đi cầu y, đương nhiên sẽ không chất vấn, lúc này tiếp đến ném vào khẩu trung, viên đang dược dung nhập thể nội, phát huy xuất hỏa hồn chi lực lấy thế tồi khô lập hữu thanh lý hỏa độc, du phi nhã tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp, hai con ngươi cũng từ ngốc trệ trở nên trong suốt thân là đế quốc công chúa dung mạo không thể nói nhưng bởi vì quanh năm bị bệnh ma quấn thân nhìn qua phi thường tái nhật suy yếu bây giờ hỏa độc có thể loại trừ lập tức khôi phục vài phần sắc đẹp đến nỗi thật đẹp tự không đi hình dung bởi vì ở trong mắt quân thường tiếu nữ nhân chỉ có cao thấp mập ốm sau đó tự không có gì khác biệt quả nhiên du phi nhã đứng dậy kích động nói quân tiên sinh đang dược có thế trừ tận gốc hỏa độc tuyệt chứng công chúa đại nhân phục dụng đang dược chính là quân mổ lấy càng nhiều dược liệu luyện chế mà thành, cho nên cần thanh toán 2.000 khỏa nhất đẳng hỏa thạch. Quân thường tiếu đạo, xem người ta thân phận cao quý, tự lập tức tọa địa lên giá. Hệ thống nói, gian thương, quân thường tiếu thì tại trong lòng biện giải cho mình nói, nếu như là bình dân bách tính, ta tuyệt đối sẽ miễn phí tặng cho, nhưng đây là đế quốc công chúa, mệnh tinh quý như vậy, cấp 2.000 thua thiệt sao, du phi nhã nói, ta không mang nhiều như vậy nhất đẳng hỏa thạch, nếu không. Dừng một chút, cười nói, đi với ta đế đô, đến lúc đó hội gấp bội đền bù tiên sinh, hóa, không có tiền nhìn cái gì bệnh nha, cái này. Quân thường tiếu nói, vốn nhỏ mua bán. Hắn muốn nói tổng thể không ký sổ, nhưng cảm thấy không đúng, lập tức ra vẻ đạo mạo nói, trang phục công chúa dùng đan dược, hao phí quá nhiều dược liệu, ví như không có hỏa thạch, ta sợ khó tiếp tục luyện chế, vì người khác chữa bệnh chữa thương, ý tứ rất đơn giản, nhất định phải đưa tiền, cái này có thể nhìn ra, cẩu thẳng có lúc tạch móc. Hoàng cung dược liệu kho có rất nhiều dược liệu, quân tiên sinh đi qua sau, có thể tùy tiện tuyển dụng du phi nhã đạo cái này xa tướng quân du phi nhã phủi tay kép tên kia khôi ngô tướng quân đi tới nói có thuộc hạ du phi nhã nói lập tức mang quân tiên sinh lên đường tiến về đế đô trên đường cần phải nghiêm túc bảo hộ không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn vâng xa tướng quân lĩnh mệnh nhìn về phía quân thường tiếu chắp tay nói quân tiên sinh mời quân thường tiếu biểu lộ đặc sắc hắn đã đã nhìn ra nữ nhân này không phải muốn trốn nợ mà là cố ý muốn đem mình mang về đế đô chẳng lẽ coi trọng chính mình phi hệ thống thật nhịn không được quân thường tiếu gầm thét lên ta nghĩ là nàng có phải hay không coi trọng ta đang dược dự định giam giữ tại hoàng cung cấm địa sau đó làm một cái luyện đang công cụ người thật đúng là nhường hắn đoán đúng loại này hỏa độc tuyệt chứng tại xích ngục giới mặt sức quấy rối cực kỳ lâu trở thành y học giới từ đầu đến cuối vô pháp đánh hạ nang đề đột nhiên có người có thể trừ tận gốc khẳng định phải trước tiên khống chế lại đánh cái so sánh cẩu thẳng lấy cường giả thân phận quay về địa cầu nhưng phàm hơi lộ ra một điểm tu vi lập tức liền sẽ bị giam tiến nghiên cứu cơ cấu, tiến hành toàn phương vị khoa học giải phẫu. Đạp đạp đạp, thành chủ phủ ở ngoài, mấy chiếc xe ngựa ly khai, Vương thành chủ đứng tại cổng, đưa mắt nhìn dần dần tiêu thất về sau, thầm nghĩ, quân tiên sinh muốn lên như diều gặp gió, nhưng mà, người trong cuộc giờ phút này đang ngồi ở tương tự lao tù trong xe ngựa, sụp đổ nói, công chúa đại nhân, đi đế đô quân mổ không ý kiến, nhưng không đến mức đem ta khốn đứng lên đi, sợ ngươi chạy, không đúng. Du Phi nhã vội vàng sửa lời nói, quân tiên sinh đừng hiểu lầm, đây là ta chuyên chúc tọa giá, bốn phía có cao đẳng trận pháp, có thể tránh cho có người hành thích. Quân thường tiếu bó tay rồi, nữ nhân này mới vừa rồi còn một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, khỏi bệnh rồi về sau đơn giản không nói đạo lý, kỳ thực lấy cẩu thẳng thực lực, nhấc tay liền có thể đem xe ngựa xuyên phá. Sở Dĩ ngoan ngoãn ngồi ở bên trong, vẫn là nghĩ đi đế đô, dù sao cái nào có càng nhiều hoàng thất cùng vương thất, tuyệt đối là một cái kiếm tiền thiên đường. Vài ngày sau, quân thường tiếu từ xe chở tù nhảy xuống, nhìn về phía phòng vệ đế đô tường thành tường gia tróc ra, thông hướng thành nội mặt đất lầy lội không chịu nổi, khóe miệng co giật nói, đây là một cái đế quốc trung tâm, tại rất nhiều vương quốc trong mắt, thương lan đế quốc còn có thể có đế đô, đã là bọn hắn cho thiên đại ban ân. Du Phi nhã đạo, quân thường tiếu bắt được nữ nhân này nói chuyện lúc, hai tay chăm chú nắm chặt, trong mắt sáng có tức giận cùng không cam lòng, thế là nói thầm, nữ nhân này không đơn giản, có ý tưởng, hệ thống nói, theo ta thấy, vẫn là túc chủ không đơn giản, gặp phải người tựu không đơn giản qua, tại quân thường tiếu trong tưởng tượng, nhất cái đế quốc trung tâm khẳng định tráng lệ, đại khí bàn bạc, kết quả lại là phá gạch ngói bể, liền nói đường đều mất mô, hoàn toàn chính là lâu năm thiếu tu sửa, nhất im lặng là, đi vào đế thành về sau, đập vào mi mắt trên đường phố chính cơ hồ không có gì người đi đường, nhìn qua một mảnh trống rỗng, quân tiên sinh hẳn là rất thất vọng đi. Du Phi nhã nói, từng quân thường tiếu thẳng thắng nói, rất thất vọng, đó căn bản không phải nhất cái đế đô, cái này giống như nhất cái khu ổ chuột, Du Phi nhã nói, các đại vương quốc nhau nhau thoát ly, Ta thương lan đế quốc bây giờ có thể trưởng khống chỉ còn lại tòa thành trì này, bởi vì không có tài chính thu nhập, mấy trăm năm đều chưa từng tu sửa qua, không có thần dân sao, chỉ có mấy vạn người, rất nhiều đều đi. Quân thường tiếu trầm mặt, hắn biết thương lan đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng không nghĩ tới hội thê thảm đến trình độ như vậy, chỉ có nhất tòa trách nát đế đô, chờ chút, hoàn thành đều cùng thành dạng này, hoàng cung dược liệu kho còn có dược liệu, công chúa. Quân thường tiếu yếu ớt nói, ngài có thế xuất ra hai ngàn nhất đẳng hỏa thạch sao? nhất đẳng hỏa thạch đối ứng thượng giới sẽ cùng đạo thạch như thế lạc phách hoàng thất có thế lấy ra cảm giác không đáng tin cậy a à, nhị đẳng được không không được quân thường tiếu trong khoảng thời gian này đã làm qua khảo thí chỉ có nhất đẳng hỏa thạch nội bộ năng lượng ẩn chứa mới có thể khu động chiến hạm rất xin lỗi du phi nhã hổ thẹn nói ta chỉ có nhị đẳng tam đẳng hỏa thạch dùng để chống đỡ nhất đẳng hỏa thạch có thể hay không quân thường tiếu rất muốn nói không được nhưng xem ở nàng là nhất cái đế quốc công chúa lại ở tại nghèo khó trong đế đô xin lòng thương hại nói có thể tạ à ơn du phi nhã trên mặt nổi lên miễn cưỡng vui cười nhưng trong lòng thì đắng chát vô cùng sinh ra ở hoàng thất tự mình vốn nên trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt kết quả liền nhìn bệnh tiền đều không bỏ ra nổi đến đây là cỡ nào khổ cực công chúa quân thường tiếu chân thành nói đem ta đưa đến đế đô chỉ sợ còn có một cái khác tận dụng ý a à. cẩu thẳng ánh mắt cũng không sắc bén quanh thân cũng không có phóng thích võ đạo khí tức nhưng không hiểu nhường du phi nhã tâm thần hoảng hốt thậm chí cảm thấy áp lực thật lớn nàng cúi đầu nói Ta hy vọng có thể đạt được tiên sinh trợ giúp tới Nhường Thương lan Đế quốc một lần nữa cuộc khởi, Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật, ta liền nhất cái bán thuốc, có cái gì năng lực đi trợ giúp đế quốc cuộc khởi đâu, không thể phủ nhận, dùng cẩu thẳng thực lực quét ngang xích ngục giới không có vấn đề, thậm chí không cần hắn xuất thủ, đem bên ngoài đổ thập nhất tàu chiến hạm phái tới, vẹn vẹn đệ tử cũng có thể thỏa thỏa hoa thức treo lên đánh các đại vương quốc, nhưng là, người ta nội vụ, tự mình có thể nào can thiệp, nói trắng ra là, Quân Thường Tiếu đem tự mình coi là một người ngoài cuộc quân ly ở giang hồ bên ngoài không hỏi chuyện giang hồ đây là giang hồ tái kiến còn nữa nói cho dù có sung túc nguồn năng lượng tiến về tinh linh giới tối thiểu thật tốt mấy năm trên đường không biết đi ngang qua nhiều ít vị diện lẽ nào đều muốn đi trợ giúp kẻ yếu sao thật có lỗi quân thường tiếu uyển chuyển nói ta chỉ là một giới thảo dân cũng chỉ hiểu luyện chế đan khó mà cho công chúa cung cấp trợ giúp du phi nhã nói tiên sinh đang dược có thể trừ tận gốc hỏa độc tuyệt chứng rất nhiều gia tộc thế lực thậm chí vương công đại thần đều bị hại nặng nề nếu như giúp bọn hắn chữa khỏi, nhất định có thể giúp ta thương lan đế quốc cuộc khởi, quân thường tiếu xem như minh bạch, nữ nhân này là phải dùng tự mình đang dược đi lôi kéo các thế lực lớn, biện pháp là không sai, bất quá, nghĩ cũng miễn quá mức ngây thơ đi, quân thường tiếu tới xích ngục giới không bao lâu, nhưng đối với thế cục đã có đầy đủ hiểu rõ, vẹn vẹn tách ra đi vương quốc tựu không hạ mười mấy cái, nữ nhân này cho dù có đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã đảo nghĩ cách, áp dụng khẳng định cực kỳ khó khăn, huống chi, các lộ chư hầu sao lại trơ mắt nhìn xem chỉ còn trên danh nghĩa đế quốc hoàng thất quật khởi công chúa đại nhân quân thường tiếu nói loại chuyện này không nên nhường một nữ nhân tới làm mà là đế quốc chi chủ cùng đế quốc hoàng tử phụ hoàng bị cầm tù lưỡng cái hoàng huynh đều bị giết nói đến đây du phi nhã nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi hoàng thất kỳ thật hắn ở đâu các đại vương quốc không cho phép hoàng thất có kiện toàn nhân tồn tại mà ta bởi vì là nữ nhân lại lâu dài nhiễm bệnh cho nên mới may mắn sống tiếp được đi du phi nhã nói quân thường tiếu trầm mặt, hoàng thất quý tộc lưu lạc như thế cùng bị diệt mất còn có phân biệt sao các đại vương quốc đấu ngươi chết ta sống chờ có nhân triệt để nhất thống vị diện thương lang đế quốc liền có thể chính thức rời khỏi lịch sử võ đài đế đô hoàng cung rất lớn nhưng bởi vì cỏ dại mọc lan tràn lộ ra có chút cô đơn ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tên binh sĩ tại tuần sát lại là hoàn toàn buồn bã yểu xìu dáng vẻ quân thường tiếu cùng nhau đi tới có chút cảm khái nói công chúa đại nhân nói câu lời khó nghe liền thương lang đế quốc hiện tại bộ dáng người muốn ngăn cơn sóng giữ hoàn toàn không thể nào tính, không sai, Du Phi nhã ngừng chân, nói, trước kia không thể nào tính, nhưng tiên sinh tới liền có khả năng tính, quân thường tiếu lắc đầu nói, ta chỉ có thể chữa bệnh, nhưng trị không được nhân tâm, cố nhiên, đang dược có thể giúp các quý tộc khỏi hẳn, nhưng bọn hắn há lại sẽ bởi vì cái này nguyên nhân đi trợ giúp thương lan đế quốc cuộc khởi đâu, tiên sinh, Du Phi nhã nói, xin mời đi theo ta, hai người đi tới hoàng cung cấm địa, dừng ở một chỗ phong bế trước đại điện, phía trên viết có vị lai cắt ba chữ vị lai cắt quân thường tiếu khó hiểu nói có ý tứ gì ta thương lan đế quốc tiên tổ có thế nhất thống xích ngục giới nguồn gốc từ tại có cao nhân tương trợ hắn rời đi trước từng lưu lại thôi diễn 24 đồ trong đó 23 đồ đã ứng nghiệm duy chỉ có còn thừa nhất đồ đến bây giờ không có phá giải ồ quân thường tiếu có chút kinh ngạc nói thần kỳ như vậy sao tiên sinh mời kép tự hồ quan bế thời gian quá lâu đương đại môn bị đẩy ra dương lên trận trận bụi đất cũng bay tới một cổ một nát hương vị quân thường tiếu đi vào nội bộ tồn tại đặc thù trận pháp khởi động đem u ám hoàn cảnh chiếu sáng tòa đại điện này quy mô không nhỏ trên vách tường phát họa lấy một vài bức tranh thủy mặt phía trên cũng có chữ nhỏ chú giải đại ý là một mỗi năm đại sẽ có sự tình gì phát sinh thương lan lịch năm 1021, đông phương sẽ có dị thú xuất hiện thương lan lịch năm 2451, vân tiêu vương quốc sẽ phát sinh nội loạn thương lan lịch năm 3425, quân thường tiếu vừa đi vừa nhìn cho đến dừng ở 24 độ trước biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc bởi vì phía trên viết nội dung là Thương Lan Lịch tháng 1 năm 2020, Tôn Vũ Thành sẽ có đại năng trị hỏa độc tuyệt chứng, đỡ đế quốc chi tướng nghiêng, sắn hoàng thất tại tức đảo, tiên sinh, Du Phi Nhã đi tới, nói, đây chính là duy nhất không có ứng nghiệm thôi diễn đồ, tin tưởng ngươi bây giờ cũng có thể minh bạch, ta vì sao muốn mang ngươi tới đế đô. Quân Thường Tiếu không nói gì, mà là cẩn thận xem kỹ bộ kia tranh thủy mặt, khiếp sợ trong lòng càng cường liệt, bởi vì phía trên vẽ lấy chiến thuyền treo ở thương không gian, vẽ lấy đế đô thành bên ngoài vạn dân cùng nhau quỳ lại. 1, 2, 3, cẩu thẳng từng cái số, biểu hiện trên mặt lần nữa cứng ngắc, bởi vì phía trên vẽ chiến thuyền vừa vặn đối ứng tự mình thập nhất tàu chiến hạm, trước dự đoán trị hỏa độc tuyệt chứng, lại dự đoán thập nhất tàu chiến hạm huyền phù đế đô thượng không, cái này, tuyệt không phải trùng hợp, phù phù, nhưng vào lúc này, du phi nhã quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa cầu xin, quân tiên sinh nhất định là thôi diễn đồ thượng chỗ đề cập đại năng, xin cứu cứu ta thương lan đế quốc mau cứu đặt mình vào trong chiến hỏa ngàn vạn bách tính hô một trận gió thổi tới thổi rớt quân thường tiếu hôi áo dài hiển lộ ra khí vũ hiên ngang dáng người thổi rớt trên mặt mặt màng hiển lộ ra oai hùng bất phàm gương mặt công chúa quân thường tiếu từ đầu đến cuối đưa lưng về phía nàng nói quân mộ nếu như đỡ đế quốc chi tướng nghiêng sắn hoàng thất tại tức đảo phải chăng có thể cho nhất đẳng hỏa thạch làm thù lao tiên sinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hô khí lãng bộc phát đem du phi nhã nâng đỡ sau đó nghe quân thường tiếu thanh âm từ đại điện truyền ra vang vọng toàn bộ đế đô cái này bận biệu bản tọa giúp phong khẳng định thổi không được hôi áo dài càng thổi không được dịch dung mặt màng sợ dĩ đến rơi xuống rõ ràng quân thường tiếu cố ý hành động kỳ thật khi nhìn đến đế cung như thế lạc phách cẩu thẳng liền động lòng trắc ẩn bất đắc dĩ không có gì tốt lấy cớ dù sao mình nhân thiết là thấy tiền sáng mắt nếu như thình lình mà đi trợ giúp một nữ nhân khẳng định sẽ bị cài lên thấy sắc phong nghĩa mũ làm nam nhân khó làm quyển sách nhân vật chính càng khó ngay tại quân thường tiếu xoắn suýt thời điểm thấy được thôi diễn đồ lập tức ý thức được tự mình đi vào xích ngục giới quả thật mệnh trung chú định đã như vậy liền làm một lần chú cứu thế đi dù sao việc này cũng xe nhẹ đường quen giúp có thể nhưng thiết không thể ném sau khi chuyện thành công nhất định phải chỗ tốt quả thật thương Lan đế quốc hiện tại nghèo đinh đương vang du phi nhã nói tới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hoặc là ngộ biến tùng quyền nhưng nếu như giúp nàng chỉnh hợp các đại vương quốc sẽ còn thiếu tiền thiếu tài nguyên sao hệ thống dùng tự mình góc độ cho càng giải thích hợp lý nói túc chủ thủ vững ranh giới cuối cùng không dám đánh kiếp bây giờ công chúa quỳ xuống muốn nhờ vừa vặn cho nhất cái vơ vét của cải lấy cớ cút quân thường tiếu mắng hệ thống trở lại chuyện chính nói đem vạn năm sau đó phát sinh đại sự toàn liệt kê ra đến lưu lại thôi diễn đồ nhân hẳn là có thể dự báo tương lai hoàn toàn chính xác quân thường tiếu nói thật bất khả tư nghị từ phía trên văn tự rõ ràng liền có thể xác nhận là nói tự mình thời gian địa điểm tính toán tinh chuẩn không sai phụ tá thương lan đế quốc tiên tổ thành lập bất thế công huân cao nhân hoặc là thực lực cường hãn vô cùng hoặc là chính là chưa hề tới xuyên qua quân tiên sinh đạt được hỗ trợ trả lời chắc chắn về sau, Du Phi nhã mừng rỡ không thôi, nói, lân cận lưỡng cái vương quốc, đối ta thương lan đế quốc vẫn tồn tại kính ý, tiên sinh có thể đi vì bọn họ chữa bệnh, khuyên hiệp trợ, sau đó từng cái đánh tan, quân thường tiếu im lặng, nữ nhân này thật chẳng lẽ coi là dựa vào chữa bệnh liền có thể cứu quốc sao, tuổi trẻ, ngây thơ, công chúa. Quân thường tiếu xoay người, nói, bản tọa đã quyết định giúp ngươi, liền không cần phiền toái như vậy, quân tiên sinh, ngài, gặp hắn dung mạo biến tuổi trẻ, du phi nhã biểu hiện trên mặt dần dần ngốc trệ ai quả nhiên không thể lộ ra tự mình anh tuấn bộ dáng nhưng vào lúc này du phi nhã đem tự mình nói sau nói ra đầu phát sai lệch lúc trước tại vạn cổ tông đối chiến thập đại tiên tông tông chủ trụng tóc chứng tái phát cho nên từ thượng giới rời đi quân thường tiếu từ đầu đến cuối mang theo ma đổi tóc giả vừa rồi phấn chấn mất áo dài nhào bột mì màng dùng sức quá mạnh tạo thành kiểu tóc có chút lộn xộn công chúa xa tướng quân vội vã đi tới không lo được có quân thường tiếu tại ánh mắt lấp lóe tức giận hồi báo các đại vương quốc lại phái người đến rồi, tại sao lại tới? Du Phi nhã lông mày hơi nhíu, những này vương quốc từ đầu đến cuối đang ngó chừng hoàng thất, cơ hồ năm thì mười họa liền đến quấy rối một chút, nàng đã tập mãi thành thói quen. Quân thường tiếu nói, bọn hắn hẳn là tìm đến quân mổ, làm sao mà biết, rất đơn giản, dùng công chúa hiện tại tình cảnh, đều có thể biết được quân mổ có thể trị liệu hỏa độc tuyệt chứng, các đại vương quốc lẽ nào liền không có nhãn tuyến tại Tôn Vũ Thành A, tiên sinh nói có đạo lý. Du Phi Nhã đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV kỳ thật có thế trước tiên từ đế đô chạy đến, hoàn toàn tin tưởng thôi diễn đồ tiên đoán, cho nên thời khắc lưu ý Tôn Vũ Thành, về phần Vương Thành chủ cũng là số lượng không nhiều hiệu trung từ hoàng thất, hoàng cung đại điện, dùng thành ngữ để hình dung, đó chính là nhà chỉ có bốn bức tường, vương quốc các đại sứ thần dùng diễu võ dương oai chi tư đứng tại hai bên, bọn hắn từng cái ngửa đầu ưỡn ngực, hận không thể đem mặt mang lên bầu trời, xích mục giới những năm này lớn nhỏ chiến tranh không ngừng, các lộ vương quốc tranh phong tương đối, cho nên những này đại biểu tự nhiên nhìn khó chịu lẫn nhau chư vị du phi nhã từ cửa hông đi tới ngồi ở chỉ có phụ hoàng mới có thể ngồi đế tọa lên cử động lần này lập tức nhường các lộ sứ thần ánh mắt nổi lên kinh ngạc công chúa một người lạnh nhạt nói đế vị từ xưa đến nay đều từ đế quốc người thống trị cao nhất mới có tư cách ngồi ngài ngồi lên chỉ sợ có thất thể thống a lời nói này coi như uyển chuyển bên cạnh một tên khác sứ thần thì cười lạnh nói hẳn là công chúa đại nhân muốn mưu quyền soán vị thay vào đó sao đế vương bị các ngươi tặc thần cầm tù tại ngoại bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, có huyết mạch công chúa đại nhân, làm sao lại không có tư cách ngồi tại cửu ngũ trên bảo tọa đâu. Ai, đám người nhao nhao quay người, chỉ thấy đại điện bên ngoài đi tới một tên tuổi chừng 20 tuổi nam tử áo trắng, hắn tựa ở môn xuôi theo bên trên, trên mặt mang muốn ăn đòn mỉm cười, vốn là còn điểm hốt hoảng du phi nhã, nhìn thấy tiên sinh sau khi xuất hiện, chập trùng không chừng tâm cảnh lập tức trở nên bằng phẳng, ngồi tại phụ hoàng trên chỗ ngồi, là quân thường tiếu đề nghị, bởi vì đỡ đế quốc chi tướng nghiêng, Sáng hoàng thất tại tức đảo đơn giản nhất phương pháp chính là lập tân quân đem các đại vương quốc chủ nhà mời đến hỏi bọn hắn có phục hay không dùng cứu chữa thủ đoạn đi lung lạc vương công quý tộc không nói có thể thành công hay không tối thiểu sẽ phi thường phiền phức cho nên cẩu thẳng không có thời gian đi chơi hiện tại làm sao đơn giản thô bạo làm sao tới hết thảy người không phục tất cả đều làm ngoan ngoãn tiểu tử một tên sứ thần lạnh giọng quát ngươi là người phương nào đạp quân thường tiếu đi thẳng tới bảo tọa trước thuận tay chuyển ra nhất cái ghế ngồi tại du phi nhã khía cạnh nhếch lên chân bắt chéo mười ngón chụp khởi tùy ý nhất dựng nói thương lang đế quốc đại tướng quân quân thường tiếu vậy đại tướng quân một tên sứ thần cười lạnh nói ta thương lang đế quốc thành lập vạn năm cho tới bây giờ liền không có đại tướng quân chức trước kia không có du phi nhã nói hiện tại có dứt lời từ không gian giới chỉ lấy ra phụ hoàng giao cho mình ngọc tỷ truyền quốc trang nghiêm túc một tuyên bố ta dùng thương lang đế quốc chi chủ danh nghĩa tuyên bố từ quân thường tiếu đảm nhiệm thương lang đế quốc đại tướng quân chức soát quân thường tiếu vội vàng đi xuống chắp tay nói đa tạ bệ hạ bệ hạ nữ nhân này có dũng khí tự mình đăng cơ xưng đế ha 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 nước nào đó sứ thần cười to nói nhất cái vô binh không tướng nữ nhân cũng dám mưu toan soán vị xưng đế xem ra hỏa độc công tâm đem đầu óc cháy hỏng đại 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 nhân nhưng vào lúc này mấy tên binh sĩ lão đảo chạy vào dùng hoảng sợ khẩu khí nói thiên trên trời có có quái vật quái vật đám người mờ mịt thế là nhao nhao đi ra đại điện mà khi ngẩng đầu về sau, biểu hiện trên mặt dần dần ngốc trệ, cho đến đạt tới cứng lại trình độ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy thương không gian không gian dần dần vặn vẹo, phản phất bị một loại nào đó kinh khủng chi lực xé rách, sau đó chậm rãi hiện ra hơn 10 chiếc thể tích cự đại chiến thuyền, thanh thế chi lớn, trung động thương khung, trung động sơn hà, cạch, cạch, buồn nhỏ trên tàu dưới đáy mở ra, từng đạo lưu quan cực tốc bay tới, cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề rơi vào nội viện hoàng cung, thình lình bày biện ra 20 vạn người mặc tinh lương trang bị lại nhân cao mã đại binh sĩ các lộ sứ thần triệt để trợn tròn mắt liền liền đi ra du phi nhã cũng mộng soát hai mươi vạn ma vọng tộc binh sĩ nhao nhao hành tối cao quy cách quân lễ quát lớn tham kiến bệ hạ tham kiến đại tướng quân thanh âm vang vọng phản phất xuyên thủng hư không cũng rung động thật sâu du phi nhã cùng các lộ sứ thần soát quân thường tiếu bay ra lập thân đại quân phía trước người đã phủ thêm chiến giáp ông quyền nói mặt tướng quân thường tiếu nguyện vì thương lan đế quốc sông pha khói lửa hắn không phải đang trang bức hắn là tại giúp du phi nhã trang bức quân thường tiếu quyết định trợ giúp du phi nhã nhưng chung quy là người ngoài cho nên suy nghĩ một cái biện pháp nâng đỡ nàng xưng đế bổ nhiệm mình vì đại tướng quân dạng này tự có lấy cớ đi treo lên đánh các lộ vương quốc đương nhiên cẩu thẳng đã rất điệu thấp chỉ phái xuất 20 vạn ma vọng quân còn lại tất cả bên trong chiến hạm không phải có thế huyết tẩy toàn bộ vị diện nói trở lại quân thường tiếu tại sao muốn tạo nhiều như vậy chiến hạm chính là muốn tùy thời tùy chỗ mang lên mình đại bộ đội đi ra ngoài tại ở ngoài nói không chính xác liền sẽ gặp được phiền phức người nhiều khẳng định chiếm ưu thế, đơn đấu không tồn tại, hoặc là ngươi một cái đánh chúng ta, hoặc là chúng ta đánh ngươi một cái. Các lộ vương quốc sứ thần bị mấy chục vạn đại quân cấp trung động thật sâu, nhất là cảm nhận được kia cổ cực mạnh ma khí, dọa đến càng là rùng mình, trăm vạn đại quân bọn hắn gặp qua, hai mươi vạn chuyển đang cảnh chưa từng gặp qua. Hơn nữa còn là bộ mã hán tử hắn uy vũ hùng tráng, muốn nói chấn động nhất tự nhiên là Du Phi Nhã, dù sao thập nhất tàu chiến hạm lơ lửng đế thành phía trên, cùng 24 đồ vẽ giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là thiếu khuyết vạn dân triều bái phụ hoàng đây là sự thực quân tiên sinh có thể giúp ta thương lan đế quốc quật khởi tâm tình của nàng càng ngày càng kích động cuối cùng che miệng cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng ngồi tại đế vị bổ nhiệm quân thường tiếu vì đại tướng quân tất cả đều là an bài tốt du phi nhã đơn giản chính là đi cái hình thức thậm chí một lần chất vấn mình cử động lần này chỉ sợ sẽ làm cho các đại vương quốc nắm được cán từ đó uy hiếp hoàng thất nhưng là làm chiến hạm xuất hiện làm tinh binh cường tướng xuất hiện hết thảy chất vấn đều hóa thành hư không hắn có thể hư 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 đúng vào lúc này lấy lý thanh dương cầm đầu vạn cổ tông đệ tử từ chiến hạm bay ra bọn hắn người mặc chiến giáp mục quan lãnh lệ tựa như hóa thành thân kinh bách chiến hổ tướng đem những này hại nước hại dân loạn thần tặc tử toàn bộ cầm xuống quân thường tiếu vẫn nổ quát đại tướng quân khí thế lập tức tự nổi lên tới không có ở đây không lo việc đó tại tự được mưu chính vâng chúng đệ tử tuân lệnh nhao nhao vọt tới ta xem ai dám một gã vương quốc sứ thần cất bước mà xuất song quyền nắm chặt táo bạo hỏa hệ lực lượng bắn ra trực tiếp đem lên y chấn vỡ hiển lộ ra hoàng mỹ tám khối cơ bụng chà chà dương sứ thần đối với hỏa vân chi thể vận dụng đã đạt tới cực hạn có người kinh tháng không thôi hừ dương sứ thần lãnh đạm nói ta thương lan đế quốc chưa từng có nữ nhân đăng cơ ngày hôm nay công chúa muốn nghịch tổ tông chi pháp ta dương chí tuyệt không đáp ầm ầm đại địa lõm bụi đất tung bay một mặt ngạo nghễ dạ tinh thần từ bên trong đi tới một cái tay kéo lấy tên kia dương sứ thần một chân tựa như tha như chó chết đẩy ra ngoài nói rác rưởi liền nên chạy trở về đống rác ta dạ đế vẫn là người ngoan thoại không nhiều tỉnh dạ tư dương chí thực lực chúng sứ thần đều biết chưa từng nghĩ tới sẽ bị một cái nhìn qua có chút lạnh ngạo nhưng thực lực không ra thế nào để người trẻ tuổi cấp dây dạ tinh thần đây là áp chế cảnh giới khí tức không phải lấy thực lực của hắn bây giờ phóng nhãn toàn bộ xích ngục giới vậy cũng là số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ quân thường tiếu ngồi tại tiêu tội kỹ an bài tốt trên ghế nhấc lên chân bắt chéo thản nhiên nói các ngươi nếu như phối hợp còn có thể miễn thụ da thịt nổi khổ tiểu tử một gã sứ thần cả giận nói ngươi nhất định là dùng thủ đoạn gì khống chế công chúa chúng ta thân là thương lan đế quốc thần tử há có thể nhường muốn làm gì thì làm quân thường tiếu nói lại còn có mặt tự xưng thương lan đế quốc thần tử thực sự buồn cười hô hô lý thanh dương cùng tô tiểu mặt đám người đã bay tới một người một đôi mắt nhìn chằm chằm một gã sứ thần xem bọn hắn sau cùng tỏ thái độ chư vị một sứ thần quát to Công chúa đã nghịch hành đảo thi, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Lời vừa nói ra, đám người tương ứng. Sau đó, khi bọn hắn cấp ra tỏ thái độ, Lý Thanh Dương đám người lại bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, trực tiếp bảo kiếp bắt giữ. Các lộ sứ thần chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Tu vi cùng nhau bộc phát, hình thành có chút hạo đẳng khí thế. Lý Thanh Dương đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một loại vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là, hô hô, hô hô hô, chúng hạch tâm đệ tử ngã bài không giả tầm chân cảnh tu vi toàn diện phóng thích trực tiếp vượt trên các lộ sứ thần võ đạo khí thế ép bọn hắn sắc mạch hải nhiên đại biến thậm chí cũng làm tràn thổ huyết những người này thực lực cũng vẫn còn nhưng ở vạn cổ tông đệ tử trước mặt đó chính là yếu gà phù 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 kinh khủng quy áp dưới các lộ sứ thần nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất thống cổ không chịu nổi bệ hạ quân thường tiếu nói đối phó loại này người biện pháp tốt nhất không phải thuyết phục mà là trực tiếp để bọn hắn quỳ phục du phi nhã trầm mặt nàng trước kia nghĩ là dựa vào đang dược chi lực tới lôi kéo nhân tài trọng chấn hoàng thất bây giờ mới hiểu được đôi này tiên sinh mà nói đơn giản chính là lãng phí thời gian hưu 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 lý thanh dương đám người phân biệt xuất lĩnh số lớn binh sĩ từ đế thành xuất phát bay về phía bốn phương tám hướng sứ thần bất quá là trợ thủ để bọn hắn quỳ phục vô dụng nhất định phải muốn để vương quốc gia chủ toàn tới quỳ phục bệ hạ quân thường tiếu châm một ly trà cười nói mời yên lặng chờ một canh giờ đế quốc chi uy sẽ một lần nữa vang vọng toàn bộ xích ngục giới đại nguyên vương quốc chủ thành trong đại điện quốc vương kim nguyên hút ngồi tại trên bảo tọa cầm trong tay vừa mới thu hoạch được mật báo trên mặt hiện ra có chút phức tạp biểu lộ thư nội dung vì trưởng công chúa du phi nhã tự tiện đăng cơ bổ nhiệm quân thường tiếu vì đại tướng quân chư vị hắn đem tin ném cho phía dưới mưu thần hỏi việc này các ngươi thấy thế nào mọi người từng cái truyền đọc trên mặt hiện ra xem thường quân thường tiếu người thế nào người này đã không trọng yếu một tên giữ lấy chồng râu dê mưu thần chắp tay nói thương lan đế quốc từ thành lập đến đều là truyền nam bất truyền nữ công chúa xưng đế làm trái tổ tông chi pháp ta đại nguyên vương quốc vừa tốt có thể mượn cơ hội đem diệt đi lấy tuyệt hậu hoạn không tệ đây là tuyệt hảo cơ hội mọi người biểu thị đồng ý kim nguyên hút trên mặt thì hiện ra vẻ làm khó nhưng tâm lý thực thật, thật vui vẻ làm xích mục giới thực lực so sánh hùng hậu vương quốc một trong hắn tự nhiên hy vọng thay thế thương lan đế quốc xây dựng thuộc về mình vương triều nhưng là hoàng thất còn tồn tại không thể quá làm loạn để tránh bị cài lên loạn thần tặc tử danh tiếng mấy cái khác thực lực cường hãn vương quốc cũng cho rằng như vậy tại khó có thể nhất thống xích ngục giới lúc tự tiện phế bỏ hoàng thất đi xưng đế sẽ chỉ mang đến phiền phức hiện tại không giống nhau thương lan đế quốc đế vương không còn trưởng công chúa lấy nữ lưu thế hệ đăng cơ hoàn toàn có thể thừa cơ xuất thủ đem diệt trừ tối thiểu thế nhân sẽ không nói này nói kia đại vương tên kim mưu thần nói thời gian không đợi người tiên hạ thủ vi cường có đạo lý kim nguyên hút lúc này đứng dậy nói lập tức phái binh khống chế đế thành đối ngoại tuyên bố trưởng công chúa muốn làm điều ngang ngược soán vị cướp ngôi vâng ầm ầm thế mà thì tại chúng thần tuân lệnh thời khắc bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh thiên bạo hưởng toàn bộ đại điện đều rung rẩy theo kim nguyên hút chao mày chợt đem người đi ra chỉ thấy thủ vệ chủ thành đại trận đã hiển hiện cổng thành khu vực càng là có cái hố nhỏ dường như bị cái gì lực lượng trọng kích qua đại vương một tên tướng quân vội vã chạy tới thần sắc bối rối nói ngoài thành đột nhiên giết ra mười ngàn tên trang bị tinh lương binh lính chính đang nỗ lực phá vỡ chủ thành đại trận lời vừa nói ra kim nguyên hút nhất thời giận đại nguyên thành là mình khổ tâm kinh doanh vương thành cũng là tương lai xưng đế sau đế đô bốn phía có các lộ binh mã bảo hộ có thể nói phòng thủ kiên cố làm sao lại bị tự dưng công đánh tới báo lúc này có hộ vệ chạy tới phi ưng thành bị công phá cái gì kim nguyên hút sửng người đứng ở tại chỗ phi ưng thành là đại nguyên vương quốc quân sự trọng địa lâu dài đóng quân binh lính tinh nhuệ không có nghe tiền tuyến căng thẳng nói thế nào không có liền không có báo hổ quan thành bị công phá báo sư uy thành bị công phá báo trong khoảng thời gian ngắn phụ trách cùng các đại thành trì bắt được liên lạc thám tử ào ào đưa tới tình báo đại điện khách sáo phân trong nháy mắt tỉnh đến cực hạn phốt sơ qua kim nguyên hút tại chỗ phun máu mà ra che ngực lão đảo lui lại các đại thành trì cùng một thời gian luân hãm người nào chịu đựng được oanh vào lúc này lại có đinh tai nhức ốc tiếng vang truyền tới tại chỗ mưu thần nhìn thấy một đạo lôi kéo lưu quan năng lượng hung hăng nện ở hộ thành đại trận phía trên sinh ra thanh thế to lớn gợn sóng tạch 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 trận pháp cấp tốc bãi nứt hiện lên lít nha lít nhíp hình dạng không tốt hộ thành đại trận muốn phá oanh đúng vào lúc này lại có lưu quan bay tới vô tình đánh vào lung lay sắp đổ kết giới phía trên bởi vì khó có thể chịu đựng phụ tải trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời lộng lẫy cấp tốc phai mờ hư không hư hư mười ngàn tên ma vọng binh lính cực tốc bay tới bọn họ lơ lửng tại thành trì phía trên ngập trời ma khí điên cuồng tràn ngập hình thành cực kỳ khủng bố ác bách lực đại tướng quân có lệnh tiêu tội kỹ đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất nói, đại nguyên vương Kim Nguyên hút cần phải lập tức tiến về đế đô ý kiến bệ hạ, nếu như không theo, giết chết bất luận tội, ống kính chuyển đến thành trì bên ngoài, giả chiến pháo nằm ngang ở trên gò núi, liên tiếp anh kích hộ thành đại trận lực lượng, nơi phát ra cái này rất lâu không có lên tràn súng đạn, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, có thể hay không phát huy tác dụng, quyết định bởi tại nguồn năng lượng mạnh yếu, không có cao các loại tư nguyên thay thế, tại thượng giới oanh con mũi đều khó khăn, có cao các loại tư nguyên thay thế, đánh xuyên cả tầng vũ trụ cũng không thành vấn đề đương nhiên chỉ là một loại khoa trương ví von mà đổi giả chiến pháo uy lực chung quy có hạn mức cao nhất tại thượng giới rất khó thi triển ra nhưng ở thấp nhất đẳng xích ngục giới dung nhập cao cấp tư nguyên vẫn là có thể phát huy không tệ hiệu quả đại nguyên vương quốc chủ thành có các đại thành trì tầng tầng bảo hộ tiêu tội kỹ giết thế nào tới rất đơn giản cản đường toàn giải quyết nói cách khác các đại thành trì luân hãm bái hắn ban tặng bởi vì đến quá nhanh diệt lại quá nhanh các loại tiêu tội kỹ dẫn nhân mã giết tới chủ thành tin tức mới chậm rãi đưa đến Kim Nguyên hút trong tay. Bên này mới vừa rồi còn đang nói về thời gian không đợi người, tiên hạ thủ vi cường, kết quả. Trong nhà tháp một hai tháp cao điểm thủy tinh toàn bị người ta một đường đẩy, thực bi kịch vậy, tình huống tương tự, còn tại xương nguyên vương quốc chủ thành trình diễn, lấy tô tiểu mạc cầm đầu ma vọng quân, nằm ngang ở đại trận phá vỡ thành trì trên không, cường đại ma khí cùng tu vi rung động xương nguyên vương, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, xích ngục giới các đại vương quốc phòng ngự, quả thực so giấy còn yếu ớt. Sương Nguyên Vương hai tay run run, khó nhọc nói, bản vương cái này ngay lập tức đi đế đô ý kiến bệ hạ, chính mình tinh nhuệ, chính mình thành trì, trong khoảnh khắc sụp đổ, cái này đột nhiên đánh tới binh lính quá kinh khủng, không nhận sợ khẳng định không được, mang đi, Tô Tiểu Mạc hạ lệnh, hưu. Hưu, mấy tên ma vọng quân bay đến đại điện trước, dựng lên Sương Nguyên Vương cánh tay, đây tuyệt đối không tính là mời, mà chính là cưỡng chế tính mang đi, không có người ngăn cản, có, đã sớm nằm trên mặt đất hôn mê. Đại Nguyên Vương Kim Nguyên hút hiển nhiên không có Sương Nguyên Vương dạng này giác ngộ, hắn thái độ rất cường ngạnh, mãi đến bị dẫm tại dưới chân, tận mắt nhìn thấy thủ hạ đều bị đánh ngã mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Đi, ta đi. Sợ điều kiện cơ bản ở chỗ, đối thủ thực lực nghiền ép, mang đi. Sương Nguyên Vương cùng Đại Nguyên Vương một cái ý thức được tình huống không đúng trong nháy mắt dây sợ, vừa mới bắt đầu cứng rắn, đằng sau nhận sợ. Thế mà Đỉnh Nguyên Vương Quốc Đỉnh Nguyên Vương liền không có may mắn như vậy, hắn mới đầu thái độ cứng rắn, kết quả đầu đã cùng thân thể tách ra, ngốc trệ ánh mắt tốt tựa như nói, liền nhận sợ cơ hội cũng không cho ta sao, đem thủ cấp mang đi, vâng, hai tên ma vọng quân bay xuống, lấy đi đỉnh nguyên vương đầu, đứng ở đại điện bên ngoài dạ tinh thần xoay người, nhìn về phía thất kinh mưu thần, âm thanh lạnh lùng nói, cái này, cũng là phản kháng hạ tràng, không cho đối phương nhận sợ cơ hội, cũng chỉ có giả đế có thể làm ra tới, đế thành, quân thường tiếu ngồi ở trên thành lầu, một bên uống trà, vừa nói, đánh cờ nha, ngồi tại bàn cờ đối diện du phi nhã im lặng giờ này khắc này chính mình có tâm tư gì đi tới cờ đây bệ hạ quân thường tiếu khuyên bảo nói dùng tâm bình tĩnh đối đãi nếu không không làm được đại sự du phi nhã đắng chát cười nói ta không có tiên sinh như vậy siêu phàm thoát tục định lực tốt a à, quân thường tiếu đem quân cờ tùy ý ném lên bàn đưa tay nhìn xem lao lực đất nói chênh lệch thời gian không nhiều bọn họ cũng nhanh tới hưu hưu vừa dứt lời lấy tô tiểu mạc tiêu tội kỹ bọn người cầm đầu ma vọng quân cấp tốc bay tới sau đó chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại thành trì bên ngoài các đại vương quốc thủ lĩnh cúi xuống đầu gối quỳ xuống đất tựa như tù phạm một dạng xương nguyên vương đưa đến đại nguyên vương đưa đến to tiếng la chấn động bầu trời cũng rung động du phi nhã nội tâm bởi vì 11 tàu chiến hạm treo ở đế thành trên không ngoài thành có các lộ chư hầu quỳ bái cùng tương lai các bên trong 24 đồ vẽ hiện lên hoàng mỹ phù hợp đinh chúc mừng ký chủ chế bá xích ngục giới đinh phù hợp nhiệm vụ chính tuyến phạm trù hoàn thành tiến độ một phần trăm mười tàu chiến hạm lơ lửng đế thành các lộ chư hầu bị mời đến quỳ gối thành trì bên ngoài. Tình cảnh này, Hoàng Mỹ trở lại như cũ tương lai các bên trong vẽ tấm thứ 24 thôi diễn đồ. Thật không thể tin, quân thường tiếu cũng chấn kinh. Vạn năm trước vụ tá thương lan đế quốc tổ tiên cao nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà không có cái gì sai lầm vẽ ra tình cảnh này, thậm chí tựa như tại hiện trường. Hiện trường, quân thường tiếu vội vàng phóng thích linh niệm, bao phủ đế thành trong ngoài. Tại vạn cổ tông đệ tử cùng nhau xuất động lúc, hắn thành trì võ giả nhìn thấy chiến hạm sau lần lượt đuổi tới, chỗ lấy giờ phút này hội tụ ngoài thành người rất nhiều, vừa vặn phù hợp thôi diễn đồ vẽ, tìm cái gì đâu, người xuyên Việt, nếu như đơn thuần là văn tự lời nói, quân thường tiếu còn có thể tỏ ra là đã hiểu, nhưng liền hôm nay phát sinh một màn đều có thể chuẩn xác không sai vẽ ra đến, có lẽ. Bản tôn ngay tại hiện trường, sau đó xuyên qua đem hết thảy vẽ ra đến, hệ thống im lặng nói, ký chủ não động là thật lớn, quân thường tiếu thực lực bây giờ cực kỳ cường hãn trong nháy mắt bao phủ đế thành phụ cận mấy ngàn dặm cẩn thận sàng lọc từng người từng người võ giả thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều không buông tha xích ngục giới bởi vì hoàn cảnh nóng bức duyên cớ vẫn dục nữ tính da thịt nhiều hiện lên màu vàng nhạt nhìn qua có khác phong tình chỉ tiếc quân thường tiếu tâm không ở chỗ này thủy chung thăm dò khả nghi người ừm đột nhiên hắn ở ngoài thành trăm dặm trên gò núi nhìn thấy một tên thấy không rõ dung mạo người áo đen lấy quân thường tiếu thực lực tại xích ngục giới tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại linh niệm phóng thích lại khó có thể nhìn trộm hình dáng khẳng định tồn tại vấn đề lớn xuất hiện hiện trường quái là hắn sao đang muốn chuẩn bị đứng dậy bay qua lại phát hiện trên gò núi đã rỗng tuyết người đâu quân thường tiếu ngốc hắn toàn phương vị khóa chặt tên kia người áo đen tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thư giãn nhưng cứ như vậy trơ mắt không thấy liền tựa như đụng quỷ đinh chúc mừng ký chủ chế bá xích một giới đinh phù hợp nhiệm vụ chính tuyến phạm trù hoàn thành tiến độ một phần trăm đột nhiên bên tai truyền đến thanh thúy tiếng nhắc nhở ngoạ tàu quân thường tiếu nhất thời lại mộng so rất nhiều người suy đoán Cổ thẳng trợ giúp du phi nhã có phải hay không đến nhiệm vụ không nhiệm vụ gì đều không thì là đơn thuần muốn trợ giúp một cái cô gái yếu đuối đoạt lại thuộc về hoàn thất quyền lợi cùng tôn nghiêm thuận tiện lại kiếm một chút xíu thu nhập thêm thế mà hôm nay lấy lôi đình thủ đoạn đem các đại chư hầu toàn áp đến vậy mà đần độn u mê chế bá xích ngục giới quá đột ngột quá trở tay không kịp chế bá xích ngục giới phù hợp nhiệm vụ chính tuyến phạm trù hoàn thành tiến độ một phần trăm những lời này là không mang ý nghĩa còn phải đi chế bá khác vị diện phải chăng mang ý nghĩa còn có 99 cái tại số sắp xếp chờ mình, mẹ nó, cậu thẳng ôm lấy đầu chó, trên mặt hiển hiện tuyệt vọng, nếu quả thật như chính mình suy đoán, đi lần lượt chế bá vị diện, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tuyệt đối so với phát triển tông môn còn muốn khó khăn, còn muốn hao tổn tốn thời gian, mà lại, đây là lấy 100% làm thí dụ, vạn nhất là 1.000% đây, lại hoặc là 10.000% đâu, ta liền nói, quân thường tiếu ở trong lòng ngao gào to, toàn mới nhiệm vụ chính tuyến tuyệt sẽ không như giới thiệu bên trong một câu đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, ký chủ cần phải vui vẻ, hệ thống nói, tối thiểu biết như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ta vui vẻ bà ngươi cái thối, quân thường tiếu gầm thét lên, chế bá một cái vị diện mới cho một phần trăm, cái này cần chế bá nhiều ít mới có thể hoàn thành, thực hệ thống nói không sai, chí ít biết như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng để tổ thẳng sụp đổ là, người nào có thể bảo chứng cái kế tiếp chế bá vị diện phải chăng tại nhiệm vụ phạm trù, phải chăng đạt tới yêu cầu. Cũng thế, hệ thống nói, biểu thị đồng tình, chế bá xích ngục giới, cho một ví dụ một cái mạch suy nghĩ, nhưng hạo hãng vũ trụ bên trong có vô số vị diện, người nào tại nhiệm vụ phạm trù, người nào lại không tại nhiệm vụ phạm trù, ai, quân thường tiếu ngửa mặt lên trời thở dài, thật vất vả thoát khỏi phát triển tông môn nhiệm vụ chính tuyến, bây giờ lại cho một cái chế bá các đại vị diện nhiệm vụ, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn tiếp tục phát triển tông môn, chí ít tại cố định khu vực, cố định phát triển không giống bây giờ còn phải bốn phía phiêu bạc, ta cảm thấy lấy rất bình thường. Hệ thống nói, trước hai nhiệm vụ chỉ đang phát triển tông môn, ký chủ sau khi hoàn thành, dẫn đệ tử chinh chiến vũ trụ cũng là tất nhiên. Quân thường tiếu trầm mặt, quân tiên sinh, ngay tại lúc này, Du Phi Nhã thấp giọng hỏi, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Quân thường tiếu lấy lại tinh thần, nói, bọn này loạn thần tạc tử đã bị bắt tới, là giết là phạt từ bệ hạ xử trí, sau đó mặt tướng hội chỉnh hợp tất cả vương quốc, để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại thương lan đế quốc. Cẩu thẳng làm việc phương diện thẳng hiệu suất, cùng ngày thì mệnh đệ tử tiến về quần long vô thủ các đại vương quốc khiến cho bọn hắn giao ra hết thảy quyền lợi toàn nghe lệnh tại thương lan đế quốc hiệu lệnh phản kháng giả giết không tha quân thường tiếu lãnh khốc một mặt triệt để thể hiện ra cũng cho một ít người bắt hắc liêu cơ hội nhất tướng công thành vạn cốt khô đứng tại đế đô thành trên lầu cẩu thẳng nhìn về phía nơi xa bầu trời biểu lộ cảm xúc nói ta hành vi ngày hôm nay từ có hậu nhân đi phân tích tuyệt đối thủ đoạn dưới du phi nhã rất nhanh thu hoạch các đại vương quốc quyền lợi cùng binh lực sau nghe theo tiên sinh đề nghị, triệt tiêu tồn tại vạn năm phân phong chế, cải thành quận huyền chế, từ đó tăng cường trung ương tập quyền, nội dung cốt truyện có phải hay không rất quen thuộc, không sai, quân thường tiếu áp dụng tầng thống nhất lục quốc sau chính trị thể chế, theo các đại chư hầu vương bị giết bị tù, tiếp tục gần ngàn năm chư hầu hỗn loạn thời đại tuyên bố kết thúc, bấp bên thương lan đế quốc, tại quân thường tiếu một tay đến đỡ phía dưới lần nữa cuộc khởi, đến mức có thể hay không duy trì bao lâu, đã không phải mình đi quan tâm sự tình, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân hắn có thể làm cứu thế chủ nhưng làm không vĩnh hằng cứu thế chủ tiên sinh du phi nhã hành lễ nói đa tạ ngài hết sức giúp đỡ để cho ta thương lan đế quốc có thể kéo dài không cần cảm ơn ta quân thường tiếu nói muốn tạ vẫn là tạ phụ tá tổ tiên của ngươi cao nhân đi giảng thật cậu thẳng sở dĩ ra tay trợ giúp du phi nhã một phần nhỏ nguyên nhân xem ở tư nguyên phía trên một bộ phận lớn nguyên nhân xem ở thôi diễn đồ phía trên bởi vì hắn rất ngạc nhiên trên đời này thật có đại thần có thể không cần đoán cũng biết hiểu rõ tương lai ta đã thu hoạch các đại vương quốc tài chính, tiên sinh cần bao nhiêu nhất đẳng hỏa thạch, cái này. Ngươi nhìn lấy cho đi, vài ngày sau, xích ngục giới toàn bộ sinh linh tất cả đều ngửa nhìn bầu trời, làm ra quỳ bái thủ thế, vù vù, hô hô hô, 11 tàu chiến hạm thu neo xuất phát, chậm chậm dung nhập không gian chỗ sâu, xích ngục giới, đối vạn cổ tông tới nói, bất quá là tinh không lữ hành bên trong một cái rất phổ thông dịch trạm, làm hết thảy làm xong sau rời đi cũng là tất nhiên, đến mức du phi nhã, cũng bất quá là quân thường tiếu nhân sinh đường lên một cái rất phổ thông thách qua đường, khi nàng xuất hiện về sau, lại có người cho rằng muốn mở hậu cung, cái này quá coi trọng cẩu thẳng A, vẫn là kể chuyện nhìn nhiều, chỉ cần có nữ tính nhân vật đăng tràng, liền vai phụ cùng vai quần chúng đều không xác định được, thì cho rằng sẽ cùng nhân vật chính phát sinh điểm ái hận tình cừu đến. Chẳng lẽ giữa người và người, không thể có thuần khiết nam nữ hữu nghị, đi A, à, làm 11 tàu chiến hạm biến mất tại bầu trời ở giữa, người áo đen xuất hiện lần nữa, nỉ Non nói, kém chút bị hắn phát hiện không đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm người đã bị phát hiện người áo đen vội vàng xoay người chỉ thấy quân thường tiếu chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau trên mặt mang rất tiện rất tiện mỉm cười lưu hố 11 tàu chiến hạm đi nhưng quân thường tiếu không đi bởi vì hắn còn băn khoăn thần bí người áo đen thủy chung phóng thích linh niệm bao phủ hơn phân nửa xích ngục giới bắt đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng chuẩn bị khi đi lại ngoài ý muốn phát hiện đó là cái hố nhất định phải rời đi trước đêm giải quyết hết ai người áo đen thở dài một hơi sau đó xoay người lại hắn tuy nhiên mặt hướng quân thường tiếu nhưng thủy chung cúi đầu khó có thể thấy rõ diện mục thật sự các hạ người nào người giang hồ câu trả lời này có chút quá không rõ ràng nghiêm ngặt mà nói quân thường tiếu cũng coi như người giang hồ chỉ cần hiểu võ đạo đều tính toán người giang hồ quân tông chủ người áo đen nói có thế tại xích mục giới gặp gỡ đúng là ý trời xem ra người biết ta quân thường tiếu thủy chung không có nói với du phi nhã qua chính mình là nhất tông chi chủ người này lại lấy quân tông chủ xưng hô sự tình chỉ sợ xa không có mình muốn đơn giản như vậy. Người áo đen lắc đầu, nói, ta biết về sau ngươi, không biết hiện tại ngươi, về sau, hiện tại, quân thường tiếu tự hồ có chỗ minh ngộ, nói, ngươi từ tương lai xuyên qua tới, ha ha ha, người áo đen cười lớn một tiếng, nói, không hổ là quân tông chủ, một câu nói toạt ra huyền cơ, hô, ngay tại lúc này, mang theo cường thế lực lượng lớn tay đè xuống, người áo đen không ngờ tới quân thường tiếu lại đột nhiên xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị ấn ngã xuống đất, bên mặt cùng mặt đất sinh ra tiếp xúc thân mật giả thần giả quỷ cẩu thẳng một cái tay chọc tới đem đối phương hắc bào giật ra hiển lộ ra lại phổ thông vừa xa lạ nam tính dung mạo chưa thấy qua không biết quân thường tiếu trong nháy mắt có kết luận đương nhiên hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ năm ngón tay dán đi qua ra sức ở trên mặt gãi đến gãi đi quân tông chủ ngươi dạng này rất không lễ phép bị ấn tại trên mặt đất hắc bào nam tử cũng không phản kháng trên mặt dần dần hiện ra từng đạo từng đạo đỏ tươi cào dấu vết xác định con hàng này không có dịch dung cũng không mang mặt nạ da người, quân thường tiếu đem dơ lên, nói, ta người này không hy vọng nghe nói nhảm, cho nên hy vọng ngươi có thế thẳng thắng sẽ khoan hồng, thẳng thắng cái gì, ngươi là ai, trương tam, oanh, quân thường tiếu lần nữa đem hắn ấn tại trên mặt đất, lạnh lẽo âm u nói, ngươi tại sao không gọi lý tứ, lý tứ là bằng hữu ta, cẩu thẳng cho rằng đối phương không phối hợp, thậm chí đang cố ý trêu đùa chính mình, cho nên làm tức lấy ngược hề tịnh tuyền phương thức từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu ba -B -A vừa đi vừa về đập rầm 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 Sơ qua, người áo đen mặt mũi bầm dập nằm tại cái hố nhỏ, nói, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là một mực đang nhường ngươi, nhường đại gia ngươi, oanh, 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 người áo đen chung quy không thể chống được, quan vinh bất tỉnh đi, hưu, quân thường tiếu ôm lấy hắn, sau đó cùng đế thành du phi nhã đánh cái âm thanh bắt chuyện, phá toái hư không bay khỏi xích ngục giới, tiên sinh tuy nhiên đi, nhưng đại ân cần phải ghi khắc, người tới, đúc tượng đồng tại các đại thành trì, cung cấp hậu nhân quỳ bái, vâng. Thương Lan trải qua 12.020 năm, ngày 23 tháng 1, lấy quân thường tiếu cầm đầu vạn cổ đoàn hải tặc lái rời xích ngục giới, có quan hệ hắn pho tượng rất nhanh dọc tại các đại thành trì, ngăn cơn sóng giữ sự tích cũng đem bị tái nhập sử sách. Hư, hư, 11 chiếc chiến thuyền đi ngang qua vũ trụ, cực tốc mà đi, phụ trách khu động trang bị các đệ tử lần lượt đem nhất đẳng hỏa thạch đặt ở trong trận pháp dùng cho thay thế đạo thạch, vì cảm tạ quân thường tiếu trợ giúp hoàn thất cuộc khởi, du phi nhã vẫn là hào phóng cho 200 triệu, đương nhiên cẩu thạng lần này thật không có chiếm tiện nghi gì bởi vì giờ khắc này tại đế đô bên ngoài quân doanh giáo trường sắp hàng chỉnh tề ngàn chiếc diabo binh lính chính tiến hành thường ngày kiểm tra cùng điều tiết khống chế các đại chư hầu tuy nhiên giải quyết nhưng chưa chừng hội ngoài ý muốn nổi lên cho nên quân thường tiếu đem những cơ giáp này lưu lại hy vọng có thể tùy thời hiệp trợ du phi nhã trấn áp hết thảy 200 triệu nhất đẳng hỏa thạch đổi ngàn chiếc hắc ám phá thần thua thiệt sao dứt bỏ cứu vãn thương lan đế quốc cùng ngàn vạn sinh linh ở trong nước lửa cấp độ này quân thường tiếu nói cầm cùng đồng giá trị đồ vật đổi, lại có tính hay không, thị phi tự có công luận, công tội người bình luận, đến, vạn cổ số đại hình trong phòng ăn, quân thường tiếu bưng lên bát, nói, vì lần này thu hoạch đại lượng nguồn năng lượng, cạn ly, từng tham dự qua chỉnh hợp các đại chư hầu các đệ tử ào ào bưng chén rượu lên, bên trong chiến hạm ấm áp bầu không khí cũng bị phủ lên càng thêm mãnh liệt, dạ sư đệ, tô tiểu mạc nói, đến, uống một cái, dạ tinh thần biểu lộ rất đặc sắc, không có chiếm cứ ma tổ thân thể trước kia, hắn khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng bây giờ, sợ, không tồn tại, đến, đến, dạ tinh thần dọn bát uống một hơi cạn sạch, sau đó hoa lệ co quắp trên mặt đất, tốc độ quá nhanh có thể nói tốc độ ánh sáng, ngồi ở bên cạnh quân thường tiếu thấy thế, lắc đầu nói, thay cái thân thể, lại không thắng tử lực, hắn không uống nhiều, còn muốn thẩm vấn tự xưng, trương tam, người áo đen, tông chủ, cái kia gia hỏa vượt ngục, dùng cho lâm thời giam giữ phạm nhân buồn nhỏ trên tàu, quân thường tiếu nhìn trên mặt đất tảng mát dây thừng, biểu lộ sụp đổ nói, bên trong chiến hạm có các loại trận pháp hệ thống, chạy thế nào, tông chủ, Lý Thanh Dương nói, trên tường có chữ viết, quân thường tiếu quay người nhìn lại, chỉ thấy buồn nhỏ trên tàu một mặt viết văn tự, nội dung vì. Thượng tầng vũ trụ đang ở vào biến đổi lớn thời đại, cần quân tông chủ người như vậy đi đầu trùng phong, về sau nếu có duyên, chúng ta giang hồ tái kiến, hóa, tổ thẳng chữ một câu, giang hồ tái kiến cái rắm, thật không cho bắt được cái kia gia hỏa, kết quả cái gì đều không hỏi ra đến liền chạy, khẳng định khó chịu a. À? Ký chủ còn không có phát hiện sao, phát hiện cái gì trên tường lưu lại văn tự cùng thôi diễn đồ phía trên văn tự tương tự quân thường tiếu biểu lộ khẽ giật mình vội vàng lấy ra lúc trước trong tương lai các vỗ xuống ảnh chụp đi qua cẩn thận so sánh sau có thể khẳng định không phải tương tự mà chính là giống như đúc như thế thì đại biểu đồng xuất một nhân thủ hắn thì hiệp trợ thương lan đế quốc tổ tiên nhất thống xích một giới cao nhân người áo đen đột nhiên biến mất quân thường tiếu không thể hỏi tham gia hữu dụng tin tức bất quá theo lưu lại văn tự cùng thôi diễn đồ phía trên so sánh liền đến ra là cùng một người kết luận điều này đại biểu cái gì đại biểu lúc trước suy đoán người xuyên việt cực lớn có thể là thật thượng tầng vũ trụ đang ở vào biến đổi lớn thời đại quân thường tiếu lại lặp đi lặp lại nhìn xem vách tường văn tự sau đó lật một cái gợi cảm kinh thường nói liên quan ta cái rắm dựa vào cái gì muốn dẫn đầu trùng phong vũ trụ làm sao biến không có quan hệ gì với chính mình hiện tại được mời nhiệm vụ cũng là cùng huynh đệ sinh tử tụ hợp sau đó dắt tay vết hướng tinh linh giới một tháng sau tinh không trên bản đồ lần nữa nhìn trộn đến một cái chưa bao giờ đi qua vị diện chỉ từ ánh sáng đến xem rõ ràng muốn so xích ngục giới lớn tông chủ thượng quan hâm giao hỏi có nên đi vào hay không đi vào tiến về xích ngục giới bắt nguồn từ là du lịch trong vũ trụ sau phát hiện bài cái vị diện lần này minh bạch nhiệm vụ chính tuyến quy luật tự nhiên muốn đi xem một cái có lẽ vừa không cẩn thận liền có thể tăng lên 99% đây nhất định phải hệ thống nói ký chủ lần này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hưu hưu 11 tàu chiến hạm rất mau tới đến mới vị diện bên ngoài quân thường tiếu mang theo mấy cái tên đệ tử hòa tan vào đều trong dự liệu vô tận trong vũ trụ tên kia biến mất người áo đen dần dần hiển hiện bình thường trên khuôn mặt hiện ra ý vị sâu xa mỉm cười đến sau đó lại dần dần biến mất lưu lại một rất rất lớn hư không hố sâu oanh oanh hoang vu mặt đất truyền đến đinh tai nhức ốc tiếng oanh kích toàn bộ bầu trời dường như đều đang run rẩy sơ qua hết thảy dừng lại thấy rõ bụi đất tung bay khu vực dần dần hiện ra hai bóng người bọn họ cách nhau ngoài trăm trượng phụ cận hết thảy hóa thành hư vô ống kính kéo đến nơi cực xa phương viên mấy vạn dặm không gian cùng mặt đất vỡ nát đổ sụp tràn diện có thể nói vô cùng thê thảm rất hiển nhiên hai người đây là tại chiến đấu lại bởi vì cường độ tài cực kỳ cao tạo thành vị diện tựa như kinh lịch ngày tận thế ha 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 làm bụi đất triệt để tiêu tán tên kia tóc trắng phơ lão giả cười to nói tu luyện nhiều năm như vậy thực lực ngươi vẫn như cũ chưa từng có bất luận cái gì tiến bộ cũng vậy đối diện tóc đen lão giả ngôn ngữ lãnh đạm ngươi ác chủ bài đã dùng mà ta lão giả tóc trắng nâng tay phải lên đục ngầu ánh mắt đột nhiên lãnh lệ còn không có dùng tóc đen lão giả mi mắt hơi nhíu một chút chợt xem thường nói lão phu liền đến lĩnh giáo một chút người cái này mấy trăm năm bên trong nghiên cứu ra phá chiêu nhìn kỹ lão giả tóc trắng ngẩng đầu hai tay giơ lên cao cao làm ra một cái tương tự tế tự động tác sau đó ánh mắt dần dần trợn tròn tóc đen lão giả mặt ngoài nhìn như bình tĩnh thật tâm bên trong có chút hoảng cho nên từ đầu tới cuối duy trì cực cao cảnh giác kết quả đối phương một mực trừng mắt thậm chí đều trừng thẳng cũng là không ra chiêu móa ngươi đến nha không đúng, có một cổ đặc thù khí tức theo trên không áp xuống tới, tóc đen lão giả rốt cục ý thức được, vội vàng ngẩng đầu, sau đó giống như lão giả tóc trắng trừng lớn mắt hạt châu, theo hai người trong tầm mắt, có thể thấy rõ trên trời cao không gian bị lực lượng nào đó quấy, dần dần hình thành vòng xoáy khổng lồ, hình ảnh có thể xưng tráng lệ, bất chợt tới biến cố cũng kinh động này vị diện toàn bộ sinh linh, bọn họ ào ào ngẩng đầu, mắt thấy trời sinh dị tượng, tâm thần bị rung động thật sâu, chẳng lẽ có chí bảo xuất thế, đi, hưu. Hưu. Hưu trong khoảnh khắc vị diện đỉnh phong cao thủ ào ào bay qua lấy thời gian ngắn nhất hội tụ tại vòng xoáy bên ngoài khoảng cách gần dưới loại kia chấn động nhân tâm khí tức muốn so vừa mới càng mạnh đến cùng là loại nào chí bảo các lộ võ giả ở trong lòng suy đoán cũng ý thức được chờ chí bảo xuất thế chắc chắn phát sinh một trận thảm liệt tranh đoạt chiến các ngươi lúc này lúc trước tranh đấu hai tên lão giả bay tới đồng nói lăng vẻn vẹn ba chữ ẩn chứa chí cao ảo nghĩa chấn động đến chúng sinh khí huyết quay cùng kém chút không có kháng trụ từ trên cao rơi xuống Thiên Dương lão tổ, Địa Âm lão tổ, tại chỗ cường giả sắc mặt kinh biến, muốn hỏi này vị diện người nào thực lực mạnh nhất, mọi người trước tiên nghĩ đến cũng là Thiên Dương cùng Địa Âm, hai lão quái vật tại, chúng ta nếu như dám đoạt, khẳng định chết không có chỗ chôn, trùng mất, trùng mất, vốn đang đầy bầu nhiệt huyết võ giả, nhất thời bay khỏi ra ngoài, không thể trêu vào, liền phải tránh, đại thế lực không phục, vẫn như cũ đứng ở vòng xoáy bên ngoài, bên trong một tên có thân phận cường giả lãnh đạm nói, thiên tài địa bảo, hữu duyên có được, hai vị tiền bối hẳn nghe nói qua a. À. Xem ra, ngươi không có ý định lăng. Lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh lùng xuống tới, sát ý cùng phẫn nộ toát ra tới. Cái ánh mắt này có chút dọa người, cả kinh gã cường giả kia cái trán dâng lên mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Lão gia hỏa này thực lực lại mạnh, thế lực thấp nơi không cam lòng cứ thế mà đi. Hai tên đứng đầu cường giả lại không thỏa hiệp, bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc sát lên, hư. Ngay tại lúc này, vòng xoáy bên trong bay ra một đạo lưu quan, chí bảo, xuất thế, mọi người ào ào hành động, thế mà khi bọn hắn thấy rõ lưu quan hóa thành một tên áo trắng như tiên diện mạo mỹ nữ tử nhất thời sững người đứng ở tại chỗ lớn tiếng như thế thế rất nhiều người suy đoán là thiên tài địa bảo kết quả lại từ bên trong bay ra một người tới tuyệt đối bất ngờ a à, thật đẹp tiên nữ hạ phàm trốn đến nơi xa vỏ giả toàn mắt trợn tròn cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử tóc đen như bay thác nước giống như tung bay rơi xuống dưới nga mi công công mũi ngọc tinh xảo thanh tú thẳng mặt trong suốt như ngọc da thịt như băng như tuyết dáng người uyển chuyển tinh tế có thể nói thanh lệ tuyệt tục kiên dương cùng địa âm cũng ngạc nhiên sống đến bọn họ tuổi đời này đối sắc đẹp đã miễn dịch nhưng trong lòng vẫn cảm khái tại thế gian lại có như thế kinh diễm nữ nhân hưu hưu đúng vào lúc này vòng xoáy khổng lồ bên trong lại bay ra hai đạo lưu quang đây là hai cái nam tử trẻ tuổi một khí vũ hiên ngang hai cao ngạo lãnh khốc. biết chúng ta muốn tới cố ý ở đây hoan nghênh a à. tên kia khí vũ hiên ngang nam tử nói ra theo tiện tiện ngữ điệu không khó nghe ra chính là vạn cổ đoàn hải tặc thuyền trưởng công tôn dê cẩu thẳng đứng ở bên cạnh là dạ noa tinh thần đến mức thanh lệ tuyệt tục bạch y nữ tử thì là vạn cổ tông đại đệ tử lục thiên thiên quân thường tiếu cùng giả dạ tinh thần gào thét vì cái gì giới thiệu nàng thời điểm cứ như vậy bình thường giới thiệu chúng ta thời điểm phải thêm chút tên khác các ngươi là một tên cường giả cảnh giác nói vòng xoáy bên trong không có thiên tài địa bảo xuất hiện ngược lại bay tới hai nam một nữ loại kia cảm giác thần bí quá mạnh bỉ nhân quân thường tiếu cẩu thẳng ông tay nói hôm nay không mời mà tới là muốn chế bá vị diện này phát hiện nhiệm vụ chính tuyến quy luật về sau hắn dự định đi đơn giản nhất phương pháp dùng thực lực chấn nhiếp đi ngang qua vị diện từ đó phát động nhiệm vụ điều kiện đương nhiên hắn sẽ không đi làm kẻ xâm lược càng sẽ không đến cướp đoạt bọn họ tư nguyên chỉ cần được đến tán thành hừ thiên dương lão tổ lãnh đạm nói chế bá ta sơn hà giới các hạ khẩu khí không nhỏ thế lực khắp nơi cường giả cũng rất khó chịu nhưng nhìn thấy đứng đầu cường giả chủ động nói chuyện chắc chắn sẽ không đoạt danh tiếng quân thường tiếu linh niệm phóng xuất ra quét qua tại chỗ tất cả võ giả xác định ông lão tóc bạc cùng tóc đen lão giả thực lực mạnh nhất, nhếch miệng cười nói, nếu không đánh một trận, tìm đứng đầu cường giả đi chiến đấu cũng đạt được thắng lợi, đây cũng là cái gọi là dùng thực lực đi tán thành, nói trắng ra, cậu thẳng tới nơi này thì một cái mục đích, cầu đánh nhau, đến, thiên dương lão tổ nói, đánh, hắn cùng địa âm lão tổ đấu mấy vạn năm, trong máu tràn ngập chiến đấu thừa số, hôm nay có người đột nhiên chạy tới đánh nhau, khẳng định phụng bồi tới cùng, hai vị thực lực không tệ, vì tiết tiết kiệm thời gian, cùng lên đi. Quân thường tiếu nói, thiên dương cùng địa âm nhất thời thì giận hai người tại sơn hà giới cũng coi như lớn nhất đứng đầu cường giả từ trước đến nay lấy một chục nhiều hôm nay lại bị lấy nhiều đánh ít đây là tại xem thường ai đây đến cho các ngươi quân thường tiếu nhìn về phía các đại thực lực võ giả nói rửa ngủ đi con hàng này biểu hiện rất phách lối bởi vì chỉ có như thế mới có thể kích phát sơn hà giới võ giả huyết tính mới có thể cùng chính mình thống khoái nhất chiến cáo từ hưu 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 trong khoảnh khắc hội tụ vòng xoáy phụ cận các đại thế lực toàn đi vì thiên tài địa bảo, bọn họ có can đảm cùng Thiên Dương Địa Âm cứng rắn một chút, bây giờ biết được cũng không phải là, tự nhiên không có hứng thú gì ở chỗ này lấy, đến mức đánh nhau, xin lỗi, trong nhà còn nhiều việc cần làm đây. Xem bọn hắn cũng không quay đầu lại toàn chạy, Quân Thường Tiếu im lặng nói, ta biểu hiện còn chưa đủ phách lối, không phải không đầy đủ phách lối, mà chính là làm Sơn Hà Giới chiến lực mạnh nhất Thiên Dương Địa Âm tại chỗ, hắn thế lực tự nhiên sẽ không nhảy ra. Cẩu Thẳng nếu như vừa mới dám khi bọn hắn mặt hét lớn một tiếng, ta muốn xâm ngược Sơn Hà Giới tình huống bây giờ chỉ sợ đã mặc trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh tiểu tử thiên dương lão tổ thản nhiên nói đến chiến quanh mặt đất đột nhiên chấn động bụi đất che khuất bầu trời ống kính chậm chậm dời lên đến chỉ thấy quân thường tiếu đứng tại thiên dương lão tổ lúc trước chỗ vị trí hiện lên xuất quyền oanh kích hình hắn quay đầu nhìn về phía địa âm lão tổ nhếch miệng cười nói chuẩn bị tốt sao ầm ầm mặt đất lần nữa chấn động bụi đất lần nữa phấn khởi chờ hết thảy đều bình tĩnh trở lại địa âm nằm tại thiên dương bên cạnh hai anh em động tác đều nhịp miệng sùi bọc mép khóe miệng co giật ai đứng giữa không trung quân thường tiếu lắc đầu nói quá yếu đây không phải đang giả vờ cái kia cái gì mà chính là thật là thất vọng không thể thống thống khoái khoái chiến một trận dạ tinh thần im lặng không phải hai cái lão đầu yếu mà chính là tông chủ quá mạnh lúc nào chính mình cũng có thể cường thế như vậy ở cấp trên vũ trụ hoành hành không sợ đây theo quy mô tới nói sơn hà giới muốn so xích một giới lớn không ít thiên địa thuộc tính cũng vô cùng dồi dào tổng thể võ đạo mức độ cao mạnh nhất hai cái đại biểu thiên dương địa âm càng là có đỉnh phong tầm chân cảnh tu vi không biết sao tại quân thường tiếu loại này nửa bước thiên cơ cảnh trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý ai nói đổi chỗ đồ liền phải thụ khi dễ bay khỏi thượng giới mở ra đại hàng không thời đại quân thường tiếu dùng hành động thực tế đánh vỡ định luật thuyết minh cái gì mới thật sự là nhân vật chính phục sao phục nằm tại trong hố sâu thiên dương địa âm khó nhọc nói quân thường tiếu ra tay cũng không nặng nhưng hai anh em giờ phút này lại tặc khó chịu nguyên nhân thì là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tên tuổi thật lâu kết quả bị một cái kẻ ngoại lai like cho dây thương tâm khó chịu cậu thẳng ngồi xổm ở bờ hố nói con đường võ đạo giống như vô tận đại hải các ngươi muốn vượt qua trùng điệp nguy hiểm đạt tới bỉ ngạn liền cần có hải đăng đến vì chỉ dẫn phương hướng lời nói này để thiên dương địa âm có chút không nghĩ ra mà ta quân thường tiếu nghiêm túc nói cũng là sóng to gió lớn bên trong tòa kia sừng sững không ngã hải đăng minh bạch con hàng này muốn chiêu mộ chúng ta Tinh linh giới đệ nhất hạm đội hạm trưởng đi vào thượng giới, gọi ra mấy ngàn tên tầm chân cảnh hình ảnh, quân thường tiếu rõ mồn một trước mắt, cho nên tự nhiên cũng muốn mang đủ nhân thủ đi qua. Xích ngục giới võ giả tuy nhiên không ít, nhưng tổng thể võ đạo thực lực thấp, không thích hợp lên thuyền, dưới chân hai tên đỉnh phong tầm chân cảnh không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, một cái vị diện chưa mộ hai, 10 cái vị diện là 20, trăm cái vị diện cũng là 200, ngàn cái vị diện chính là, cậu thẳng coi không ra, nhưng có thể nghĩ đến, đến thời điểm đem người binh lâm tinh linh giới, bọn họ khẳng định sợ, được, thiên dương, chúng ta nguyện đưa ngươi coi là hải đăng, kẻ thức thời là tuấn kiệt, quân thường tiếu rất hài lòng gật gật đầu, sau đó thu hồi gác tại bọn họ trên cổ thanh long yển nguyệt đao, ngọc long vấn thiên kiếm, av súng bắn tỉa, cùng dịch chuyển khỏi đè vào trên ốc giả chiến pháo, giải quyết hết sơn hà giới hai tên đứng đầu cường giả về sau, cũng không có phát động nhiệm vụ chính tuyến, cái này đã nói lên nơi đây có lẽ không thuộc về nhiệm vụ phạm trù, má, quân thường tiếu sụp đổ nói, vũ trụ lớn như vậy, vị diện lớn như vậy, một chút nhắc nhở cũng không cho, ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành a, à, không có việc gì, hệ thống an ủi, tối thiểu không hạn định thời gian. Quân Thường Tiếu điều chỉnh hỏng bét tâm tình, mang theo thiên dương địa âm tại sơn hà giới tản bộ, mục đích là vì thu thập võ đạo tư nguyên. Vị diện này thiên địa thuộc tính không yếu, cho nên thai ngén không ít đẳng cấp tương đối cao khoáng thạch, hoàn toàn có thể đem ra làm phi hành nhiên liệu. Vấn đề tới, như thế nào mới có thể thu hoạch? Quân Thường Tiếu không có khả năng đi đoạt, bởi vì dạng này rất không đạo đức, cho nên càng nghĩ quyết định cùng sơn hà giới làm ăn dùng cùng đồng giá trị đồ vật đến đổi lấy khoáng thạch tư nguyên ngươi có cái gì ta có tố thể đan ta có tố hồng đan ta có hàng mang kiếm ta có chân dương bộ ta có bọn họ không có hệ thống không phản bác được võ học bí tịch không thể cho người khác đang dược trang bị trí bảo thì có thể cũng tỷ như tại bình thường nhất tố thể đan đối vạn cổ tông đệ tử mà nói nhập môn nhất định phải phục dụng có thể nói nhìn lắm thành quen nhưng đối người khác mà nói lại có thể so với thần dược tự nhiên sẽ tốn nhiều tiền mua đoạt là không thể nào đi đoạt chỉ có tại vị diện buôn bán đang dược mới có thể duy trì sinh hoạt hà thành chủ phí tổn một triệu sơn hà linh thạch mua sắm một trăm khỏa tố thể đan một trăm khỏa tố hồng đan lâm tông chủ phí tổn ba triệu sơn hà linh thạch mua sắm mười chua cao phẩm xuyên vân đao năm kiện chân dương sáu trang sơn hà giới lớn nhất đại thành trì bên trong lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ các đệ tử hóa thân cửa hàng tiểu nhị một bên ghi chép mua bán một bên đưa đồ vật bận biểu túi bụi hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm các loại đan dược và trang bị phẩm chất tuyệt đối tiêu chuẩn, tông chủ. Vài ngày sau, Lý Thanh Dương đi qua kiểm kê, lần này công khai bán thu hoạch được Sơn Hà Linh Thạch tổng cộng 360 triệu, không tệ không tệ, quân thường tiếu rất hài lòng, một không đoạt, hai không trộm, dựa vào các loại đang dược trang bị đến theo như nhu cầu, ai có thể chọn sinh ra sai lầm, đi, hưu, hưu, cùng ngày, quân thường tiếu mang theo thiên dương địa âm rời đi Sơn Hà giới, hắn nhẹ nhàng đến, chính như hắn nhẹ nhàng đi, phất vất tay chỉ đem đi mấy trăm triệu Linh Thạch, đương nhiên, võ đạo tư nguyên mang đi không ít, cũng lưu lại rất nhiều chỗ tốt, như là các đại tông môn mua các loại đan dược, thế tất hội toàn diện sau khi tăng lên bối chỉnh thể thực lực, từ đó sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mấy ngàn năm về sau, sử học gia sẽ ở sử ký phía trên như vậy sự tình lưu lại tám chữ, công tại đương đại, lợi tại đời đời, hạo hãn vũ trụ, vô cùng vô tận, xa xôi tinh linh giới, từng chiếc từng chiếc chiến hạm bay ra, hạm trưởng. Một tên thủ hạ đứng tại bên trong buồng lái này tinh không trên bản đồ, biểu lộ ngưng trọng nói, đệ nhất hạm đội chủ chiến hạm hủy tại thượng giới, vì sao đột nhiên khởi động, qua lại trong vũ trụ đâu, rất đơn giản, ngồi trên ghế nam tử tóc bạc vuốt vuốt ly đế cao, thản nhiên nói, có người đem chữa trị cũng nắm giữ khởi động chi pháp, căn cứ lúc trước tin tức nhìn, thượng giới tên kia vì vạn cổ tông tông môn có cơ giáp kỹ thuật, có phải hay không là bọn họ, 89 phần 10, hạm trưởng hấp một cái tửu, nói, khóa chặt chủ chiến hạm phương vị, đã khóa chặt, bao lâu có thể gặp gỡ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chừng một năm, hạm trưởng nhẹ nhàng để xuống ly đế cao, lạnh lùng cười nói, trở ngại chú ý thiên tinh mặt mũi, không có lại đi châm đối với thượng giới, bây giờ bọn họ chủ động chạy ra đến, thì nên trách không được ta tinh linh giới, hư, hư, mấy chục tàu chiến hạm xẹt qua hư không cực tốc mà đi, quân thường tiếu cũng không biết, ngồi vạn cổ số rời đi thượng giới, ngạo du vô tận trong vũ trụ tùy thời tùy chỗ gửi đi một loại nào đó tín hiệu, bị tinh linh giới toàn bộ hành trình bắt, giờ phút này đang ngồi ở bên trong bùng lái này cân nhắc muốn không nên tiến vào cái thứ ba vị diện, tông chủ, dạ tinh thần nói, đệ tử nguyện ý đi xuống tìm tòi hư thực mỗi một cái vị diện tương đương một cái bản đồ mới tương đương một cái mới phó bản luôn để tông chủ một người đi vào bay nhảy chính mình còn thế nào tại lịch luyện bên trong chậm rãi mạnh lên đâu được quân thường tiếu hơi chút suy tính nói ngươi đi đi hưu tại tông chủ lực lượng cường đại bao phủ xuống giả tinh thần phá vỡ vị diện không gian hàng rào tựa như kẻ hủy diệt giống như rơi vào một mảnh hoang sơn giả lĩnh bên trong sau đó bị một đám người mặc khác biệt phục sức võ giả bao vây lại hừ một tên trâu quai nón nam tử nói yêu nữ đây chính là ngươi chuyển đến cứu binh sao dạ tinh thần nhíu mày nơi đây hội tụ mấy ngàn tên võ giả bọn họ cũng không phải là tại vây quanh chính mình mà là tại vây quanh một tên thân chịu trọng thương áo tím nữ tử xin lỗi ta là đi ngang qua dạ tinh thần sửa sang một chút y phục nhanh chân đi ra đi anh hùng cứu mỹ không tồn tại tất cả mọi người cảm thấy quân thường tiếu rất thẳng trên thực tế dạ tinh thần càng thẳng chủ yếu này thường đem tâm tư dùng vào tu luyện không có cơ hội bày ra mới khiến cho cậu thẳng đoạt tận danh tiếng ngay hôm nay được đưa đến lại lẫm vị diện mắt thấy mấy ngàn tên võ giả vây công một tên bị thương nữ tử vậy mà xem như không thấy được đi cậu thẳng còn sẽ để ý tam quan giả dạ tinh thần tuyệt đối sẽ không thậm chí bởi vì kiếp trước từng bị lăng giao nữ đế hại qua hiện tại còn đối nữ tính có nghiêm trọng thành kiến đây cẩn thận suy nghĩ một chút con hàng này tuy nhiên tán thành vạn cổ tông cũng đem chính mình coi như bên trong một viên nhưng cơ hồ rất ít cùng lục thiên thiên liễu biển thi chờ nữ đồng môn có chuyển động cùng nhau giao lưu ống kính đại bộ phận là nam đồng môn tỷ như tiêu tội kỹ lý thanh dương lại tỷ như linh thú đường giả dạ tinh thần muốn đi nhưng đi không được chung quanh võ giả lập tức thắt chặt vòng vây tu vi bạo phát trợn mắt nhìn tiểu tử một tên võ giả âm thanh lạnh lùng nói dám giúp yêu nữ chắc chắn phải chết lên giết hắn đứng tại trước nhất tên mười mấy tên võ giả xông lại các loại năng lượng bạo phát cấu thành hình ảnh có thể nói thanh thế to lớn đồ bỏ đi giả dạ tinh thần trên mặt nổi lên kinh thường hắn không muốn anh hùng cứu mỹ càng không muốn bị rùi mũi đốt, cho nên có thể làm liền là, oanh, táo bạo lực lượng đột nhiên nổ bể ra, cùng phong gào thét dưới, thi thể cùng máu tươi điên cùng vẫy ra, tràn diện một lần mười phần tàn nhẫn, chỉ có thể bị ép đánh lên mô sai, phù phù, đột kích một tên sau cùng võ giả ngã xuống đất mất đi sinh mệnh khí tức, ánh mắt của hắn hiện lên kinh khủng hình, hiển nhiên đến chết đều không nghĩ tới, cái này nhìn qua phổ phổ thông thông nam tử thực lực mạnh như vậy, dạ tinh thần ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, phiêu giật tóc đen theo gió bay múa, lạnh lùng khuôn mặt lấp lóe sát ý, cả người tựa như theo trong địa ngục đi ra ác ma, đây mới là nghiêm túc phong, đây mới là nhân vật chính dạng, cẩu thẳng, học tập lấy một chút, xông tới giết mấy chục người trong khoảnh khắc bị mạt sát, còn lại võ giả từng người trợn to hai mắt, yêu nữ xin cứu binh, thực lực không đơn giản, lăng, Giả tinh thần lạnh lùng nói ra, vẻn vẹn một chữ ẩn chứa cực mạnh uy áp, cả kinh tại chỗ võ giả sợ hãi trong lòng, lấy một loại đầu thai tốc độ cấp tốc thoát đi, bọn họ rất may mắn, thêm vào vạn cổ tông sau giả tinh thần, biến hóa thật rất lớn, đổi lại kiếp trước loại kia bất cận nhân tình tính cách chỉ cần chọc tới hắn khẳng định toàn giết sạch hưu hưu một cái mai không gian giới chỉ theo trong thi thể bay ra nhẹ nhàng rơi vào dạ đế trong tay hắn lười đi dò xét nội bộ có đồ vật gì cất bước liền muốn rời khỏi đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp bị thương nữ tử nỗ lực đứng lên sắc mặt cực đoan trắng xám có thể thấy được bị thương rất nặng dạ tinh thần thản nhiên nói ta chỉ là không muốn bị con ruồi cuốn lấy cũng không phải là vì cứu ngươi không muốn tự mình đa tình cùng con hàng này so sánh cổ thạng đều thành ấm áp nam nhân bị thương nữ tử không có lại nói tiếp kéo lấy vụ thương thân thể hướng nơi núi rừng sâu xa bước đi nhưng chỉ vẻn vẹn đi mấy bước liền lại khó chèo chống ngã trên mặt đất bất tỉnh đi phiến khu vực này chết không ít vỏ giả máu tươi tung bay vào núi rừng dần dần câu dẫn từng đầu hung thú cũng tại xác định không có nguy hiểm sau lần lượt đi tới thực vật tất cả đều là thực vật vài đầu tương tự sói hung thú dẫn đầu đi tới dừng ở hôn mê nữ tử trước mặt ánh mắt lấp lóe đỏ sắc quang mang nguồn nước đều nhanh chảy ra võ giả ưa thích giết hại hung thú bởi vì thể nội có tinh hạch hung thú đồng dạng ưa thích giết hại võ giả bởi vì bọn hắn thịt cùng máu đều bị thuộc tính uẩn dục qua sau khi phục dụng có trợ thực lực tăng lên trống đi qua ngắn mũi do dự vài đầu sói thú há miệng máu bổ nhào qua ầm ầm đột nhiên cuồng bạo khí lãng sinh ra cuốn lên cuồn cuộn bụi đất đạp vốn là đã rời đi giả dạ tinh thần xuất hiện tại bị thương nữ tử trước mặt sức mạnh chân linh phóng thích không chút nào thương hương tiết ngọc đem nâng lên sau đó biến mất giữa bụi đất đầy trời có thể nói đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Vào đêm, trăng sáng treo cao, đầy sao trải rộng, dạ tinh thần xếp bằng ở bên ngoài sơn động vận chuyển đại thiên phân ảnh quyết, lúc không có ống kính lướt tới hắn, khắp nơi không phải tại tu luyện cũng là tại tu luyện trên đường. Hô, nửa canh giờ về sau, dạ tinh thần phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, ta tại sao muốn cứu một người xa lạ, ba ngày hắn vốn có thể tiêu sái rời đi, nhưng về sau chẳng biết tại sao vẫn là trở về, đem rơi vào miệng sói bị thương nữ tử cứu được, còn cho phục dụng không ít liệu thương đang dược các hạ lại cứu ta một mạng áo tím nữ tử theo trong sơn động đi ra bởi vì phục dụng đang dược duyên cớ trên mặt đã khôi phục huyết sắc thương thế cũng được đến rất cốt khống chế mượn nhờ ánh trăng có thể thấy rõ nàng tuổi chừng 20 tuổi dung mạo phương diện thanh tú thoát tục cũng tính lên là một đại mỹ nữ cho nên dạ tinh thần thản nhiên nói ngươi muốn cho ta chỗ tốt gì đối với nữ nhân lạnh lùng tính cách khẳng định không phải quân thường tiếu truyền nhiễm nhưng làm chuyện gì đều muốn giảng hồi báo tuyệt đối cùng cẩu thẳng thoát không quan hệ điểm ấy mặc cho ai bào chữa đều không có cách nào rửa đi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Áo tím nữ tử nói, giả dạ đế quanh thân thủy chung tràn ngập cao ngạo đặc hiệu, mà nàng có thể bình tĩnh ứng đối, có thể thấy được không phải người bình thường, tiền, tư nguyên, hết thảy đều muốn, giả dạ tinh thần tuyệt không khách khí. Áo tím nữ tử nói, ta bị đuổi giết nguyên nhân ở chỗ thu hoạch được một trương phong tồn rất lâu tàn bảo đồ, nếu như có thể thuận lợi tìm tới, bên trong chắc là có thứ mà ngươi cần, ý là, ngươi bây giờ không có cái gì, không có, hô, giả dạ tinh thần giơ tay lên, sức mạnh chân linh bạo phát, trực tiếp đội lên áo tím nữ tử trên cổ, ngươi muốn giết ta, không có bất cứ giá trị gì, còn sống cũng không có ý nghĩa, cái này tấm bản đồ bảo tàng chính là 10 vạn năm trước một tên bị coi là truyền kỳ cường giả lưu lại, bên trong tất giấu các loại võ học cùng tư nguyên, ngươi nếu như ta có thể tìm tới, chính là giá trị lớn nhất. Áo tím nữ tử không hoảng không loạn tay lấy ra niên đại xa xưa quyển gia cừu, giết ngươi, dạ tinh thần thản nhiên nói, ta một dạng cũng có thể tìm được, tầm bảo phương diện, hắn cũng có kinh nghiệm, dù sao năm đó từng đi qua Thái Huyền Động Phủ, từng làm qua, dạ đế từng du lịch qua đây, không văn minh hành động, áo tím nữ tử nói, không có ta hiệp trợ, ngươi tìm không thấy bảo tàng. Dạ tinh thần tại trầm mặt sơ qua về sau, vẫn là buông ra nữ nhân này, hắn đã nhìn trộm tấm kia quyển gia cừu, hiển nhiên cảm giác cực kỳ xa xưa, có lẽ thật có bảo tàng lớn, xung phong nhận việc đến vị diện này, nếu như có thể tìm đến đại lượng võ đạo tư nguyên, sau này trở về liền có thể cùng tông chủ giao nộp, các hạ tôn tính đại danh, dạ tinh thần phiền muộn chính mình rõ ràng biểu hiện đã vô cùng hung tàn, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, gặp hắn không nói, áo tím nữ tử rất thức thời không có hỏi tiếp, tự giới thiệu mình, ta gọi giải lăng dao, ngươi, dạ tinh thần đột nhiên xoay đầu lại, thanh âm khàn khàn nói, kêu cái gì, sát ý trong nháy mắt tại thể nội hiện ra tới, tuy nhiên lăng dao nữ đế đã bị hắn tại chỗ mặt sát, thậm chí thiêu biến thành tro bụi, nhưng nghe đến lăng dao hai chữ, vẫn là sẽ cực kỳ kích thích thần kinh, giải lăng dao, bang. Tam xích trường kiếm ra khỏi vỏ, phát lên nữ nhân kia trên cổ cứu áo tím nữ tử tên là giải lăng dao nhất thời xúc động dạ tinh thần sát tâm ken lợi kiếm ra khỏi vỏ treo ở cái cổ một khắc này giả dạ đế quanh thân tràn ngập sát ý cực kỳ cường thế thực trong lòng của hắn thủy chung có cái lo nghĩ lăng dao nữ đế chết quá đơn giản bên trong phải chăng có ẩn tình khác bây giờ cơ duyên xảo hợp cứu một nữ nhân vậy mà cùng nàng tên tương tự chẳng lẽ có ý tứ gì giải lăng dao mày liễu hơi nhíu nàng cảm giác được mãnh liệt sát khí nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh phần này tâm tính khiến người ta kính nể càng là như thế càng để giả dạ tinh thần sinh nghi âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai vì sao muốn cố ý tiếp cận ta giải lăng dao im lặng rõ ràng là ngươi cứu ta làm sao thành ta cố ý tiếp cận ngươi không nói cũng không quan trọng giả dạ tinh thần nói bởi vì ngươi lập tức muốn chết mọi người có hay không cảm thấy con hàng này lời nói đột nhiên nhiều lên đó là bởi vì thủy chung đang suy nghĩ lăng giao nữ đế đến cùng chết hay không sau đó thì tâm phiền ý loạn vì cái gì giết ta giải lăng dao nói bởi vì dạ tinh thần đột nhiên trầm mặt giúp nàng nguyên nhân là lăng dao hai chữ nhưng nói ra tựa hồ có chút quá kéo ở cái này phổ biến lấy tiếng tinh vẫn đại lục làm họ lấy chữ hán vì danh cao võ vũ trụ hệ thống bên trong trùng tên trùng họ quả thực quá nhiều vì thế đem mặt sát thực sự làm trái vạn cổ tông tôn chỉ quân thường tiếu thường xuyên cho đệ tử quán thâu người không phạm ta ta không phạm người tư tưởng dạ tinh thần tự nhiên không thể tránh né bị lây bệnh cho nên cuối cùng vẫn thu hồi gác ở cái cổ không phẩy không một cm chỗ lợi kiếm Dạ đế, do dự thiếu quyết đoán, giải lăng giao thì tại nói thầm trong lòng, người thực lực mạnh đều cổ quái như vậy sao, nàng không biết giả dạ tinh thần, nhưng mắt thấy hôm qua xuất thủ một màn, nhận định là cái đứng đầu cường giả, có lẽ có thể trợ chính mình tìm tới quyển gia cừu phía trên bảo tàng, các hạ tôn tính đại danh, ngươi hỏi qua, nhưng là, ngươi không có nói cho ta biết, bùi A ngưu giải lăng giao biểu hiện trên mặt đặc sắc, thực lực mạnh như thế một người, tên đã vậy còn quá quê mùa, bùi tiên sinh hẳn không phải là ta thiên diễn giới võ giả A chớ nói nhảm nhiều như vậy chuyên tâm dẫn đường là đủ dạ tinh thần trên mặt hiện ra tức giận hiển nhiên không muốn cùng nữ nhân này nhiều nói nữa câu nói nhảm giải lăng giao dừng lại chân thành nói ta có bảo tàng bí mật cả cái vị diện đều biết lần này đi tìm không thể tránh khỏi phiền phức cho nên soát đột nhiên dạ tinh thần nắm tay phải hội tụ lực lượng oanh tới giải lăng giao sắc mặt biến hóa nàng có thể nhìn thấy động tác ra tay nhưng tu vi không cho phép đi làm ra né tránh oanh trong khoảnh khắc Hội tụ bạo tạc lực lượng nắm tay phải theo giải lăng dao bên người xẹt qua đi, cũng hung hăng nện trong hư không, ẩn thân nội bộ muốn đánh lén võ giả lúc này bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng nặng ngã trên mặt đất, trong tay ám khí tản mát bốn phía, lén lén lúc lúc. Giả Tinh thần lãnh đạm nói, giải lăng dao đầu tiên là buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía tên kia bị oanh ra nguyên hình võ giả, khẽ nhíu mày nói, những võ đường người cũng động tâm sao? Hưu, hưu, ngay tại lúc này, từng đạo từng đạo âm thanh xé gió từ đằng xa vang lên các loại ám khí điên cuồng bay tới, tràn ngập phạm vi cực lớn, dạ tinh thần đội lên giải lăng dao trên bờ vai, đem kéo đến trước người mình, sau đó tại mưa bom bảo đạn bên trong triển khai vô cùng tiêu sái tránh né, hình ảnh quả thực tựa như đang đóng phim, đinh, 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 từng mai từng mai ám khí công kích vào hư không, đóng ở núi đá cùng trên cây cối, mặt ngoài hiện lên xích hắc sắc, cho thấy có thấm kịch độc, xoát, dạ tinh thần phiêu dật ổn định thân thể, giải lăng dao thì bị lắc đầu óc choáng váng soát soát lúc này từng người từng người người mặc y phục dạ hành tựa như những giả cách ăn mặc vỏ giả từ đằng xa bay tới có chừng trăm tên trong tay nắm bắt xâm nhiễm kịch độc ám khí ánh mắt thấu phát âm lãnh sát ý yêu nữ dẫn đầu người áo đen trầm giọng nói giao ra tàn bảo đồ có thể miễn chết giải lăng giao nói đây là ta tìm tới dựa vào cái gì giao ra giọng nói của nàng rất phẫn nộ cũng không phải là giao ra tàn bảo đồ duyên cớ mà là mình theo chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình đơn giản lúc sinh ra đời có lộng lẫy ánh sáng xuất hiện vì cái gì bị thế nhân đánh lên yêu nữ nhãn hiệu không giao liền phải chết dẫn đầu người áo đen lời còn chưa nói hết ánh mắt nhất thời nổi lên hoảng sợ bởi vì dạ tinh thần xuất hiện tại trước mặt tam xích trường kiếm khung tại cái cổ cái này tàn bảo đồ là ta các ngươi đừng muốn nhúng chàm phốt xì 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 đầu người bay lên máu tươi phun tung tóe lão đại mắt thấy dẫn đầu người áo đen đầu một nơi thân một nẻo thủ hạ kinh hãi không thôi hưu 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 đột nhiên lít nha lít nhíp kiếm quang nổ bắn ra mà đến hoàn toàn không cho bọn hắn phản ứng cơ hội, cuối cùng toàn bộ bị vạch phá hầu kết, khen, giả dạ tinh thần thu kiếm, phù phù, phù phù, trăm tên võ giả dạ ánh mắt đờ đẫn quỳ trên mặt đất, đầu chậm chậm cắm xuống đi, chật chật, chủ chiến hạm bên trong, quân thường tiếu thông qua màn sáng cho thời gian thực hình ảnh, mắt thấy giả dạ tinh thần trong nháy mắt mặt sát trăm người, cảm khái nói, ta đệ tử này quả nhiên sát phạt quyết đoán, tô tiểu mặt nâng cầm lên nói, Thật khó tưởng tượng, cao lạnh giả dạ sư đệ vậy mà lại anh hùng cứu mỹ, ta liền nói. Lý Thanh Dương cười nói, giả sư đệ hắn tâm địa thiện lương nghe đến mọi người ngươi một lời ta một câu hệ thống rốt cục nhịn không được gầm thét lên hiện tại nội dung cốt truyện thuộc về giả tinh thần các ngươi cũng đừng nhảy ra đoạt ống kính thiên diễn giới giả tinh thần thu thập hết những võ đường người về sau thuần thuộc đem trên thân không gian giới chỉ lấy ra thản nhiên nói đi thôi a à, giải lăng giao vội vàng theo sau nội tâm vô cùng chấn kinh đám kia đột kích những võ đường võ giả thực lực rõ ràng đều không yếu kết quả trong nháy mắt ở giữa bị toàn diệt hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Căn cứ quyển gia cừu đánh dấu, bảo tàng dấu ở lớn nhất dựa vào bắc khu vực trong dãy núi Nguyên Thủy, cho nên hai người thủy chung không nói chuyện, toàn bộ hành trình dùng tại lên đường phía trên. Trong lúc đó, thế lực khắp nơi lần lượt xuất hiện nỗ lực cướp đoạt, không có giả tinh thần tại, lấy giải lăng giao thực lực khẳng định không gánh nổi, nhưng bây giờ thì là tới một cái chết một cái, toàn bộ quá trình nhiều lắm là được cho hữu kinh vô hiểm, bằng hữu, tha mạng, quanh, nào đó thế lực phái ra một tên cường giả nói còn chưa dứt lời liền bị dạ tinh thần hung hăng oanh tại trên mặt đất, thân thể tứ phân ngũ liệt, bá đạo, tàn nhẫn, thực nếu như là quan minh chính đại đến đoạt, có lẽ còn có thể sống sót, hết lần này tới lần khác nhất định phải núp trong bóng tối đồ nghịch âm chiêu, cái này thật to kích phát giả dạ đế sát ý, đằng sau giải lăng giao một mặt sùng bái, cùng nam nhân này quen biết mới bất quá một chương hai bên, cũng đã triệt để bị hắn cường hãn thực lực cho tinh phục, đến không, a giải lăng giao lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra quyển gia cừu, căn cứ phía trên đồ án cùng vị trí địa hình phán đoán nói, dọc theo hướng bắc mà đi không sai biệt lắm đi ngàn dặm đường liền có thể đến đừng lải nhải dạ tinh thần nói nhanh đi hai người dọc theo hướng bắc một đường đi qua đi nhắc tới cũng kỳ rốt cuộc không có gặp phải đánh lén bầu không khí trở nên tương đối bình tĩnh trở lại bọn họ khả năng ý thức được bùi tiên sinh thực lực cường hãn cho nên không dám tới chịu chết giải lăng giao ám đạo ngày thứ hai hai người đi tới nguyên thủy sơn mạch ở mép nhưng là không có đi vào bởi vì lối vào hội tụ ngàn vạn thế lực khắp nơi võ giả giải lăng giao đoán đúng những người này ở đây liên tiếp tổn thất không ít đồng bạn về sau, đã nhận rõ giả dạ tinh thần thực lực, tự nhiên không còn dám đến bao vây, nhưng cũng không có từ bỏ, mà chính là triệu tập nhân thủ, sớm tụ tập tại phải qua đường, 10 cái trăm cái không giải quyết được ngươi, ngàn cái vạn nhất định được, ta người nhiều, ta tùy hứng, phiền phức, nhìn thấy thế lực khắp nơi phái ra nhiều người như vậy, giải Lăng Dao mày liễu nhíu chặt lên, cạch, 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 đột nhiên, cổ quái thanh âm truyền đến, nàng bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp dạ tinh thần quanh thân lưu quan quanh quẩn dần dần hội tụ chiến giáp một thanh thấu phát uy nghiêm chiến kích đưa ngang trước người cả người dường như hóa thành chinh chiến xa trường vô song chiến tướng một quan lãnh lệ nói ta muốn đại khai sát giới nhanh cút sang một bên thiên diễn giới thế lực khắp nơi mấy chục ngàn người hội tụ tại tàn bảo địa điểm phải qua đường đến vừa ra ôm cây đợi thỏ có người sẽ hỏi bọn họ nếu biết địa điểm vì sao còn muốn đoạt quyển gia cừu bởi vì không có cái đồ chơi này căn bản vào không được hô hô võ giả hội tụ trận thế rất lớn trong không khí bộc lộ ra túc sát vì biểu thị tôn trọng giả dạ tinh thần kích phát đặc hiệu phủ thêm chiến giáp tế ra phương thiên hỏa kích bùi tiên sinh giải lăng giao ánh mắt nổi lên ngạc sau sau đó yếu ớt nói ngươi trên trán làm sao có chữ viết giả dạ tinh thần rất muốn đưa tay đem trán chỗ khắc công chữ che khuất nói thật hắn thẳng phiền muộn đổi ma tổ đắp nặng hoàng mỹ thân thể văn tự đặc hiệu cũng theo kế thừa tới tới liền đến a à, có thể thủy chung khắc ở cái trán xem xét lại lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người đều không ngoại lệ toàn ấn trên mu bàn tay ta làm sao lại so với bọn hắn đặc thù đâu bớt nói nhảm dạ tinh thần âm thanh lạnh lùng nói nhanh cút sang một bên tốt giải lăng dao vội vàng lui về phía sau rất xa không có cái này vướng bận nữ nhân dạ tinh thần ánh mắt càng càng lạnh lùng nghiêm nghị giơ lên phương thiên hỏa kích nói muốn chết đều đến đi quyển gia cừu đã cất giấu bảo tàng nói cái gì cũng sẽ không cho người khác cho nên hôm nay chỉ có đại khai sát giới một người đối mặt mấy chục ngàn một khắc này dạ đế kế thừa tông chủ khí khái vì một cái yêu nữ cùng thế là địch, không đáng giá. Nào đó thế kẻ lực mạnh nói, có quan hệ giải lăng giao, thiên diễn giới võ giả đều so sánh giải, không từng nghe qua có cái gì cường lực trợ thủ, cho nên suy đoán nam nhân này hoặc là gần đây mới gặp phải mê hoặc. Đương nhiên, mọi người cũng nhất trí cho rằng, cần phải bị sắc đẹp dụ hoặc, dù sao thật để ý bảo tàng, trực tiếp đoạt là được, làm gì thiếp thân bảo hộ, nói ngắn gọn. Giờ phút này giả dạ tinh thần tại thiên diễn giới võ giả trong mắt, đơn giản cũng là mê luyến sắc đẹp, bằng hữu, có người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ trên đầu chữ sắt có cây đao còn mời quay đầu là bờ dạ tinh thần ánh mắt sát cơ càng hơn hắn không phải là đồ ngốc tự nhiên có thể đoán ra đối phương đem chính mình tưởng tượng thành cái dạng gì ta à, dạ đế lại là cái loại người này sao hô dạ tinh thần không có đi điện giải cho mình bởi vì đây không phải hắn tính cách cho nên trực tiếp huy động phương thiên hỏa kích trực tiếp nhảy đại giết đi qua một đám cỏ cản đường cắt đi đơn giản nhất hưu quán chú lực lượng phương thiên hỏa kích lấy hoành tảo thiên quân chi thế điên cuồng đè xuống hình thành khí thế có thể nói thạch phá kinh thiên dọa đến các phương võ giả sắc mặt hoảng sợ đại biến lui 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 ầm 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 lời còn chưa dứt táo bạo lực lượng trong đám người nổ tung các lộ võ giả trong nháy mắt bị đánh bay pha quay chậm vận hành dưới dường như hóa thành bay múa đầy trời bồ công anh hình ảnh có thể xưng tráng lệ giải lăng giao gặp qua giả tinh thần động thủ cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng thật là chính một thấy hắn một người tại vạn quân từ đó giết tới giết lui vẫn như cũ bị chấn động trợn mắt khóc mồm Quá mạnh, nam nhân này quá mạnh, trong chém giết giả tinh thần nhất cử nhất động, đều muốn thật sâu ấn trong lòng nàng. Phốt, phốt, lưu quang lấp lóe, tàn chi bay loạn, chỉ là một lát, thiên diễn giới các phương võ giả vẫn lạc mấy ngàn. Đối mặt tên kia khí thế dồi dào lại sát ý ngang dọc nam nhân, còn sót lại võ giả kinh hồn bạc vía, chỉ có liều lĩnh hướng về sau lùi gấp, hưu, hưu, đột nhiên, một đạo lưu quang lách qua giả tinh thần, hướng giải lăng giao tiến lên, thế lực thấp nơi lần này ngăn cản, mục đích là cướp đoạt tiến vào bảo tàng địa điểm quyển gia cừu đương nhiên sẽ không cùng đối phương truyền đấu, cho nên còn làm đến trước bắt giữ chính chủ. Hô, cả cường giả kia thân pháp thật nhanh, năng lượng hóa thành đại thủ hung hăng áp xuống tới, chỉ bất quá, thì tại sắp trói buộc giải lăng giao thời điểm, sau lưng đột nhiên hiện lên khủng bố khí lãng, không tốt, hắn biến sắc, phốt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, thân thể cấp tốc bị lưu quan xuyên thủng, cắm tại khoảng cách giải lăng giao ngoài một trượng trên mặt đất, đợi ánh sáng tan hết, hiển lộ ra nhuốm máu phương thiên hỏa kích, đại trưởng lão, trong đám người có võ giả nộ hống chư vị kẻ này không có vũ khí chúng ta cần phải thừa thế xông lên đem giải quyết một lão giả hô lớn trong nháy mắt kích phát mọi người đấu trí dưới cái nhìn của bọn họ giả dạ tinh thần như thế dũng mãnh đơn giản ỷ vào vũ khí trang bị bây giờ đem chiến kích ném ra cùng nhau tiến lên nhất định có thể loạn đao chém chết giết giết thế lực khắp nơi võ giả sĩ khí phóng đại hội tụ các loại năng lượng xông tới giết hình thành lộng lẫy dị thường lộng lẫy đồ bỏ đi giả dạ tinh thần giơ tay lên âm thanh lạnh lùng nói đều phải chết, quanh, 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 trong lúc nhất thời, vạn cổ tông vũ học độ thiên trưởng ấn tràn ngập toàn bộ thương khung, mang theo vạn quân lực áp xuống tới, phương thiên hỏa kích chỉ là có trợ giúp giả dạ tinh thần thu hoạch cỏ dại, không có loại vũ khí này, đồng dạng có thể dùng khác phương diện đến giải quyết. Dừng sát ở thiên diễn giới bên ngoài vạn cổ số phía trên, quân thường tiếu bọn người thủy chung mắt thấy hình ảnh màn sáng, mắt thấy giả dạ tinh thần đại sát tứ phương hình ảnh, tông chủ, Tiêu tội kỹ lo lắng nói, muốn hay không đi hiệp trợ giả dạ sư đệ, hắn không muốn cướp giả dạ tinh thần ống kính nhưng giờ này khắc này, đối mặt mấy chục ngàn người, hơi không chú ý thì gặp được nguy hiểm, không dùng, quân thường tiếu nói, quân thường tiếu vẫn là thật coi trọng giả tinh thần, dù sao làm vạn cổ tông đệ tử tuyệt đối đại biểu, nếu như ngay cả một đám tương tự chuyển đang cảnh địch nhân đều giải quyết không rơi, vậy liền thực sự quá thất vọng, đương nhiên, nhìn kỹ về nhìn kỹ, phòng ngự biện pháp cũng phải chuẩn bị, chỉ cần giả tinh thần gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối đệ nhất thời gian đuổi tới hiện trường. Những cái kia vì quyển gia cừu mà chiến các lộ võ giả nếu như biết, trong vũ trụ còn ngừng lại 11 tàu chiến hạm, bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, khẳng định sẽ sụp đổ đến tuyệt vọng. Nguyên thủy ngoài dãy núi, mùi máu tươi 10 phần, vô số cổ thi thể ngang nhóm bốn phía, tựa như là tàn những lò sát sinh, đến đây chặn đường thế lực khắp nơi võ giả chết 7 8 phần, còn thừa toàn hoảng sợ chạy, thời gian nửa canh giờ, giải lăng giao sử người lập ở phía xa, thanh tịnh như thủy hai con ngươi nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại trong đống xác chết bóng lưng, tâm thần đã bị triệt để rung động, cái này là người sao? Hư, ngay tại lúc này, cắm trên mặt đất phương thiên hỏa kích tự mình bay lên, rơi vào dạ tinh thần bên người, hắn một tay nắm lấy cũng thu hồi, thản nhiên nói, vướng bận con rùi đã giải quyết, đi thôi. Giải lăng giao bình định tâm cảnh, vượt qua thi thể đi qua, hai người dọc theo nguyên thủy sơn mạch cửa vào tiến vào, trên đường thủy chung không có bất kỳ trao đổi gì, bùi tiên sinh, rất lâu, giải lăng giao nói ra, những thế lực này không biết từ bỏ ý đồ, chúng ta không bằng trước chờ một đoạn thời gian lại đi tìm bảo tàng đi, không được, dạ tinh thần nói, thì hiện tại tìm giải lăng dao hơi chút trầm mặt, nói tốt a à. nàng lấy ra quyển gia cừu căn cứ tọa độ cùng địa đồ đánh dấu tại núi rừng nguyên thủy bên trong đi nửa canh giờ dừng ở một chỗ dây leo nhánh tiễn rêu trải rộng di tích cổ xưa bùi tiên sinh giải lăng dao đi qua so sánh về sau nói nơi này chính là bảo tàng địa điểm nói đi tự mình tại di tích bắt đầu đi loanh quanh bùi tiên sinh không bao lâu giải lăng dao nói ta tìm tới bảo tàng cửa vào dạ tinh thần nghe tin chạy đến gặp nàng dừng ở một bức tường đá trước sau đó bản năng nhìn sang cả người trong nháy mắt ngây ra như phỏng đứng ở tại chỗ, trách nát tường đá nhìn qua có chút niên đại, nhưng khắc họa đồ án có thể thấy rõ ràng, phía trên có một người ngồi tại vương tọa, có mọi người quỳ bái, ghi chú văn tự vì, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần, lăng giao nữ đế di thư phía trên viết mấy chữ này, xuất hiện tại rách nát trên tường đá, làm đến bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị, đương nhiên, vẫn là có khác nhau, vẻn vẹn theo chữ viết nhìn lại, cũng không phải là xuất từ nữ đế chi thủ dạ tinh thần phát hiện mấy câu nói đó về sau người không chỉ có mộng ngay tại chỗ ánh mắt cũng dần dần hiện ra sát ý di thư phía trên từng nhắc đến qua bây giờ tường đá xuất hiện lần nữa chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ bùi tiên sinh giải lăng giao yếu ớt nói ngươi không sao chứ hô đột nhiên dồi dào sức mạnh chân linh bạo phát hóa thành đại thủ khóa tại nàng trên cổ dạ tinh thần mục quan lãnh lệ nói tên có thể trùng hợp văn tự tuyệt sẽ không trùng hợp nói đem ta mang đến nơi đây đến cùng có mục đích gì Giải lăng dao bị chân linh chi thủ trói buộc, hô hấp trở nên khó khăn, nói, nói. Nói cái gì, nàng mang giả dạ đế tìm đến bảo tàng, cố nhiên có chút tâm tư, nhưng đơn giản coi trọng thực lực đối phương cường đại, thực không có cái gì ác ý, ngươi là lăng dao nữ đế, đây hết thảy, đều là ngươi tính toán kỹ, giả dạ tinh thần tâm tình tự hồ có chút mất khống chế, vận dụng lực tay càng lúc càng lớn, giải lăng dao muốn nói chuyện, nhưng bị bóp khó có thể mở miệng, chỉ có thể lấy khóe mắt dần dần hội tụ nước mắt, đến nói cho đối phương biết mình bây giờ rất thống khổ ông đột nhiên trên tường đá đồ án lấp lóe ánh sáng cấp tốc bao phủ hai người chật hư không tiêu thất vù vù gió lạnh thổi đến rộng lớn di tích giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tông chủ vạn cổ hào buồn lái bên trong thượng quan hâm giao kinh ngạc nói dạ sư đệ khí tức không đáp đáp trong hoàn cảnh tối tăm tiếng nước truyền đến hư đột nhiên một đạo lưu quan trống rỗng xuất hiện đem cảnh vật chung quanh chiếu sáng bày biện ra tương tự hang đá thông đạo hình ảnh tới dạ tinh thần biểu lộ có chút ngốc trệ mới vừa rồi còn đứng tại tường đá chỗ bóp lấy nữ nhân kia làm sao đột nhiên chuyển đổi tràn cảnh khụ khụ giải lăng dao sắc mặt đỏ bừng đứng ở bên cạnh trên cổ có rõ ràng vết trảo nếu không phải bị đột nhiên truyền vào đến nàng chỉ sợ muốn ngạt thở dạ tinh thần không có đi để ý tới linh niệm bắt bốn phía hết thảy phát hiện khó có thể vận chuyển dường như bị cái gì lực lượng hạn chế đây là địa phương nào nhìn về phía giải lăng dao ngôn ngữ cùng ánh mắt dị thường âm lãnh giờ phút này dạ đế suy đoán chính mình đột nhiên đi vào hoàn cảnh xa lạ phải cùng nữ nhân này không thoát khỏi quan hệ, thậm chí hết thảy đều là thiết lập cốt cục, đang đợi mình nhảy vào bên trong, không thể trách giả tinh thần quá cẩn thận, muốn trách thì trách đối lăng giao nữ đế hận quá nồng nặc, đến mức nhanh tưởng tượng thành tinh thần phân liệt, giải lăng giao được đến làm dịu về sau, lấy ra quyển gia cừu, phát hiện phía trên nguyên bản khắc họa đồ án bị hoàn toàn mới đồ án thay thế, đi qua cùng xung quanh hoàn cảnh so sánh, nói, nơi này hẳn là nơi chứa bảo vật, lấy ra, giả tinh thần một tay lấy quyển gia cừu đoạt tới, kỳ quái sự tình phát sinh, trong lúc vật rơi vào trong tay hắn, hoàn toàn mới đồ án trong nháy mắt trở nên mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ nội dung, Giải Lăng Dao nói, thứ này trong tay người khác chỉ là một tờ giấy trắng, chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy tác dụng. Dạ Tinh Thần trên mặt nổi lên không vui, nhưng vẫn là đem quyển gia cừu ném qua đi. Quả nhiên, Giải Lăng Dao sau khi nhận lấy, mơ hồ hình ảnh rõ ràng lên, dẫn đường, Dạ Tinh Thần sụ mặt nói ra, giờ phút này hắn, một lòng đặt ở bảo tàng phía trên, đến mức nữ nhân này cùng Lăng Dao nữ đế sự tình tìm tới sau này hãy nói quyển gia cừu đồ án sửa đổi về sau vừa vặn cùng phụ cận hoàn cảnh tương tự cho nên giải lăng giao dọc theo lộ tuyến tại sơn động thông đạo mà đi rất mau tới đến một chỗ quy mô có phần thạch thất lớn bên trong rất trống lay động không có cái gì bảo tàng đâu dạ tinh thần cho mày cũng tại nói thầm trong lòng nữ nhân này sẽ không ở hố chính mình a à? theo địa đồ đến xem giải lăng giao nói nơi đây cũng không phải là điếm cuối nói xong đi tới nhà đá phần cuối xuất hiện rất nhiều quy cách thống nhất cửa đá cùng trên bản đồ vẽ phát thảo giống như đúc đi cửa giữa giải lăng giao tỉ mỉ quan sát quyển gia cừu đứng dậy được hướng có khắc bên trong chữ cửa đá Dạ tinh thần theo sát phía sau từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối cảnh giác sợ không để ý để nữ nhân này đột nhiên chạy giải lăng giao tự hồ nhìn ra nói nơi đây có lẽ có cơ quan bẫy rập ngươi không cần lo lắng cho ta chạy trốn bởi vì gặp phải phiền phức còn muốn ngươi đến giúp đỡ tiêu trừ Dạ tinh thần dần dần, dần buông lỏng tâm thần xác thực nơi đây nếu có nguy hiểm lấy nữ nhân này thực lực nếu như dám tự tiện thoát đi, hạ tràng tất nhiên chắc chắn phải chết, nói trắng ra, Dạ Tinh Thần cần Giải Lăng Giao chỉ dẫn tìm bảo tàng, Giải Lăng Giao cần Dạ Tinh Thần thực lực tìm bảo tàng, hai người hiện tại thuộc về trên một sợi thừng châu chấu, còn có, ta không phải như lời ngươi nói Lăng Giao nữ đế, ngươi cùng nàng có thù oán gì, xin đừng nên bởi vì tên gọi tương tự thì chuyển đến trên người của ta, vừa mới có đề cập qua Lăng Giao nữ đế, cho nên Giải Lăng Giao trong tâm hiểu ra, cắt, Dạ Tinh Thần lạnh hừ một tiếng hai người xuôi theo trung môn một đường đi qua sau đó đặt mình vào tại tương tự mê cung trong hoàn cảnh nếu như đổi lại người khác coi như may mắn chọn trúng cửa vào đến chỗ này khẳng định cũng sẽ mộng so bởi vì mỗi đi mấy bước cũng là chữ thập miệng trời mới biết đi nhầm có thể hay không bị khốn quyển gia cừu bên trên có rõ ràng lộ tuyến chỉ thị giải lăng dao mang theo giả dạ tinh thần xuyên thẳng qua bên trong rất nhanh lại đi tới một chỗ nhà đá nơi này cùng lúc trước có khác biệt lớn vẻn vẹn mặt đất liền từ đặc thù bàn đá làm nền nhìn qua bóng loáng như gương dạ tinh thần cất bước dẫm ở trên đi dưới chân nhất thời lấp lóe gợn sóng không tốt hắn ý thức đến không ổn đang muốn chuẩn bị thu chân một cổ đặc thù năng lượng trong nháy mắt dâng lên thức hải cả người ngay ra như phỏng đứng ở tại chỗ xoát, trong căn phòng tinh xảo dạ tinh thần đột nhiên từ trên giường đứng dậy vết thương mang đến đau đớn để hắn biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn thương thế còn chưa lành chớ có loạn động bên tai truyền đến thanh âm ôm nhu dạ tinh thần nghe vậy ánh mắt dần dần trừng lớn sau đó cứng ngắc quay đầu liền nhìn thấy bên giường ngồi đấy một tên ung dung hoa quý khuynh quốc khuynh thành nữ nhân người nào lăng dao nữ đế nàng không phải là bị chính mình giết à nàng làm sao còn còn sống không đúng dạ tinh thần nỗ lực bình tĩnh trở lại tâm tình lúc này mới ý thức được gian phòng hiện tại chính là năm đó chính mình ở lại phòng ngủ còn có ở ngực vết thương không phải liền là năm đó cùng mấy tên khác vũ đế giao đấu lúc gây nên ta dạ đế trong lòng cả kinh nói trở lại quá khứ lăng dao nữ đế nhẹ nhàng bưng tới chén thuốc một mặt u oán nói chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, võ đạo còn trọng yếu hơn ta sao? Ba, dạ tinh thần đem đưa tới trước mặt chén thuốc ném đi, lãnh đạm nói, đợi bản đế tìm tới Thái Huyền chân kinh, chắc chắn đem đổ ấn thanh bọn người ấn tại trên mặt đất ma sát, đáng giận, ta rõ ràng muốn nói nữ nhân này ác độc, vì sao vẫn là đem trước kia lời nói lại lặp lại một lần? Dạ tinh thần ở trong lòng áo não nói, ta minh bạch, lăng giao nữ đế đứng dậy, tâm tình xuống dốc nói, tại trong lòng ngươi, võ đạo vĩnh viễn so ta quan trọng, nếu có kiếp sau mà nói, hy vọng ngươi có thể bỏ cái tính cách này, bởi vì trên đời không vẹn vẹn chỉ có võ đạo, còn có rất nhiều là cần ngươi đi trân quý, đi thủ hộ, lúc nói chuyện, lăng giao nữ đế cả người dần dần hóa thành một thanh sắc bén dao găm, sau đó hung hăng chọc vào dạ tinh thần trên ngực, quá trình không nhanh, nhưng là, dạ đế thân thể dường như bị trói buộc, căn bản là không có cách làm ra né tránh, mãi đến cảm nhận được tê tâm liệt phế thống khổ mới khó khăn nhất tay nắm lấy dao găm, muốn trách cả mí mắt nói, ngươi, bùi tiên sinh, bùi tiên sinh, bên tai vang lên giải lăng giao thanh âm, trong nháy mắt đem dạ tinh thần kéo về hiện thực vừa mới dường như là một giấc mộng còn là đi qua ác mộng ngươi nắm đau ta dạ tinh thần lúc này mới ý thức được chính mình bắt không phải dao găm mà chính là giải lăng dao tay sau đó vội vàng hất ra xoay người sang chỗ khác mặt lạnh nói bảo tàng đâu dạ tinh thần vừa mới làm mộng vô cùng chân thực thật giống như thân ở cảnh nhưng là vì sao lại mơ tới trước kia hội mơ tới lăng dao nữ đế đứng ở bóng loáng như gương trong thạch thất dạ tinh thần thủy chung đang tự hỏi vừa mới kinh lịch tràn cảnh thậm chí mỗi một câu đều nhớ tin tường tâm tính phương diện càng ngày càng loạn, có một chút không cách nào phủ nhận, kiếp trước chính mình quá coi trọng võ đạo, trọng sinh về sau, trở thành vạn cổ tông đệ tử, đang từ từ tiếp xúc cùng trong sinh hoạt mới dần dần minh bạch, trên đời này xác thực có rất nhiều thứ cần phải đi trân quý đi thủ hộ, dạ tinh thần sắc mặt càng dữ tợn, làm hắn càng là tán thành trong mộng cảnh lăng giao nữ đế nói, trong lòng phẫn nộ thì càng thắng, bởi vì đây là không ý vị, đối phương sát hại chính mình, đang cố ý cải biến kiếp trước tính cách cùng tâm tính, xoạt xoạt, song quyền nắm thật chặt. Dạ Tinh Thần hận Lăng Giao nữ đế, hận thấu xương, cho nên sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phương thức tẩy trắng. Bùi Tiên Sinh, ngươi lại thế nào? Vừa đem nam nhân này theo thống khổ trong trạng thái kéo trở về, ngay sau đó lại biểu hiện hung thần ác sát, quả thực để Giải Lăng Giao rất lo lắng. Hô, Dạ Tinh Thần thở ngụm khí, buông ra quyền đầu, chính mình còn muốn tìm bảo tàng, cần gì phải đi để ý một cái chết đi nữ nhân đây? Ngươi vừa mới chưa đi đến nhập mộng cảnh. Mộng cảnh? Giải Lăng Giao mờ mịt, Dạ Tinh Thần không nói chuyện, tâm lý lẩm bẩm, rất rõ ràng chính mình vừa mới một chân dẫm ở thạch thất sàn nhà cần phải phát động cấm chế nào đó từ đó rơi vào đi qua mộng cảnh nữ nhân này vì sao không có bị tác động đến chẳng lẽ đối thấp tu vi võ giả vô hiệu đi giả tinh thần điều chỉnh tâm tính mang theo giải lăng dao tiếp tục hướng phía trước bước đi nhà đá một chỗ khác vẫn như cũ có cái kéo dài rất dài thông đạo nội bộ tồn tại rất nhiều cơ quan bẫy rập tỉ như phát xạ độc tiễn tỉ như phun lửa phun độc lại tỉ như lăn xuống cự thạch chỉ cần ngươi có thế nghĩ đến phong cách tầm thường bẫy rập hết thảy xuất hiện ở đây có thể thấy được người thiết kế được nhiều thấp a à, đinh 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 từng chui phi đao nổ bắn ra mà đến người khoác chiến giáp giả dạ tinh thần hoàn toàn không nhìn nện bước nhanh chân nên đao tiến lên trong ánh mắt tràn ngập khinh thường loại tầng thứ này cơ quan đối với thấp tu vi võ giả có uy hiếp đối với hắn loại này tầm chân cảnh liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng quá lợi hại cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau giải lăng dao mặt mũi tràn đầy sùng bái nghiêm chỉnh triệt để biến thành tiểu mê muội bị thế lực khắp nơi vây quanh sinh tử có thể nói làng ranh đột nhiên có cường đại võ giả xuất hiện cứu nàng tại nguy nan bên trong còn thiếp thân bảo hỗ trợ tầm bảo như thế cẩu huyết lại lãng mạn nội dung cốt truyện thử hỏi nữ hài kia có thế gánh vác được thông qua trải trọng đều là cơ quan thông đạo lại có một tòa nhà đá xuất hiện bên trong các tỉ tám cái cây cục lớn phía trên điêu khắc sinh động như thật chim bay cá nhảy cho người ta cảm giác tựa như cung điện nơi này hẳn là phần cuối giải lăng dao nói ra bởi vì không cách nào vận dụng linh niệm nhìn trộm dạ tinh thần chỉ có thể dựa vào mắt thường hướng chỗ sâu quan sát nhưng cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì bảo tàng sau đó cho mày nói ngươi đang đùa ta một đường nhẫn nại tính tình bảo hộ nữ nhân này vì cũng là tìm tới bảo tàng vì tông môn thêm điểm cống hiến kết quả trọng tuyết không cần phải nha giải lăng giao lại tỉ mỉ quan sát một phen quyển gia cừu xác định phía trên cho cuối cùng điểm cũng là ở chỗ này ta ghét nhất bị lừa riêng là nữ nhân dạ tinh thần một quan lãnh lệ nói nếu như tay không mà về ngươi tất chết không toàn thay giải lăng giao nói có lẽ nơi này cất giấu cái gì phòng tối, chúng ta có thể cẩn thận tìm một chút. Nói xong, đầu tiên đi vào nhà đá. Cạch, vừa đi chưa được mấy bước, dưới chân bàn đá lõm, trên trần nhà đột nhiên rơi xuống một miếng mang theo lực lượng nào đó cự thạch, Giải Lăng Dao cả kinh hoa dung thất sắc, cũng vô ý thức quay người nhìn về phía oanh. Dạ tinh thần đã xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay đem cự thạch vững vàng ngăn chặn, cảm ơn, còn không mau cút ra. Giải Lăng Dao vội vàng dịch ra thân thể, dưới chân lõm bàn đá khôi phục, bao phủ cự thạch lực lượng dần dần, dần tiêu tán. Dạ tinh thần hoàn toàn có thể tùy tiện đem hất ra, nhưng vẫn là tâm niệm nhất động, thu nhập không gian giới chỉ lý do thạch đầu chất liệu không phải tầm thường, mang về giao cho phong cách đại sư Bùi Tiên sinh giải lăng giao cười nói lấy đi khối này phẩm chất bất phàm thạch đầu, nhưng là không coi là tay không mà về a à. ta là tới tìm bảo tàng, không phải tìm đến thạch đầu. Dạ tinh thần gầm thét lên, con hàng này cũng bị cổ thận cảm nhiễm, chỉ cần tâm tình một kích động, chỉ cần tâm tình không có khống chế lại, lập tức hóa thân gào thét đế. Giải Lăng dao che miệng cười một tiếng, kể từ cùng nam nhân này quen biết, thủy chung bày biện một trương cao lạnh mặt, thật giống như ai cũng thiếu hắn tiền, bây giờ rốt cục đổi một cái biểu tình, thật. Còn thật đáng yêu đây, cái này đáng yêu, nếu để cho nàng nhìn thấy năm đó giả dạ đế uống say không phải hướng xúc vật vòng chạy, cũng là hướng tử lân yêu vương trên giường chạy, chẳng phải càng có thể yêu, giả dạ tinh thần xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nói, theo ở phía sau. A, à, Giải Lăng dao vội vàng đi tới, dò hỏi, Bùi tiên sinh, Lăng dao nữ đế là ngươi cừu nhân không? liên quan gì đến ngươi ta nhìn ngươi nhắc đến nàng ánh mắt liền rõ ràng phát sát cơ liên quan gì đến ngươi giải lăng giao cái này mới thức thời ngậm miệng lại bắt đầu nghiêm túc quan sát nhà đá bên trong vẻn vẹn có mấy cái cây cột lớn cho nên hai người rất nhanh đi một vòng ra kết luận là không có cái gì không cần phải nha giải lăng giao lập đi lặp lại quan sát quyển gia cừu nói bảo tàng cần phải ở chỗ này mới đúng dùng nước dùng hỏa thiêu ngâm xấu đồ án thiêu hủy quyển gia cừu làm sao bây giờ khoan hãy nói thật có khả năng này Tham khảo năm đó quân thường tiếu tầm bảo kinh lịch, cũng là bởi vì bắt chước phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, kết quả. Đốt thành tro lấy ra, dạ tinh thần nói, ta thiêu, giải lăng giao hơi chút do dự, vẫn là đem quyển gia cừu đưa tới, kỳ quái một màn phát sinh, làm dạ tinh thần tiếp nhận quyển gia cừu về sau, phía trên khắc họa đồ án đột nhiên lấp lóe lộng lẫy, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà đá chiếu sáng, ông, 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 dưới chân bàn đá trống rỗng xuất hiện từng cái từng cái văn tuyến, cấp tốc lan tràn toàn bộ nhà đá dường như tồn tại vĩnh cửu một loại nào đó cổ lão trận pháp, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ở trong gầm trời, đều là vương thần. To hợp âm thanh bất ngờ vang lên, nguyên bản lộ ra trống rỗng nhà đá bị các loại văn tuyến bao phủ, dần dần cấu tạo thành tráng lệ đại điện. Dạ tinh thần cho mày, ánh mắt cắt cao khóa chặt phía trước cái kia hùng vĩ ngai vàng, bởi vì phía trên ngồi đấy một tên nam tử, đầu đội vương miệng, người mặc kim giáp, quả thực là khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, phía dưới, trăm người cùng quỳ, quanh quẩn trong thạch thất tiếng gọi ầm ĩ, cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra bùi tiên sinh giải lăng giao hoảng sợ nói là ngươi không tệ tên kiêu uy vũ nam tử vô luận dáng người vũ quan thậm chí khí chất đều cùng dạ tinh thần giống như đúc ngay vàng bên cạnh còn ngồi đấy một cái ung dung hoa quý nữ nhân theo tướng mạo đến xem giải lăng giao biểu lộ dần dần ngốc trệ khó có thể tin nói ta ps thái nải nải qua đời hưởng thọ 96 tuổi trong khoảng thời gian này một mực bởi vì lão nhân gia sự tình bận rộn theo tiếng vào tháng chạp nằm viện thì hai lần về sau thầy thuốc đề nghị về nhà dù sao gần trăm tuổi người đã đèn cạn dầu vừa vặn tết xuân trong lúc đó con gái con cháu đều trở về mọi người thay phiên hầu hạ lão nhân gia cũng không có gì tiếc nuối cũng coi như công đức viên mãn làm giả dạ tinh thần đem quyển gia cừu nhận lấy về sau dường như phát động cấm chế nào đó để nguyên bản nhà đá hoàn cảnh trong nháy mắt hóa thành đại điện văn tuyến lộng lẫy càng là phát họa ra tương tự hình chiếu cảnh tượng ngồi tại vương tọa phía trên nam tử ngồi ở bên cạnh nữ tử vô luận từ phía trên góc độ đến xem cực giống dạ tinh thần cùng giải lăng dao vô cùng thần kỳ vô cùng quỷ dị chuyện gì xảy ra đặt mình vào hình chiếu bên trong giả dạ tinh thần biểu hiện trên mặt cũng dần dần ngốc trệ ta à, vì sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ cùng vừa mới tình huống một dạng lại tỉnh mộng đi qua không có khả năng giả dạ tinh thần lập tức thì ở trong lòng phủ quyết bởi vì thân thể này là từ ma tổ đắp nặng tuyệt không có khả năng phát sinh ở đi qua đến mức kiếp trước bộ dáng không nói trước có nhớ hay không rõ ràng tối thiểu không có xuất hiện qua loại này mọi người quỳ bái hình ảnh không là đi qua chẳng lẽ tương lai nghĩ đến đây giả tinh thần ánh mắt nổi lên tức giận hắn có thể tiếp nhận về sau có người triều bái vô pháp tiếp nhận vừa gặp không bao lâu giải lăng dao ngồi tại bên cạnh mình theo mặt lấy cùng khoảng cách đến xem tựa như là tham kiến dạ vương tham kiến dạ phi triều bái võ giả lần nữa hô to xác minh giả tinh thần suy đoán a à, giải lăng dao kinh hải đến che miệng bùi tiên sinh là dạ vương chính mình là dạ phi điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa đã thành hôn vốn là đến tìm kiếm bảo tàng kết quả nhìn thấy một màn như thế dù là trải qua mưa to gió lớn, cũng chưa chắc có thế thích ứng xuống tới. Hưu ngay tại lúc này, hình chiếu đột nhiên phát sinh to lớn cải biến, quỳ xuống đất mọi người dần dần biến mất, đại điện bị hậu hoa viên tràn cảnh thay thế, vương tọa cũng biến thành có một phong cách riêng đình đá, dạ vương ngồi tại trên ghế dài, dạ phi nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn, hai người tựa như tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu, tổ lương này, đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh thần, sơ qua, dạ phi ngượng ngùng nói nhỏ, ta, mang thai, nam hài nữ hài, dạ vương bật thốt lên dạ phi dùng nắm tay nhỏ tại trước ngực hắn nhẹ nhàng nện một chút sẵn giọng vừa mang thai hai tháng còn phân biệt không ra nam nữ tới cũng thế cũng là dạ vương phản xạ cung tự hồ có chút quá dài lúc này mới kích động đem đối phương ôm nói ta muốn làm cha tựa như người xem dạ tinh thần nhìn đến đây sắc mặt tái xanh ta vậy mà cùng nữ nhân này thành hôn vậy mà đều có hài tử chẳng lẽ đây chính là tương lai sẽ phát sinh sự tình hưu ngay tại lúc này hình chiếu lần nữa phát sinh biến hóa lần này tràn cảnh vẫn như cũ là tại đại điện nhưng chỉ có dạ vương cùng một cái quay lưng ống kính bóng người không có như hình với bóng dạ phi tự hồ không đành lòng tiếp tục hướng bộ phận ở vào độc thân trạng thái người vung thức ăn cho chó dạ sư đệ chúc mừng đưa lưng về phía ống kính tên nam tử kia chắp tay nói ra dạ tinh thần nghe vậy biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc sau đó vội vàng đi về phía trước mấy bước dần dần thấy rõ đối phương dung mạo bật thốt lên tiêu tội kỹ không tệ chỉ từ dung mạo đến xem người này cùng vạn cổ tông đệ tử đệ nhất khiên thịt vô cùng giống, hơi có khác biệt là, khí chất càng thành thục hơn, lõa lồ bên ngoài bắp thịt cũng giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng, tông chủ hắn, dạ vương dừng lại một chút, khó nhọc nói, tha thứ ta sao, tiêu tội kỹ nói, sư đệ rời đi đối tông chủ đã kích rất lớn, trọn vẹn mấy trăm năm mới hồi thần, hôm nay mệnh ta tới, cũng là chúc phúc ngươi cùng đệ muội bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn, vì một nữ nhân rời đi tông môn, tông chủ còn có thể tha thứ ta, sẽ chỉ làm ta càng ấy nấy. Dạ vương bi thống nói sư đệ không cần ấy nấy, tiêu tội kỹ an ủi, tông chủ thường nói, chúng sinh đều là có khác biệt đường, mỗi khi đi qua ngã tư đường, đều muốn từ chính mình lựa chọn, người khác khó có thể đi can dự, ai, dạ vương thở dài một hơi, trên mặt ấy nấy cùng tự trách càng đậm, dạ sư đệ, tiêu tội kỹ nói, thứ 12 giới vũ trụ thánh chiến tức sắp mở ra, có hứng thú hay không bồi sư huynh chiến một trận long trời lở đất, vũ trụ thánh chiến, dạ vương trong ánh mắt nổi lên nhớ lại, khóe miệng dơ lên mỉm cười, nói, khiến người ta hoài niệm biến cố sư đệ dự định tham chiến từng quá tốt tông chủ nếu như biết được nhất định sẽ rất vui mừng hai người nói chuyện với nhau dạ tinh thần toàn bộ nghe đến biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc những thứ này hình chiếu tạm thời xem như phát sinh ở tương lai từ vì một nữ nhân rời đi tông môn đây quả thực quá vô nghĩa cái kia giải lăng giao yếu ớt nói ngươi không phải họ bùi sao hắn ngươi xưng hô như thế nào là dạ sư đệ đâu liên quan gì đến ngươi dạ tinh thần tâm cảnh càng ngày càng loạn như thế cực giống tức hỗn hển hưu ngay tại lúc này hình chiếu cảnh tượng lần nữa chuyển đổi dạ vương đặt mình vào ở một tòa đóng chặt tẩm cung trước lo lắng vừa đi vừa về do dự bên trong thỉnh thoảng truyền đến sản phụ tiếng kêu thảm thiết oa 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 không bao lâu trẻ sơ sinh khóc tiếng gáy đánh vỡ đêm tối yên tĩnh sinh dạ vương kích động không thôi ta làm cha dạ vương làm cha nhưng là hài tử không thấy được bởi vì hình ảnh đình chỉ ông sơ qua về sau không gian phát sinh trung chuyển hình chiếu dần dần nứt toát mãi đến khôi phục như củ nhà đá bộ dáng không Giải lăng dao mờ mịt nói, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng nóng, toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng trong tấm hình cho ra tin tức thực sự quá nhiều, càng chính mình vậy mà cùng bùi tiên sinh. Kết hôn sinh con, nữ nhân nha, chung quy rất thẹn thùng, dạ tinh thần thì rơi vào trong trầm mặt, hắn biết, vừa mới hẳn là trận pháp hình chiếu, thậm chí khả năng phát sinh ở tương lai, nhưng không bài trừ nói bừa loạn tạo khả năng, cùng một nữ nhân thành hôn, vì nàng rời đi tông môn. Dạ tinh thần chặt nắm quyền đầu, trong lòng kiên định nói, không có khả năng, nhất định là nói bừa loạn tạo trọng sinh đến nay vạn cổ tông đối với hắn ảnh hưởng không cần nói cũng biết vô luận nay sau đó phát sinh cái gì cũng không biết rời đi giả dạ đế lập xuống fla đến mức có thể hay không bị đánh mặt còn phải xem về sau cho nên trước mắt càng trọng yếu là làm hình chiếu biến mất về sau trong thạch thất khu vực sàn nhà hiển hiện, hiện quỷ dị văn tuyến rất nhanh cấu tạo ra tiểu hình trận pháp kết giới đợi dần dần làm nhạc xuất hiện một tòa cầu thang đá phía trên bày đặt một cái hộp lớn bảo tàng dạ tinh thần ánh mắt lấp lóe lộng lẫy Vội vàng sải bước đi tới, cách gần xem xét, hộp vô cùng tinh xảo, phía trên phát họa lấy sinh động như thật bức họa, cũng viết có trong thiên hạ, đều là vương thổ, ở trong gầm trời, đều là vương thần chi chữ, mấy chữ này cùng Lăng Dao nữ đế lưu lại câu nói kia hơi có khác biệt, nhưng ý tứ phía trên là giống nhau, chẳng lẽ tồn tại cái gì liên hệ, 12 cái chữ nhiều lần xuất hiện, để giả đế càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng loạn, đây là bảo tàng sao? giải Lăng Dao đi tới, Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm hộp, Lăng, giả tinh thần âm thanh lạnh lùng nói trong hộp vô luận để đó cái gì, khẳng định đều là mình. Nói trắng ra, một đường bảo hộ nàng đến chỗ này, vì cũng là cá nhân tư dục. a à, giải lăng giao ngoan ngoãn lui lại, đôi mắt sáng phủ đầy ủy khuất. Nam nhân này chung quy cùng thế lực khắp nơi một dạng, chỉ coi trọng quyển gia cừu, chỉ coi trọng bảo tàng. Xoát, dạ tinh thần đưa tay, sức mạnh chân linh kích thích trên cái hộp khóa chụp, sau đó liền nghe ba một tiếng mở ra cũng cấp tốc hiện ra phong tồn rất lâu đặc thù khí tức tránh cho có độc lui lại nín thở trên thực tế cái kia cổ hiện ra đặc thù khí tức vô sắc vô vị không độc xác định không có nguy hiểm về sau dạ tinh thần đi về phía trước một bước nhìn về phía trong hộp bộ phát hiện trưng bày tinh xảo bình ngọc phía dưới ép có một trang giấy sau đó không còn hắn đây chính là bảo tàng dạ đế mày nhăn lại tới tại hắn nghĩ đến hộp tuy nhiên nhỏ có lẽ tồn tại huyền cơ để đó đếm mãi không hết võ đạo tư nguyên thậm chí có thể dùng tới làm nhiên liệu khu động chiến hạm xuyên thẳng qua vũ trụ tinh không xoát nhẹ nhàng vung tay lên tinh xảo bình ngọc cùng giấy cấp tốc bay ra toàn bộ quá trình dạ tinh thần bảo trì tuyệt đối cảnh giác nhưng là thẳng đến hai kiện đồ vật ngừng trước người bất kỳ nguy hiểm nào đều không phát sinh xấu hổ đem tờ giấy kia nằm ngang ở trước mặt phía trên viết có cứng cáp có lực chữ lớn nội dung vì thái thủy tạo hóa dịch sau khi phục dụng nhưng là cải tạo đang điền từ đó có thái thủy nguyên lực thái thủy tạo hóa dịch thái thủy nguyên lực Giả dạ tinh thần trên mặt hiển hiện mờ mịt đây là một loại vô cùng đặc thù thuộc tính nghe nói có thể khai sáng vị diện giải lăng giao nói dạ tinh thần chấn kinh, khai sáng vị diện, cỡ nào thật không thể tin, truyền thuyết. Giải lăng giao nói, cực kỳ lâu trước kia, một tên cường giả đến chỗ này, lấy thái thủy nguyên lực sáng tạo thiên diễn giới, bị người hậu thế tôn xưng là sáng thế giả. Dạ tinh thần mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm chấn kinh một nhóm, mạnh như chú ý thiên tinh mạnh như vậy người, phất tay diệt đi hạm đội, hắn tận mắt nhìn thấy qua, có thể sáng tạo vị diện thế giới cường giả, không? Đã thoát ly cường giả tầng thứ, có thể có thể xưng thần minh, giải lăng giao nói, không có nghĩ tới đây vậy mà có dấu thái thủy nguyên lực, nếu như truyền đến ngoại giới đi, tất nhiên sẽ gây nên kinh thiên chấn động. Ba, dạ tinh thần mở ra nắp bình, ánh mắt lấp lóe nóng rực, thái thủy nguyên lực, nghe thấy tên liền cảm thấy lấy rất thần kỳ, chính mình đã thu hoạch được loại cơ duyên này, khẳng định phải không kịp chờ đợi phục dụng, có thể chừa chút cho ta sao? Giải Lăng giao lấy một loại khẩn cầu tức giận nói, không được, dạ tinh thần lãnh đạm nói, nói xong, đem tinh xảo bình ngọc nâng lên, ngửa đầu gừng ực gừng ực uống không còn một mảnh, vị đạo phía trên so sánh ngọt ngọt, so tư chất cải tạo dịch mạnh quá nhiều, hô, vù vù, ngọt ngọt chất lỏng tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt bạo phát vô cùng đặc thù năng lượng, cấp tốc ngưng tụ tại vùng đan điền, dạ tinh thần linh hồn cùng thân thể dần dần thoát ly, viễn như u linh phiêu đảng tại bóng đêm vô tận trong vũ trụ, tinh hà, thiên thạch, vị diện theo trước mắt từng cái thổi qua, cảm giác kia tựa như nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thái thủy nguyên lực, khai thiên tích địa, đột nhiên có âm thanh tại bên tai vang lên, vù vù, linh hồn thần du vũ trụ dạ tinh thần rõ ràng cảm giác được trong đan điền hội tụ đặc thù thuộc tính chính tại điên cùng xoay tròn sau đó dần dần ngưng luyện thành một loại càng tinh thuần cao siêu hơn lực lượng thiên diễn giới bên ngoài quân thường tiếu ngồi tại vạn cổ hào cao mày nói còn không có bắt được tinh thần khí tức không có thượng quan hâm giao rất bất đắc dĩ dạ tinh thần khí tức cùng chiến hạm đột nhiên đoạn liền về sau nàng một mực tại nỗ lực tìm tòi nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới liền phản phất bốc hơi khỏi nhân gian tiêu tội kỹ nói dạ sư đệ sẽ không gặp phải nguy hiểm a à, thông báo liễu trưởng lão công tôn trưởng lão bách lý trưởng lão quân thường tiếu nói nhanh chóng tiến vào vị diện này tìm kiếm vâng tông chủ mệnh lệnh vừa hạ đặt ra ngoài thượng quan hâm giao cả kinh nói đột nhiên có dồi dào lực lượng hiển hiện rất ngắn thời gian bao phủ chỉnh cái vị diện nàng làm sao biết tinh không địa đồ hình chiếu màn sáng đã biểu hiện mới đầu rất bình thường đột nhiên dâng lên nhất điểm hồng ánh sáng sau đó cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán kỳ quái nhìn qua địa đồ xuất hiện tình huống về sau quân thường tiếu bay ra vạn cổ hào lấy nửa bước thiên cơ cảnh tu vi cưỡng ép dung nhập thiên diễn giới mãi đến thân ở cảnh cảm thụ cái kia cổ khí thế mênh mông mới khẳng định nói có người muốn đột phá bao phủ chỉnh cái vị diện dồi dào thuộc tính là tấn cấp hiện ra mà lại theo ẩn chứa ảo nghĩa đến xem hẳn là muốn theo ngồi phía trên tầm chân cảnh bước vào đỉnh phong hô quân thường tiếu linh niệm phóng thích bắt khí tức tuôn ra địa điểm rất nhanh khóa chặt cổ lão nguyên thủy sơn mạch kinh ngạc nói từ dưới đất chảy ra trong thạch thất dạ tinh thần xếp bằng ngồi dưới đất quanh thân phóng xuất ra dồi dào thuộc tính cũng dọc theo bàn đá cùng bùn đất tung bay hướng ngoại giới trôi hướng toàn bộ thiên diễn giới bởi vậy có thể thấy được cái gọi là tấn cấp hiện ra xuất từ hắn vẻn vẹn uống xong một bình chất lỏng thì lập tức muốn đột phá đỉnh phong tầm chân cảnh thật nghĩ thực tên tố cáo con hàng này bật hắt vù 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 càng tinh khiết hơn thuộc tính không ngừng phóng thích vốn là tại bảo nguyên thủ nhất giả dạ tinh thần đột nhiên trong cảm giác thể khô nóng không gì sánh được lõa lộ bên ngoài da thịt cũng dần dần đỏ bừng nóng nóng quá hưu hưu cùng lúc đó một cổ tà niệm theo đang điền tuôn ra trong nháy mắt chiếm cứ nguyên bản thanh tĩnh thức hải khiến cho hắn mở to mắt ánh mắt dần dần nổi lên tương tự giả thú phát cùng lộng lẫy bùi tiên sinh ngươi ngươi làm sao giải lăng dao vội vàng lui lại bởi vì đối phương mở to mắt về sau một mực tại nhìn chính mình nhìn khiến người ta hốt hoảng xoát giả tinh thần đứng lên toàn thân hắn đỏ thẫm ánh mắt cũng đỏ thẫm chiếm cứ trong thức hải tà niệm đã hội tụ toàn thân cả người đã sớm mất lý trí giải lăng giao đang nghe truyện trên kênh tv audio cv càng ngày càng hoảng hốt vội vàng xoay người hướng thông đạo chạy trốn nhưng là vừa mới tất bước năng lượng cường đại gào thét mà đến không cho nàng dãy dụ cơ hội cưỡng ép kéo đến tựa như hóa thân giả thú giả tinh thần trước mặt bùi tiên sinh ngươi 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 chớ làm loạn phúc nhà đá trên tường bắn ra cái bóng có thể thấy rõ tương tự y phục toái phiến tản mát trên đất ngoại giới quân thường tiếu đã đặt mình vào tại năng lượng hiện lên nguyên thủy sơn mạch cái kia mảnh phủ đầy dây leo nhánh cùng rêu xanh phế tích bên trong nâng cầm lên nói tinh thần cũng là ở chỗ này biến mất hệ thống nói nơi đây có chút cổ quái chẳng lẽ tồn tại bảo tàng thông qua tấn cấp khí thế quân thường tiếu thuận lợi tìm tới giả dạ tinh thần tới qua phế tích đổ nát cũng suy đoán nơi này khả năng tồn tại bảo tàng nhưng là như thế nào mới có thể tìm tới đâu quân thường tiếu bắt đầu ở phế tích đi dạo rất nhanh phát hiện có khắc văn tự tường đá sau đó nâng lên cái cầm nói cùng di thư phía trên viết một dạng hắn nhìn qua lăng giao nữ đế lưu lại di thư đối cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ trí nhớ sâu sắc nét chữ khác biệt không tệ quân thường tiếu cũng phát hiện nội dung mặc dù một dạng nhưng nét chữ cứng cáp có lực có thể thấy được viết người hẳn là một cái nam tính 16 chữ tại sao lại xuất hiện ở đây đâu chẳng lẽ cùng lăng dao nữ đế có liên hệ gì cạch kèn kẹt ngay tại lúc này vách đá bắt đầu dần dần hiển hiện vết rách chật quanh nổ tung nổ ra một cái thông hướng lòng đất cửa vào quân thường tiếu ánh mắt nhất thời sáng lên không chút do dự nhảy vào đi bảo tàng ta đến ám thông đạo mơ hồ nghe đến tiếng nước cái này quen thuộc một màn từng phát sinh ở dạ tinh thần thị giác bên trong bây giờ quân thường tiếu xuôi theo cửa vào tiến đến tương đương lại kinh lịch một lần khác biệt là giải lăng giao có quyển gia cừu vì chỉ đường cẩu thẳng cái gì cũng không có không làm khó được quân thường tiếu dù sao tại tầm bảo phương diện có kinh nghiệm lúc này đưa tay phóng thích hỏa hồn chi lực trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy dấu chân hắn rất nhanh phát hiện dạ tinh thần cùng giải lăng giao lưu tại bùng dấu chân sau đó cao mày nói chẳng lẽ đã có người sớm tiến đến hệ thống nói nơi này có giả tinh thần khí tức hắn cần phải vừa tới không bao lâu thật sao quân thường tiếu buông lỏng một hơi đệ tử đã tiến đến cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài bởi vì có dấu chân tồn tại cẩu thẳng dọc theo theo vào rất nhanh dừng ở tòa thứ nhất trong thạch thất rầu rĩ nói đi con đường kia đâu phía trước có mấy cái cửa đá phía trên phân biệt có khắc cửa trước trung môn cửa sau cửa lớn cửa nhỏ các loại giả tinh thần cùng giải lăng giao đến chỗ này căn cứ quyển gia cừu chỉ dẫn tuyển là trung môn đi cửa sau không có đạo cụ chỉ dẫn quân thường tiếu căn cứ từ ta yêu thích làm ra lựa chọn cửa sau bên trong là thật dài thông đạo một đường đi tới không có nguy hiểm không chỉ có để cẩu thẳng âm thầm mừng thầm chính mình đi thích hợp thông đạo phần cuối liên tiếp một cái nhà đá tồn tại rất nhiều sinh động như thật pho tượng theo hình thái đến xem càng giống là một loại nào đó cường đại yêu thú ô ô gió lạnh thổi đến âm u cùng cực đổi lại người khác đưa thân vào khả năng này hội rùng mình nhưng trải qua mưa to gió lớn quân thường tiếu không những một mặt bình tĩnh thậm chí vẫn còn đang suy tư muốn hay không đem pho tượng mang đi, giao cho phong cách giả tử đến rèn đúc, không thể tay không mà về, cậu thẳng rất nhanh có lựa chọn, lúc này đi đến một tòa pho tượng trước, đang muốn đem thu nhập không gian giới chỉ, nhất thời chỉ thấy mặt ngoài hòn đá làm nhạc, biến thành sống sờ sờ yêu thú, trống. Mang theo mùi hôi thối nổ hống ở thạch thất vang lên, dựng đứng bốn phía gần trăm tòa pho tượng dường như được đến kích phát, ào ào thoát ly hóa đá trạng thái, khôi phục sinh cơ cùng ý thức, nhe răng nhếch miệng gầm hét lên, quân thường tiếu khóe miệng hơi quất, trống, trống đúng vào lúc này thức tỉnh yêu thú trùng sát mà đến cường thế lệ khí trong nháy mắt hội tụ toàn bộ nhà đá ai quân thường tiếu đứng ở tại chỗ lắc đầu nói đi nhầm cửa nói xong nâng tay lên thanh long yển nguyệt đao tế ra trực tiếp thẳng thắng thoải mái giết đi qua oanh 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 năng lượng bạo phát ánh sáng bắn ra bốn phía sơ qua quân thường tiếu giống như quan nhị gia chiếm hữu hoành đao ngạo nghễ đứng thẳng dưới chân yêu thú thi thể tàn chi liệt kê sáng chói tinh hạch tản mát đầy đất máu tươi hội tụ thành bờ sông, đối người khác mà nói, chọn sai môn mang ý nghĩa tử vong, đối yêu thú tới nói, cái này nam nhân lựa chọn sai môn thì mang ý nghĩa chính mình tử vong. Thu đầy đất tinh hạch về sau, quân thường tiếu tiếp tục tiến lên, rất nhanh ở thạch thất bên trong tìm tới một cái cửa vào, sau đó lại gặp đến đủ loại tiên cảnh, đều là dễ như trở bàn tay tiêu trừ, có thể nói một đường thông suốt, bước vào nửa bước thiên cơ cảnh hắn, tại thiên diễn giới loại này đẳng cấp không tính quá cao vi diện, tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại, đương nhiên đạt tới thượng vị tầm chân cảnh giả tinh thần ở chỗ này cũng không yếu, chỉ bất quá, hắn hiện tại tình cảnh rất không ổn, bởi vì phục dụng thái thủy nguyên lực dịch về sau, thân thể nóng rực không gì sánh được, người cũng bị một loại nào đó tài niệm khống chế, đã triệt để đánh mất lý tính, nửa canh giờ về sau, hô, vù vù, dạ tinh thần đứng ở tại chỗ ôm đầu, thở dốc gấp rút, khô nóng chi lực bắt đầu biến mất, đỏ bừng con ngươi dần dần khôi phục, thức hải tà niệm cũng bắt đầu rút đi làm khống chế tâm thần tà niệm tán đi ý thức cũng triệt để khôi phục thanh tĩnh chuyện gì xảy ra dạ tinh thần cố gắng nghĩ lại lúc trước chỉ nhớ đến chính mình phục dụng thái thủy nguyên lực dịch chờ chút đang điền nhiều một loại năng lượng dạ tinh thần vội vàng nghiêm túc nhìn trọng nội thể phát hiện đó là một loại có chút đục ngầu năng lượng tựa như một đoàn bùng loãng linh niệm phóng thích ra nỗ lực tới câu thông kết quả đối với mình hờ hững cái này dạ tinh thần suy đoán nói cũng là thái thủy nguyên lực chờ một chút y phục của ta đâu dạ đế rốt cục nhận thức muộn phát hiện chính mình giờ phút này không mảnh vải che thân biểu hiện trên mặt nhất thời thì cứng nhắc đột phá đến đỉnh phong tầm chân cảnh hắn có thể lý giải nắm giữ đặc thù thuộc tính hắn có thể lý giải vì cái gì y phục không có chẳng lẽ đột phá lúc bốc hơi rơi không đúng trước kia đột phá không có loại tình huống này ngay tại dạ đế buồn bực lúc ánh mắt vô ý quét đến bên cạnh tóc xanh lộn xộn nữ nhân trên người trong nháy mắt như bị sét đánh đứng ở tại chỗ rộng rãi đồng phục tròn tại giải lăng dao trên thân người nằm trên mặt đất đã là lệ rơi đầy mặt tình huống tổng thể cũng là như vậy có một số việc không tiện làm nhiều miêu tả mọi người tưởng tượng là được đừng hỏi nhiều á, dạ tinh thần ngồi xổm ở bên cạnh, biểu hiện trên mặt biến hóa thất thường. giờ này khắc này, nếu như cậu thẳng tại chỗ, đưa cho hắn một điếu xì si gà, khẳng định không chút do dự tiếp nhận, đến làm dịu chính mình nội tâm không bình tĩnh. vì cái gì? giải dạ lăng giao nước mắt như mưa khóc trồng nói, vì cái gì? dạ tinh thần trầm mặt, ta mẹ nó cũng muốn hỏi, đây là vì cái gì? tìm tới bảo tàng, cảnh giới đột phá, thu hoạch được thái thủy nguyên lực, vốn là một kiện vui vẻ sự tình. Nhưng tình huống bây giờ để hắn tuyệt không vui vẻ, thậm chí nổi sát tâm, ta giả tinh thần tuyệt không phải đồ háo sắc, bây giờ làm ra loại chuyện này, chỉ có giết người diệt khẩu, mới có thể bảo vệ cả đời anh danh, Ken, tam xích trường kiếm ra khỏi vỏ, khi thanh này kiếm thân cận giải lăng dao cổ 0.03cm lúc, hắn chung quy vẫn là không có đi xuống tay, giết nàng, bảo vệ tôn nghiêm, tự mình làm chuyện sai, còn phải lại đi tai họa một đầu sinh mệnh sao, bên trái ác ma xuất hiện, bên phải thiên sứ xuất hiện bọn họ du thuyết để giả dạ tinh thần khuôn mặt dần dần dữ tợn ầm ầm ngay tại lúc này bên trái nhà đá bức tường đột nhiên nổ tung một người theo cùng cuộn bụi đất đi tới giả dạ tinh thần nhất thời trừng to mắt khó có thể tin nói tông chủ không sai đánh vỡ tường đá đi tới chính là quân thường tiếu con hàng này chọn cửa sai đi sai đường vốn nên bị nhốt bên trong nhưng trực tiếp lựa chọn gặp đường đi đường gặp tường phá tường đần độn u mê đi vào điếm cuối quả nhiên quân thường tiếu vỗ tới trên vai bụi đất cười nói ngươi thật tới lúc nói chuyện nhìn thấy dạ tinh thần lõa lồ nửa người trên nhìn thấy một nữ tử tóc tai rối bời che lấy quần áo trên thân nằm dưới đất nụ cười nhất thời ngưng kết cẩu thẳng tuy là vạn cổ tông số một sắc thép thẳng nam nhưng có một số việc tự nhiên hiểu biết cho nên lập tức suy đoán ra nhà đá khóa kín hai người quần áo không chỉnh tề khẳng định là một vài hoạt động sinh lý nào đó tinh thần quân thường tiếu nói không nghĩ tới ngươi là người như vậy tông chủ ta còn không nhanh đưa kiếm để xuống dạ tinh thần thu kiếm vào vỏ biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc Quân thường tiếu xuất hiện, nhìn thấy loại tình huống này, giả dạ đế hôm nay xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trong thạch thất, giả dạ tinh thần ngồi xổm ở cái bàn trước, phiền não trong lòng đã khó có thể hình dung. Tới, quân thường tiếu đưa qua một điếu xi si gà. Giả dạ tinh thần sụp đổ nói, tông chủ, ta không biết. Hắn trí nhớ chỉ tồn tại phục dụng Thái Thủy Nguyên Lực Dịch, đằng sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Đây không phải trọng điểm. Quân thường tiếu nói, trọng điểm là ngươi làm. Giả dạ tinh thần nhất thời trầm mặc, cô nương xin yên tâm quân thường tiếu nhìn về phía lấy nước mắt rửa mặt giải lăng dao nói quan có đầu nợ có chủ hắn sẽ đối với ngươi phụ trách tông chủ cái gì đều không cần nói quân thường ngắt lời nói hồi đến vạn cổ hào bổ cái hôn lễ đệ tử đã làm ra như thế cầm thú sự tình lại không chịu trách nhiệm quả thực cũng là không bằng cầm thú chật chật hệ thống nói người ta hoa hồng nhập tông lâu như vậy thủy chung tận tâm tận lực quản lý tông môn cũng không gặp ký chủ giống cái nam nhân một dạng phụ trách a lan quân thường tiếu chửi một câu nghe đến tông chủ nói hồi vạn cổ hào bổ hôn lễ dạ tinh thần kém chút nhịn không được phun máu bởi vì lăng giao nữ đế duyên cớ để hắn đối với nữ nhân vô cùng mâu thuẫn làm sao lại bởi vì việc này mà đi thành hôn huống chi đối phương còn tồn tại hiềm nghi chờ chút cái này cái gọi là thái thủy nguyên lực dịch tuy nhiên giúp mình tăng cao tu vi nhưng có phải hay không là lăng giao nữ đế cố ý đặt bẫy từ đó mới có tình huống bây giờ nhất định là như vậy vì tận khả năng trốn tránh trách nhiệm dạ tinh thần não động to lớn đã siêu việc quân thường tiếu hai chữ hình dung kẻ đồi bại nào đó nổi danh chó hắc nói dạ tinh thần lâu dài cùng tông chủ lăn lộn thượng bất chánh hạ tắc loạn cho nên cẩu thẳng cũng là kẻ đồi bại thì quyết định như vậy quân thường tiếu nói theo bổn tọa trở về đi tông chủ nàng không phải vạn cổ tông đệ tử dạ tinh thần vỡ không cho phép mang nữ nhân này trở về dù sao truyền đến đồng môn trong tai chính mình nhiều năm người thiết lập khẳng định trong nháy mắt đổ sụp có đạo lý quân thường tiếu lấy ra nhập môn bề ngoài nói trước tiên cần phải trở thành đệ tử dạ tinh thần thể nội máu tươi điên cuồng hướng cổ họng đỉnh, giải lăng giao thủy chung không có tỏ bất kỳ thái độ gì thủy chung tại bi thương thúc thích bởi vì vì lúc trước kinh lịch sự tình đối nàng mà nói thực sự quá tàn phá thân thể cùng tâm linh quân thường tiếu thấy thế nói trở về lại làm cũng được nói xong nhìn về phía dạ tinh thần nói thất thần làm gì đâu còn không nhanh đưa người ôm công chủ chi lệnh không thể không nghe dạ đế sụ mặt đi vào giải lăng giao trước mặt vô cùng không tình nguyện đem ôm lấy chỉ từ biểu lộ đến xem không biết rõ tình hình võ giả tại chỗ, có thể sẽ cho rằng, vừa mới sự tình là hắn ăn thiệt thòi, chờ lấy, quân thường tiếu nói, bổn tọa lại đi loanh quanh, dạ tinh thần ôm lấy giải lăng dao đứng ở tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là, cảm giác được đối phương đang run rẩy thúc thích, nước mắt càng là nhuộm dần chính mình y phục, trong lòng không khỏi dâng lên một chút đau lòng tới, đương nhiên, loại này ấy nấy rất nhanh biến mất, tại dạ đế tâm lý, nàng nhất định cùng lăng dao nữ đế không thoát khỏi quan hệ, chính mình thu hoạch đến cơ duyên, cùng làm ra không lý trí sự tình, cũng đều là tận lực an bài tốt, đi thôi, không bao lâu, quân thường tiếu đi tới, hắn tại phụ cận đi dạo một vòng, xác định không có vật gì tốt, chỉ có thể đem cầu thang đá cùng đựng nạp thái thủy nguyên lực dịch hộp thu nhập không gian giới chỉ, ba người rời đi về sau, trong thạch thất rỗng tuyết, chỉ để lại vết máu loang lỗ, sơ qua, tồn tại bốn phía tương tự chiếu sáng quỷ dị văn tuyến dần dần ảm đạm, hoàn cảnh lần nữa rơi vào bóng đêm vô tận, phế tích đổ nát động hố chỗ, quân thường tiếu đầu tiên bay ra, dạ tinh thần ôm lấy giải lăng dao theo sát phía sau sắc mặt thủy chung rất khó coi vốn là tìm kiếm bảo tàng kết quả cùng nàng phát sinh quan hệ thực sự vô pháp tiếp nhận đi thôi quân thường tiếu nói đi đột nhiên to thanh âm truyền đến hưu 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 trong khoảnh khắc mười mấy tên võ giả bay lượn mà đến bọn họ người mặc thống nhất phục sức thấu phát khí tức vô cùng hùng hậu có thể thấy được tu vi bất phàm cầm đầu là một tên tuổi chừng bốn năm mươi trung niên nhân ánh mắt lãnh đạm nói giết ta nhẫn võ đường người há có thể nói đi là đi, hưu hư, vừa dứt lời, lại có mấy mười tên võ giả bay tới, từ khác nhau ăn mặc cũng có thể nhìn ra, cần phải đến từ nhiều cái thế lực, vừa mới tấn cấp hiện ra động tĩnh cực lớn, thiên diễn giới võ giả tự nhiên phát giác được, cho nên sớm thì chạy tới, huống chi, rất nhiều người đã sớm ngấp nghé giải lăng giao quyển gia cừu, đơn giản là ôm cây đợi thỏ, đương nhiên, những thứ này xuất hiện võ giả, thực lực rõ ràng mạnh hơn, bên trong không thiếu cao tầng thứ tầm chân cảnh, các ngươi đã theo phế tích đi ra, cũng đã tìm tới bảo tàng một tên ra vẻ đạo mạo lão giả lãnh đạm nói giao ra có thể sống sót không giao đâu quân thường tiếu nhiều hứng thú nói chết lão giả trả lời rất thẳng thắn a à, quân thường tiếu cười tông chủ giả dạ tinh thần đem giải lăng giao thả đến ánh mắt lấp lóe sát cơ nói đệ tử đến giải quyết bọn họ lúc trước khống chế tư duy tà niệm không nhưng thể nội lại dâng lên giận độc vô cùng cần thiết tìm người đến thỏa thích phát tiết tốc chiến tốc thắng vân, bành giả dạ tinh thần một chân phóng ra cả người tựa như như đạn pháo tiến lên tới gần quá trình bên trong tay phải nâng lên phương thiên hỏa kích trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện đều chết cho ta vù 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 sức mạnh chân linh cùng tức giận quán chú phương thiên hỏa kích lôi kéo lộng lẫy ánh sáng hiện lên hoành tảo thiên quân chi thế ép hướng dẫn võ đường cùng thế lực khắp nơi võ giả đột phá đỉnh phong tầm chân cảnh và dạ tinh thần chiến lực tăng lên vô cùng rõ rệt không tốt rút lui rút lui rút lui những võ đường dẫn đầu trung niên nhân cả kinh nói phốt phốt ánh sáng những nơi đi qua từng người từng người thiên diễn giới võ giả ào ào chặn ngang cắt đứt máu tươi cùng tàn chi tản mát đầy đất chết dạ tinh thần tiếp tục huy động phương thiên hỏa kích hóa thân tử thần điên cùng thu hoạch sinh linh mười mấy tên thực lực không tầm thường thiên diễn giới võ giả rất ngắn thời gian liền bị giết không còn một mảnh bọn họ trước khi chết chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chính mình không phải tại ôm cây đợi thỏ mà là tại ôm cây mất mạng dạ tinh thần đứng ở đống xác chết trước trên mặt tức giận vẫn chưa biến mất con hàng này nộ khí rất lớn nha quân thường tiếu có chút ngạc nhiên đinh chúc mừng ký chủ chế bá thiên diễn giới đinh phù hợp nhiệm vụ chính tuyến phạm trù, hoàn thành tiến độ 2%, ta đi, cẩu thẳng cả kinh nói, cái này cũng được, chính mình vừa tới vị diện này còn không có một canh giờ, làm sao đần độn u mê chế thì bá thiên diễn giới, hệ thống suy đoán nói, bị giả tinh thần giết chết võ giả hẳn là thiên diễn giới đứng đầu cường giả, cho nên mới phù hợp nhiệm vụ điều kiện đi, không tệ, lần này xuất hiện võ giả, tại thiên diễn giới đều là đỉnh phong cấp bậc, càng trung niên nhân, không chỉ có là những võ đường đường chủ, chỉnh thể thực lực cũng phi thường cường hoành đến mức những cái kia ra vẻ đạo mạo lão giả đều là các đại đỉnh tiêm tông môn cao tầng thực lực mạnh trên giang hồ cũng có thể đứng hàng số rất đáng tiếc đều bị phẫn nộ dạ tinh thần mạt sát liền tên chữ đều không có ai quân thường tiếu bất đắc dĩ nói chế bá một cái vị diện thật sự chỉ cấp một phần trăm a cái này muốn đánh đến một trăm phần trăm còn không phải ngày tháng năm nào hệ thống liền nói vô luận lúc trước xích ngục giới vẫn là hiện tại thiên diễn giới chỉnh thể thực lực đều kém xa thượng giới có lẽ phía dưới cái vị diện rất mạnh mẽ ký chủ như chế bá, trực tiếp cho 10% hoặc càng cao đây, móa, quân thường tiếu cả giận nói, đừng phát công, vạn cổ hào, làm quân thường tiếu mang theo dạ tinh thần trở về, nhất thời thì vỡ tổ, các ngươi nghe nói không, dạ sư đệ lần này phụng mệnh đi một chuyến thiên diễn giới, võ đạo tư nguyên không mang về đến, ngược lại mang về một nữ nhân, Cô tiểu mạc dẫm tại căng tinh trên ghế đẩu, ngay tại sinh động như thật nói ra, quả nhiên, chỉ cần có chuyện gì cho hắn biết, bảo đảm lập tức ngay tại tông môn truyền ra, tô miệng rộng, thực chí danh quy nữ nhân kia là ai a? À? có đệ tử nói, ngươi hỏi rất đúng trọng tâm. cô tiểu Mạc vỗ đùi, hạ giọng nói, theo ta được biết, nữ nhân này cùng giả dạ sư đệ quan hệ không ít, tông chủ và các trưởng lão chính đang thương nghị lúc nào vì hai người cử hành hôn lễ, không phải đâu? giả dạ sư huynh muốn thành hôn, mọi người trừng to mắt, trừ bỏ đại sư tỷ, giả dạ tinh thần không thể nghi ngờ là đệ tử hạch tâm bên trong cao ngạo nhất, thậm chí ngày thường đều không cùng nữ đồng môn tiếp xúc qua, bây giờ thình lình nhi muốn thành hôn, thực sự không thể tưởng tượng. Cô Tiểu Mạc ngược lại không có nói láo, bởi vì giờ khắc này tại chủ trong khoang thuyền, quân thường tiếu đang cùng tông môn cao tầng thương nghị việc này, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ngụy lão đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, cưỡng ép đè xuống sắp phun ra nước trà, tại cảm tình phương diện, có hai người để hắn vô cùng đau đầu, bên trong một trong cũng là giả tinh thần, nhưng vạn vạn không nghĩ đến đi một chuyến thiên diễn giới, vậy mà làm loại chuyện này, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, à, đến mức để một cái người khác mà hắn đau đầu. Không đề cập tới cũng được, tông chủ, Liễu Ti Nam nói, với tư cách nam nhân thì nên có trách nhiệm, ta tán thành hai người cử hành hôn lễ, ta cũng tán thành. Công Tôn Hầu nói, người khác ào ào phụ họa, biểu thị không ý kiến, được. Quân Thường Tiếu nói, chọn ngày tháng tốt, để bọn hắn thành hôn, ta phản đối, dạ tinh thần từ bên ngoài sông tới, mặt phía trên gân xanh lồi ra, quả thật, chính mình phục dụng thái thủy nguyên lực dịch, làm ra sai lầm sự tình, nhưng không đến mức nhất định phải cưới nàng đi, phản đối vô hiệu, Quân Thường Tiếu nói, hôn lễ tại ba ngày sau cử hành dạ tinh thần tức giận đến tông cửa xông ra sau đó đem chính mình khóa trái trong phòng càng nghĩ càng bực bội càng nghĩ càng càng ngày càng bạo trên tàu nơi nữ đệ tử ở tại buồn nhỏ dư mộng ánh bưng thơm nào ngạt đồ ăn đi tới nhìn thấy trên bàn lúc trước đặt tới đồ ăn không có bị động đến nói giải cô nương việc quan trọng đến bao nhiêu cũng nên ăn cơm nha giải lăng dao dựa vào tại cạnh giường hai tay khoác lên chỗ đầu gối trên mặt còn có hai đạo nước mắt ánh mắt trống rỗng ngốc trệ dường như mất đi linh hồn nữ nhân này lần đầu gặp phải dạ tinh thần mặc dù bị kiếm gác ở cổ, vẫn như cũ có thế bảo trì bình tĩnh, duy chỉ có tại phòng bằng đá phát sinh sự tình vô pháp tiếp nhận, trong sạch không có, nàng ngẩng đầu, nước mắt ngăn không được chảy ra, nước nở nói, ta trong sạch không có, diêu mộng oánh trầm mặt, nàng đương nhiên biết thanh bạch chi thân, đối một nữ nhân trọng yếu bao nhiêu, dạ sư huynh là một cái có đảm đương nam nhân, hắn nhất định sẽ đối ngươi phụ trách nhiệm. Diêu mộng oánh an ủi, kép, đột nhiên, cửa phòng mở ra, dạ tinh thần mặt đen lên đi tới, dạ sư huynh, ra ngoài, a à. Dư mộng ánh bưng lạnh lẽo đồ ăn rời đi Ken, bên này người vừa đi Dạ tinh thần quốc tra tam xích trường kiếm gác Ở giải lăng dao trên cổ Ánh mắt nhất thời nổi lên sát ý Đem nàng giết, Vạn sự thuận lợi Giải lăng dao hai con ngươi nổi lên hận ý Nói, ngươi khi dễ ta, còn muốn giết ta Đừng giả bộ, dạ tinh thần lãnh đạm nói Ngươi chính là lăng dao nữ đế Cái gọi là bảo tàng cái gọi là thái thủy nguyên lực đều là ngươi sớm thiết kế tốt kiếm hạ xuống thêm một ít cắt ra da thịt máu tươi dần dần chảy ra đau không đối với giải lăng dao tới nói điểm ấy đau đớn cùng lúc trước kinh lịch không tính là cái gì ta là giải lăng dao không phải lăng dao nữ đế sắp chết đến nơi còn đang diễn kịch dạ tinh thần tin tưởng vững chắc nữ nhân này cũng là lăng dao nữ đế bởi vì như thế mới có thể có lý do đem nàng mặc sát ta sẽ thiết kế để ngươi đến khi phụ ta ta sẽ thiết kế để ngươi nhiều lần muốn giết ta giải lăng dao trong ánh mắt không có e ngại chỉ có dần dần dâng lên hận ý dạ tinh thần không phản bác được xác thực lăng dao nữ đế tinh thông tính kế nếu như tùy tiện bị chính mình vạch trần, thủ đoạn liền có chút vụng về, ngươi giết ta, không phải liền là muốn phủ định lúc trước làm sự tình a." À. Giải Lăng giao cắn răng nói, "Tốt, ta sẽ không dây dưa ngươi, sẽ không để cho ngươi phụ trách, chỉ hy vọng rời đi nơi này, nàng muốn đi, cầu còn không được. Đương nhiên, Dạ Tinh Thần không làm chủ, dù sao đây là tại vạn cổ hào phía trên, chính mình lại không cách nào xé rách vũ trụ tinh không đưa nàng hồi thiên diễn giới. Giải cô nương khẳng định muốn đi, tương tự đại điện buồn nhỏ trên tàu, quân thường tiếu ngồi ở vị trí đầu vị hỏi Từng, giải lăng dao gật đầu nói, phục dụng tôn bất không nghiên cứu chế tạo đang dược về sau, nàng khí sắc cùng trạng thái rõ ràng so với hôm qua tốt không ít. Cái này, quân thường tiếu hơi chút trầm mặt, nói, tốt a, à, bổn tọa đưa ngươi hồi thiên diễn giới, người ta đã không cho giả dạ tinh thần phụ trách, khẳng định không thể mạnh tới. Cùng ngày, quân thường tiếu mang giải lăng dao bay ra vạn cổ hào rơi vào thiên diễn giới, cáo biệt thời khắc tặng cho một mai không gian giới chỉ, nói, giải cô nương, bổn tọa đệ tử không có ý mạo phạm, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn, thực nguyên do chuyện. Cẩu Thạng đã cơ bản biết được, trưởng khống thái thủy nguyên lực, đột nhiên mất lý trí, không thể toàn quy tội dạ tinh thần, dù sao lúc đó tình thế bất đắc dĩ, giải lăng giao ánh mắt nổi lên hận ý, nói, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Ê, quân thường tiếu rất xấu hổ, quay người bay đi, hệ thống nói, tha thứ hay không đã không quan trọng, dù sao thiên diễn giới đối giả dạ tinh thần tới nói, chỉ là lâm thời nghỉ chân dịch trạm, lần này rời đi, hai người khẳng định lại khó gặp gỡ, thu neo, xuất phát, trở về vạn cổ hào về sau, quân thường tiếu ra lệnh một tiếng hưu hưu lơ lửng tại thiên diễn giới bên ngoài 11 tàu chiến hạm lần lượt khởi động mãi đến đuôi cánh phun ra ánh sáng rất nhanh dung nhập vô tận tinh không dạ tinh thần đứng tại buồng nhỏ trên tàu thông qua cửa sổ nhìn về phía càng ngày càng xa vị diện giờ phút này hắn tâm tình cực độ phức tạp càng nhớ lại tại phòng bằng đá bên trong nhìn thấy những cái kia hình chiếu hình ảnh cả người càng mê man vậy rốt cuộc là phát sinh ở quá khứ vẫn là phát sinh ở tương lai chính mình là có hay không lại bởi vì nữ nhân kia rời đi không gì sánh được tin cậy vạn cổ tông sau đó hành hôn sinh con, không có khả năng, dạ tinh thần nói, biên, nhất định là biên, thiên diễn giới, giải lăng giao một người ngồi ở trên ngọn núi, hận hận nói, dạ tinh thần, ta nhớ kỹ ngươi, bị mang về vạn cổ hào, nàng đã biết, cái gọi là bùi a ngưu chỉ là giả danh, tên thật gọi là dạ tinh thần, ta sẽ cố gắng tu luyện, giải lăng giao nói, sau đó tìm tới ngươi, báo nhục nhã mối thù, phế tích đổ nát, một tên người áo đen chậm chậm hiển hiện, đứng ở đổ sụp tường đá trước, tự nhủ, quá khứ tương lai, tồn tại chưa nhiều biến số quân tông chủ cùng đệ tử của hắn nếu như có thể cải biến tự nhiên cũng liền có năng lực cải biến thượng tầng vũ trụ bố cục quân thường tiếu nếu như tại chỗ chỉ từ thanh âm liền có thể lập tức phán đoán ra đối phương chính là bị chính mình bắt hồi vạn cổ hào lại ly kỳ biến mất người thần bí hắn đến cùng người thế nào thiên diễn giới sự tình kết thúc nhìn chung giả dạ tinh thần chuyến này không cho tông môn mang đến bất luận cái gì võ đạo tư nguyên cũng coi như có chút tiếc nuối thực không quan trọng bởi vì một cái tầng thứ không như trên giới vị diện tư nguyên phương diện khẳng định cũng khó có thể cùng đạo thạch tiên thạch sánh ngang huống hồ theo xích ngục giới thu hoạch được nhất đẳng hỏa thạch đủ nhiều nhiên liệu phương diện có thể duy trì rất dài đương nhiên cũng không phải không thu hoạch chí ít giả tinh thần bước vào đỉnh phong tầm chân cảnh tăng lên rất nhiều tông môn hạch tâm thực lực còn có chính là chế bá thiên diễn giới độ hoàn thành theo một phần trăm tăng lên hai phần trăm khoảng cách một trăm phần trăm dự đoán chỉ kém chín mươi tám phần trăm ai quân thường tiếu uống một ngụm trà sầu trên mặt tất cả đều là nếp may mò ra nhiệm vụ chính tuyến tuy nhiên không có thời gian hạn chế, nhưng chế bá một cái vị diện cho một phần trăm, cái này mẹ nó tối thiểu muốn dùng bá 98 cái mới được a à, không tệ, hệ thống nói, chí ít không có để ký chủ mang theo đệ tử đi trực tiếp chinh phục, hiệp trợ du phi nhã trọng chấn hoàng thất quy vọng, chế bá xích ngục giới, giải quyết đại biểu tính đứng đầu cường giả, chế bá thiên diễn giới, theo hai điểm này đến xem, hoàn thành điều kiện vẫn tương đối nhẹ nhõm, ai, quân thường tiếu lắc đầu nói, đường dài dằn dặc tu xa xôi, tông chủ. Lý Thanh Dương đi vào khoang điều khiển, nói, dạ sư đệ đem chính mình khóa trái trong phòng, đã có ba ngày không có đi ra, quân thường tiếu nói, hắn cần thời gian đến tỉnh táo, trong khoang thuyền, dạ tinh thần đứng ở cửa sổ trước, nhìn ra phía ngoài vô tận vũ trụ, ánh mắt thỉnh thoảng hiển hiện thống khổ, thỉnh thoảng hiển hiện mờ mịt, thỉnh thoảng hiển hiện xoắn xuýt. giải lăng dao không có quấn hắn, lẽ ra cần phải hết thảy mạnh khỏe, nhưng mấy ngày nay, tâm cảnh càng ngày càng loạn, thậm chí lúc ngủ chung quy tỉnh mộng tìm kiếm bảo tàng thời khắc đó, mơ tới phục dụng thái thủy nguyên lực dịch sau đó mơ tới thì không nên để nữ nhân kia còn sống dạ tinh thần đem tâm phiền ý loạn quy tội chính mình nhân từ nương tay nhưng là trên thực tế đang vấn đề phát sinh về sau tại tông chủ không có xuất hiện trước hắn vốn có thể tùy tiện mặc sát giải lăng dao hết lần này tới lần khác không xuống tay được trách ai khẳng định quái cẩu thẳng đầu tiên hắn là dạ tinh thần tông chủ lần lâu dài đem tông môn làm thành nhà đem chính mình làm thành gia trưởng bây giờ hài tử phạm sai lầm đại nhân nhất định phải gánh chịu xin nhớ kỹ đây không phải cổng nồi thực quân thường tiếu cũng cho bổ khuyết đưa giải lăng giao trở lại thiên diễn giới cho trong không gian giới chỉ thả có bách vạn đạo thạch một triệu tiên thạch cùng các loại đang dược một số những võ đạo này tư nguyên đối một cái công môn tới nói không tính là gì đối cái người mà nói tuyệt đối là to lớn tài phú giải lăng giao thiên phú nêu như không phải sai dựa vào những tư nguyên này phụ trợ cảnh giới tất nhiên đột nhiên tăng mạnh cơ duyên cho dù tốt điểm bước vào nửa bước thiên cơ cảnh không phải không khả năng dạ tinh thần phạm phải sai với tư cách tông chủ quân thường tiếu trả nợ cho hắn, việc này, làm không xinh đẹp. Việc này, ai có thể tìm ra lỗi, độc giả biến thái nào đó, ta có thế, tùng tùng, tiếng đập cửa truyền đến, tiêu tội kỹ đứng ở ngoài cửa nói, dạ sư đệ, có muốn cùng đi hay không sinh tử bí cảnh lịch luyện, hô, dạ tinh thần thở một hơi thật dài, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, tuy nhiên rất bực bội, nhưng cái kia tu luyện còn phải tu luyện, không thể bởi vì chuyện này xem nhẹ hết thảy, võ đạo, tại dạ đế tâm lý vẫn như cũ không có thể thay thế đến mức hình chiếu bên trong cùng nữ nhân kia thành hôn sinh con, toàn mẹ nó đều là vô nghĩa. Oanh, oanh, đặt mình vào sinh tử bí cảnh bên trong, dạ tinh thần cầm huyễn hóa ra đến yêu thú điên cuồng phát tiết, thậm chí càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng táo bạo, nửa canh giờ về sau, đầu đầy mồ hôi đứng ở tại chỗ. Tiêu tội kỹ đưa tới một cái khăn lông, nói, dạ sư đệ, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Dạ tinh thần tiếp nhận khăn mặt, dựng trên đầu, nói, ta sự tình, đồng môn đều biết, từng, tiêu tội kỹ nói, đều biết, răng rắc, Dạ tinh thần chặt nắm quyền đầu, cả giận nói, người nào truyền đi. Trong phòng ăn, còn chưa tới giờ cơm thời điểm, các đệ tử sớm chạy đến, vây quanh ở Tô Tiểu Mạc trước người, ào ào truy vấn có quan hệ dạ sư huynh sự tình. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Tô Tiểu Mạc nói, "Các ngươi từng cái hỏi, ta từng cái trả lời." "Sư huynh." Lý Thượng Thiên từ trong đám người chui vào, giơ lấy tay nói, "Nữ hài kia cùng dạ sư huynh có hay không phát sinh quan hệ a?" À? "Hỏi tốt." Tô Tiểu Mạc một chân dựng trên ghế, nói, "Theo ta được biết, dạ, quanh, quanh." bên này vừa mở miệng vây quanh ở bốn phía đệ tử ào ào bay lên mở khóa các loại tư thế đụng ở trên vách tường sau đó nhìn thấy dạ tinh thần toàn thân bị lửa giận bao phủ đi tới ừng ực lý thượng thiên nuốt một miếng nước bọt đưa tay nện tại trên mặt mình thân thể nhất thời hoa lệ bay ra ngoài sau đó ngã xuống đất giả bộ ngất đi tô tiểu mặt ổn trụ lại tâm cảnh nhếch miệng cười nói sư đệ ngươi làm sao đi ra xoát dạ tinh thần một cái tay đội lên hắn trên cổ áo cưỡng ép kéo tới chiến đấu trong phòng du lịch trong vũ trụ dài dằng dặc quân thường tiếu cố ý tại chiến hạm mở ra một cái luận bàn buồn nhỏ trên tàu không có việc gì lúc có thể cho các đệ tử so tay một chút hôm nay phát huy được tác dụng rầm 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 ầm 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 chiến đấu bên ngoài lý thượng thiên bọn người nghiêng tai nghe lén đột nhiên phát hiện bức tường lồi ra một cái đầu hình thái cả kinh ào ào lui nhanh sau đó nhìn thấy các loại hình người tư thế vách lồi lần lượt tại bức tường hiện ra hình ảnh có thể xưng hùng vĩ kép sơ qua khoang cửa mở ra dạ tinh thần mặt đen lên từ bên trong đi ra chờ hắn rời đi về sau đại gia hỏa vội vàng hướng trong phòng nhìn chỉ thấy tô sư huynh hiện lên vạn hình nằm chỗ trên đầu bọc lớn xếp thành liên tục hồ lô hình ánh mắt triệt để hiếp thành tuyến đây chính là miệng rộng hạ tràng đồng thời cũng cho đệ tử của hắn phía trên sinh động bài học cho nên có quan hệ giả đế cùng giải lăng giao sự tình cùng ngày liền không có người nghị luận 11 tàu chiến hạm bình ổn phi hành tại trong vũ trụ liên tiếp nửa tháng không có phát hiện mới vị diện ngồi tại buồng lái bên trong quân thường tiếu có chút buồn bực nói chẳng lẽ phiến khu vực này chỉ có chút ít mấy cái cái vị diện đột nhiên tinh không địa đồ truyền đến động tĩnh quân thường tiếu vội vàng nhìn lại liền thấy phía trên tương tự chiến tranh mê vụ khu vực tại chiến hạm phi hành phía dưới dần dần bị thăm dò một cái to bằng móng tay ánh sáng hiển hiện tông chủ thượng quan hâm giao nói phát hiện mới vị diện quân thường tiếu vui mừng nhướng mày nói rốt cục lại gặp đến một cái bất quá tại sắp tiếp cận đợi hắn cùng các đệ tử dần dần hé miệng bởi vì hiện ra trong tầm mắt vị diện phi thường lớn tối thiểu muốn so thượng giới đại hơn 10 lần hưu hưu 11 tàu chiến hạm còn tại ở vào giảm tốc độ đi từ từ trạng thái, mấy chục đạo lưu quan từ nội bộ bay ra ngoài, khí thế dồi dào ngang đứng ở trong vũ trụ, cầm đầu là một tên thân thể mặc đạo bào lão giả, hắn lạnh lùng quát, người đến người nào, họa tàu, quân thường tiếu chấn kinh, không dựa vào trí bảo đạo cụ, theo vị diện bay ra ngoài, chỉ có nửa bước thiên cơ cảnh mới có thể, nói cách khác, xuất hiện mấy chục người tu vi toàn không kém chính mình, hệ thống nói, chế bá vị diện này, có lẽ có thể cho 10%, quân thường tiếu con mắt lóe sáng lên, sau đó tiêu sái theo ghế giữa đứng dậy nói bổn tọa theo đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu kinh lăng tốt cáo từ hưu 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 mười một tàu chiến hạm quay gấp đầu thuyền cấp tốc biến mất tại vô tận tinh không bên trong ta tới ta lại đi tùy tiện bay ra mấy chục người thì có thực lực ngang với mình vì ngăn ngừa phát sinh xung đột quân thường tiếu dẫn đội quay đầu rời đi cũng tự mình giải thích nói đây không phải sợ đây là ổn trọng hệ thống nói ký chủ nếu như hiểu ổn trọng trên đời liền không có khinh cuồng quân thường tiếu mặc kệ nó bay khỏi vị diện rất xa về sau mệnh 11 tàu chiến hạm dừng lại rời đi không có nghĩa là đi chính như vạn cổ tông đệ tử rời đi tông môn không có nghĩa là phản bội hoặc thoát ly cũng có thể là tạm thời rời khỏi đơn vị cũng hoặc tạm thời bên dưới các ngươi ở chỗ này chờ quân thường tiếu phân phó nói bổn tọa một người đi qua nhìn một chút so sánh với giới lớn như vậy nhiều vị diện tùy tiện đi ra võ giả lại mạnh như vậy khẳng định nghĩ biện pháp trà trộn vào đi xem một chút đương nhiên cao cấp thế giới khẳng định thì có cao cấp vật tư ta cùng ngươi đi. Hoa Hồng nói, từ du lịch trong vũ trụ đến nay, đàn thủy chung tại chiến hạm, qua buồn tẻ vô vị, ngươi đi người nào quản lý nội vụ. Quân Thường Tiếu nói, Tông Chủ, viên công tử nói, ta đến quản lý, tính toán tỉ mỉ viện Tông Chủ, rốt cục xuất cảnh, đương nhiên, không phải cho quên, mà chính là phát triển đang dược sản nghiệp sau từ hắn bên ngoài phụ trách, cho nên rất ít hồi Tông Môn. Hoa Hồng chui vào Tông trước, viên công tử một mực quản lý nội vụ, hiệu quả không tệ, điển hình nhất ví dụ là, một lời không hợp thì bảo áo tử đường chủ đã sớm từ bỏ tật xấu toàn bộ linh thú đường chỉ cần có thể hóa nhân hình yêu thú toàn học được giặt quần áo may y phục đồng phục thành rất đắt thú đang giá càng cao như là ngưu lão dạng này phó đường chủ đồng phục tẩy phai màu đều không bỏ được đổi cái này cũng là tiết kiệm tốt a à, quân thường tiếu không lạnh không nhạt nói đi vào về sau đừng gây phiền toái hoa hồng im lặng nói ta là sợ phu quân gây phiền toái cái này phát hiện mới vị diện chỉ từ thể tích tới nói muốn so thượng giới lớn hơn nhiều tổng thể võ đạo thực lực khẳng định cao, lấy cẩu thẳng tính cách, nhất định hội gây chuyện thị phi, cho nên theo đi qua cũng là chỉ tại giám sát, không thể không nói, nữ nhân này càng ngày càng giải cẩu thẳng, cạch, vạn cổ hào khoan đáy mở ra, quân thường tiếu lắc lắc đầu, nói, vị diện này cấp bậc không thấp, xuyên toa không gian hàng rào khả năng rất phiền phức, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, từng, hoa hồng nói, quân thường tiếu không có đi lãng phí thời gian, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, sức mạnh chân linh hội tụ toàn thân, hóa thành lưu quang bay ra ngoài cũng không phải là thừa cơ chiếm tiện nghi, mà chính là thượng tầng vũ trụ tinh không tồn tại một loại nào đó đè ép chi lực, không có nửa bước thiên cơ cảnh tu vi, một khi bị bao phủ liền sẽ trong nháy mắt mất mạng, vù vù, vù vù, một đường tiến lên, đè ép chi lực điên cuồng lộng hành quấy rối, tuy khó lấy phá mất kiên cố tường khí, lại vẫn có thể nghe đến ma sát tiếng va chạm, hoa hồng đem mặt dán tại quân thường tiếu chỗ ngực, khóe miệng hiển hiện hạnh phúc mỉm cười, cố nhiên, đè ép thanh âm rất khiếp người, nhưng nàng tuyệt không sợ, bởi vì chỉ cần có hắn ở bên người, coi như thông hướng địa ngục lại có làm sao đâu, nắm vững, quân thường tiếu nói, ta muốn tăng tốc, giờ phút này hắn đã lách qua vừa mới chiến hạm đi tới khu vực, đến đến vị diện một chỗ khác, ẩn tu thuật vận dụng cực hạn, trừ phi nhìn bằng mắt thường đến lưu quan, nếu không sẽ không bị linh niệm thấy rõ, hoa hồng duỗi ra hai tay, chăm chú ôm lấy cổ, khư. Hai người tại sức mạnh chân linh bao phủ xuống, dường như hóa thành thiên ngoại thiên thạch, lôi kéo thức ăn cho chó giống như nóng rực hỏa quan hạ xuống, ông, từ xa trong màn ảnh có thể thấy rõ, quân thường tiếu tại cùng vị diện hàng rào chạm đến trong nháy mắt nhất thời sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng cũng tại trong vũ trụ trong nháy mắt đẩy ra kèn kẹt tạch 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 tiếng ma sát đè ép âm thanh càng hơn trước kia thân thể tại nội bộ quân thường tiếu tuy nhiên kiểu tóc không loạn nhưng có thể cảm nhận được vị diện này hàng rào thực sự quá dày mình muốn xông đi vào chỉ sợ cần hao phí điểm tinh lực nếu như chỉ là một người hắn có thể không cố kỵ gì nhưng trong ngực có hoa hồng cho nên đầu tiên muốn làm liền là đem nàng ôm chặt phân ra một phần lực lượng đến bảo hộ để tránh hội ngoài ý muốn nổi lên ta có phải hay không kéo chân sau im miệng hoa hồng không nói hô hô sức mạnh chân linh điên cùng bạo phát dường như hóa thành mũi khoan ra sức chui vào bên trong bành không bao lâu một tiếng nổ vang truyền đến quân thường tiếu ôm lấy hoa hồng tại cứng trắng kết giới bảo vệ dưới theo thương khung ở giữa xẹt qua còn sót lại dấu vết cùng thiên thạch rơi xuống không có khác nhau chút nào ầm ầm trống trải khu vực mặt đất lõm vù vù cùng cuộn khói đặc dâng lên bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên quân thường tiếu theo trong sương khói đi tới nói dùng sức quá mạnh không có phanh lại xe nói xong buông tay ra để hoa hồng tự mình nhảy đi xuống kết quả nữ nhân này vẫn chụp lấy cổ treo ở trên người không có thoát ly dự định xuống tới a à, a à, hoa hồng lúc này mới lưu luyến không rời nhảy xuống nhìn một chút sau lưng lõm mấy trăm trượng hố to nói động tĩnh lớn như vậy bọn họ khẳng định phát hiện quân thường tiếu không để ý giờ phút này chính nhắm mắt cảm thụ tinh thuần thiên địa thuộc tính hệ thống nói so sánh với giới tối thiểu mạnh gấp 20 lần chật chật Quân thường tiếu nói, khó trách sẽ có nhiều như vậy nửa bước thiên cơ cảnh, thực bước vào thiên cơ cảnh, dựa vào là cơ duyên và lĩnh ngộ, nhưng thiên địa thuộc tính mạnh thế giới, võ giả tổng thể tu vi cao, sinh ra loại này cấp bậc cường giả xác suất tự nhiên là cao, cũng tỷ như thượng giới, đỉnh phong tầm chân cảnh nhân số đại khái tại ba chữ số khoảng chừng, đã biết bước vào nửa bước cũng chỉ có công tôn nhược ly cùng ma tổ hai người, nếu như đỉnh phong cấp độ có mấy ngàn tên, mấy chục ngàn tên đâu, hưu, hưu, ngay tại quân thường tiếu cảm thụ thiên địa thuộc tính lúc xanh thảm thương khung ở giữa bay tới lít nha lít nhíp lộng lẫy yêu kiều lưu quang sau đó treo ở hắn trên không hiện lên bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh vạch phá bầu trời thanh thế to lớn chỉ cần không mù không điếc người nào không nhìn thấy nghe không được a quân thường tiếu mở to mắt biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ vốn là dự định lén lút trà trộn vào đến kết quả trùng kích không gian bích lũy dùng sức quá mạnh tạo thành động tỉnh quá lớn bị người ta bắt cái tại chỗ các ngươi người nào vẫn là lúc trước tại vũ trụ bên ngoài cảng đường đạo bào lão giả hắn trợn mắt nhìn nói gan dám xông vào ngự thiên giới ngự thiên giới đặt tên rất phách lối nha chư vị quân thường tiếu ôm quyền nói bổn tọa theo đông thổ đại đường mà đến đi hướng lại là ngươi không chờ hắn nói hết lời lão giả nhất thời nghe được trên mặt tức giận càng hơn quanh thân trong nháy mắt bạo phát cường đại thuộc tính đạo bào đều nhanh no bạo vù 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 vây ở trên không võ giả cũng ào ào phóng thích tu vi bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc sát lên rõ ràng đã để ngươi lăng, kết quả lại vụng trộn chạy vào điều này đại biểu cái gì? Không sai, đang cố ý gây chuyện, tiểu tử, đạo bào lão giả lãnh đạm nói, lão phu đã cho ngươi một cơ hội, bây giờ cứng rắn muốn xông tới, thì đem thi thể lưu ở nơi đây, đi âm tàu địa phủ đưa tin đi, rất tốt, quân thường tiếu đi đến hoa hồng trước người đem nàng bảo vệ, tế ra đến trăng tiên kiếm, nói, bổn tọa mệnh, diêm vương không dám thu, ta thì rất buồn bực, hệ thống không hợp thời đậu đen rau muốn nói, cao võ vị diện cũng có âm tàu địa phủ, quân thường tiếu tiến vào ngự thiên giới, đơn giản muốn kiến thức một chút so sánh với giới càng đại vị hơn mặt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hưng thịnh, nhưng người ta không chỉ có không chào đón hắn, giờ phút này còn dự định động thủ, được thôi, phụng bồi tới cùng, trong khoảng thời gian này đi ngang qua hai cái vị diện, thực lực đều không phải là quá cao, quân thường tiếu không tiện phát huy, nơi đây cao thủ đông đảo, cần phải có thể chiến thống khoái, vượt qua đến bây giờ, cẩu thẳng đã triệt để dung nhập cao võ thế giới, trong máu tràn ngập hiếu chiến thừa số, nếu không phải có tông môn chi chủ thân phận trói buộc, chỉ sợ sớm đã đi làm một cái khiêu chiến thiên hạ anh kiệt du hiệp dám động binh đạo bào lão nhân cười lạnh nói không biết sống chết hừ đứng ở bên cạnh trung niên võ giả giơ tay lên đem khắc có gì đó quái lạ văn tuyến trường thương tế ra nói để ta giải quyết kẻ này chiến văn hổ bí thương ánh mắt mọi người nổi lên hâm mộ bọn họ tu vi không kém bao nhiêu như phân thắng bại chỉ có thể dựa vào trang bị cho nên người nào có đồ tốt tuyệt đối ghen ghét hâm mộ hận thương không tệ quân thường tiếu cho ra đánh giá theo hệ thống khu mua sắm soát ra qua không ít lại có phong cách giả tử dạng này chú tạo đại sư tại vũ khí phương diện, hắn vẫn có chút dám thưởng lực. Phi, hệ thống nói, người ta đầu thương bốc lên hồng quang, mắt thường đều có thể nhìn ra, ngươi không thối lắm sẽ chết, ta chính là không muốn xem ký chủ ở chỗ này giả vờ chuyên nghiệp, xéo đi, hô, quân thường tiếu cùng hệ thống thường ngày tranh cãi lúc, tên kia trung niên võ giả vung thương áp xuống tới, cường thế thuộc tính bọc lấy tầng tầng lực lượng gào thét bạo phát, bốn phía thiên địa trong nháy mắt bị quấy, với tư cách một tên nửa bước thiên cơ cảnh, động thủ đặc hiệu nếu không phải hủy thiên diệt địa, ra khỏi cửa đều không có ý tứ cùng người ta chào hỏi, tránh ra, quân thường tiếu nói, lời này dư thừa, bởi vì hoa hồng đã sớm thối lui, chừa cho hắn ra đủ rất rộng rãi chiến đấu không gian, với tư cách hồng tộc nữ hoàng, kinh lịch vô số chinh phạt, rất nhiều chuyện không cần nói, một ánh mắt, một động tác, thậm chí bầu không khí không đúng liền hội lập tức minh bạch, chủ yếu vẫn là thân ở vạn cổ tông, thủy chung điệu thấp xử lý nội vụ, lộ ra không có tồn tại cảm giác, thẳng như rời đi quân thường tiếu, tuyệt đối giống biến thành người khác, nói trắng ra, Hoa hồng cam nguyện tại cổ thẳng trước mặt là một cái tồn tại cảm giác không cao nữ nhân, nhưng không có nghĩa là nàng không có có cá tính, không có năng lực, thiếu khuyết đơn giản là cơ hội, thiếu khuyết đơn giản là giả tinh thần loại kia đơn độc nội dung cốt truyện đến bổ sung cùng đắp nặng, vù vù, hô hô hô, phát ngang thiên địa sông chi lực theo phía trên áp xuống tới, cảm thụ cái kia cổ năng lượng cường đại, quân thường tiếu ánh mắt càng nóng rực, khát vọng cùng cường giả chiến đấu suy nghĩ điên cùng tuôn ra nhập thức hải, điên cùng kích thích mỗi một điều thần kinh, đến, quân thường tiếu giơ kiếm, nói, chiến vù vù một khắc này cường thế kiếm khí theo thể nội trong nháy mắt hiện lên cả người trở nên vô cùng sắc bén phong cách cũng theo phim hoạt hình quy bản chuyển thành siêu hiện thực quân bất kiến hoàng hà nước từ trên trời đến chảy xiết đến biển không còn hồi quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát hường về tóc xanh mộ thành tuyết nhân sinh đắc ý tu tẩn hoang mạc sử kim tôn không đối nguyệt hưu một bài lý thái bạch cùng nhau say ngâm xong quân thường tiếu huy động đến trăng tiên kiếm từ dưới lên trên vỗ tới bắn ra sáng chói chói mắt cường thế kiếm khí hệ thống thầm nói, quả nhiên, nhân vật chính cùng địch nhân lúc chiến đấu, vô luận cỡ nào rắc rối phức tạp, công tới lực lượng nhất định phải tuân theo tạm dừng định luật cho hắn xoa đại chiêu thời gian, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, không gian bị vô tình xé rách, kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, một kiếm này, kinh hải thế tục, đừng nhìn quân thường tiếu ngày thường rất tiện, nhưng khi hắn thật đang đối mặt cường giả lúc, chánh thức nghiêm túc lên, tuyệt đối phá vỡ tưởng tượng, vù vù, hô hô hô, sáng chói kiếm khí hiện lên phiên gian đảo hải chi thế xông đi lên, cả kinh ngự thiên giới cường giả sắc mặt đại biến người này vũ khí bất phàm quân thường tiếu nếu như biết được trong lòng bọn họ ý nghĩ khẳng định phun ra một muộn máu tới vì thêm đặc hiệu vì cho hơi vào phân vì thêm tràn diện bổn tọa cố ý đọc một bài thi tài đem đại chiêu xoa đi ra kết quả toàn hắn meo chăm chú vào vũ khí phía trên vù vù theo tạm dừng định luật khôi phục lại lực lượng cường đại phản phất hóa thành gào thét cự long hướng về nghênh tiếp mà đến kiếm khí đánh tới thiên địa thất sắc không gian nứt toát thanh thế thật lớn tại chỗ khó khóc họa sư bản manga quyền ngay tại hiệp đàm bên trong, hiện đang nhạo bán về sau có thể trở thành sự thật. Trung niên nhân sắc mặt rất ngưng trọng, theo khí thế đến xem, hắn lấy chiến văn hổ bí thương hội tụ lực lượng cũng không yếu cho tới trăng tiên kiếm hình thành kiếm khí, nhưng luôn cảm thấy, ầm ầm, ngay tại lúc này, hai cổ lực lượng giữa không trung mãnh liệt đập vào, táo bạo lực lượng cùng nóng nảy kiếm khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, không gian hoặc là bị đè ép nứt toát, hoặc là bị vẽ phân mảnh, lần này cường cường đối kháng, nếu như thả tại thượng giới, tuyệt đối trên đời chấn kinh tuyệt đối không thể ma diệt đương nhiên đặt ở ngự thiên giới vẫn như cũ rất rung động có thể nhất chứng minh điểm này là bản địa cường giả nhìn về phía va chạm khu vực sụp đổ vỡ vụn trên mặt dần dần hiện ra khó có thể tin tới cưỡng ép phá vỡ không gian bích lũy dung nhập ngự thiên giới bọn họ biết quân thường tiếu thực lực không tầm thường nhưng chân chính mắt thấy động thủ mới ý thức tới kẻ này siêu phàm thoát tục là là không có điểm năng lực sao dám quan minh chính đại đến tìm phiền toái vù vù hô 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 giữa không trung hai của lực lượng còn tại bạo phát sinh ra thanh âm tựa như là không gian đang khóc mọi người không quản được thiên địa sụp đổ nứt quản không năng lượng bạo phát cùng nhau phóng thích linh niệm dung nhập bên trong mãi đến nhìn thấy quân thường tiếu lập tại người trung niên trước người tam xích trường kiếm gác ở trên cổ hắn biểu hiện trên mặt toàn cứng ngắc càng chiến văn hổ bí thương đoạn xin lỗi quân thường tiếu kiểu tóc không loạn ngữ khí bình thản nói ngươi vũ khí mặc dù không tệ nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu trung niên nhân trên mặt nổi lên tức giận trong ánh mắt lại thấu phát quể oải làm kinh lịch người, tại vừa mới ngắn ngủi trong đụng chạm, có thể phát giác được chính mình lực lượng bị tiêu trừ, từ đó làm cho đối phương trong nháy mắt tới gần cũng chặt đứt vũ khí, đa tạ, ân không giết, trung niên võ giả tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, nếu như người trẻ tuổi kia lòng có sát niệm, mình bây giờ đã chết, khen, quân thường tiếu thu kiếm vào võ, ông quyền nói, đa tạ, xuất thủ kinh thiên động địa, kết thúc tiêu sái tự nhiên, quả thực không có kẻ hở, cường giả khắp nơi sắc mặt rất khó nhìn tại ngự thiên giới cũng coi như rất có uy danh lý ngạn xương vậy mà vừa đối mặt thì bị đánh bại liền coi là trân bảo chiến văn hổ bí thương cũng bị chém đứt cao thủ tuyệt đối cao thủ đạo bào lão giả chờ người trong lòng dân lên cảnh giác chư vị quân thường tiếu nhẹ nhàng theo giữa không trung lưu lại đến trang tiên kiếm đưa ngang trước người hai tay tùy ý hướng chui đầu một dựng nói bổn tọa đi ngang qua bảo địa chỉ cầu tá túc một đêm cũng không có cái gì ác ý còn mời cho dàn xếp vừa mới ra tay điểm đến là dừng bây giờ lời nói cử chỉ lại khắc khí, không tin ai có thể tìm ra lỗi, các hạ đối kiếm đạo lý giải thâm hậu. Một tên thân thể mặt nam tử áo đen rơi xuống, đem nặng nề cự kiếm đưa ngang trước người, nói, cung mổ muốn lãnh giáo một chút, kiếm ma, cung trăm lông, hắn lúc nào đến, nhất định là cảm nhận được vừa mới bạo phát kiếm khí, có ý tứ, ngự thiên giới võ giả thấp giọng nghị luận lên, quân thường tiếu phiền muộn, hắn là hiếu chiến, nhưng đánh một trận ý tứ ý tứ là được, nếu như cùng nơi này võ giả đánh cái không về không, còn thế nào du lịch cái này mạnh hơn thượng giới vị diện đâu đánh có thể quân thường tiếu nói thu một phương cho tặng thưởng các ngươi thật muốn muốn chiến đấu lời nói bổn tọa phụng bồi tới cùng nhưng đặc hiệu mở nhiều như vậy cao khẳng định cần phải dùng vật tư để đền bù đây là giang hồ quy cũ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha